Thiên Vân nhìn những dấu ấn thú trên ngực và bụng mình, tất cả đều vẫn ổn. Cô thở phào nhẹ nhõm, gần biển rồi, lại gặp những con đại bàng khác, tôi an tâm hơn nhiều. Hàng xa, anh thấy sao? Anh nhìn không trung, vẻ mặt vô cảm, không tốt lắm, không gian trong tổ nhỏ quá, hơi mệt, nếu rộng hơn một chút thì tôi biến thành rắn ấp trứng sẽ thoải mái hơn. Sắp đến biển rồi, cứ thế này đi. Nghe giọng điệu có phần buồn bực của anh, Thiên Vân không nhịn được cười. Cô sinh trứng hình như không cần ở cữ, bây giờ nhìn anh ấp trứng lại có cảm giác như đang ở cữ. Ấp trứng rất chán. Nếu thời tiết tốt thì có thể mang trứng rắn ra ngoài đi dạo, trời mưa thế này anh không dám mang trứng ra ngoài, cứ ở trong tổ chán nản, áp lực, người cứng đờ. Nhưng đó là những gì anh có thể chịu đựng được, bất kỳ cảm giác khó chịu nào khi nhìn thấy Thiên Vân vui vẻ dựa vào lòng mình, anh đều thấy thoải mái vô cùng. Thiên Vân quay đầu nhìn Lam Bích đang nằm cuộn tròn bên mép gối, chú sư tử nhỏ vẫn đang ngủ say, chiếc gối của cô đã trở thành ổ của nó. Nó không dành chỗ chính giữa, chỉ nằm bên mép gối mà Thiên Vân không nằm tới. Cô mỉm cười, ôm Hàng Xa tiếp tục ngủ một lúc. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự kiên trì của Lôi Nhiên, có thể là gần biển rồi, anh muốn bay một mạch đến biển giới, cô không bảo dừng lại nghỉ ngơi, anh cứ bay mãi. Cô tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn Hàng Xa đang nhắm mắt không biết là đang nghỉ ngơi hay ngủ, Lam Bích đã ngủ dậy đang chơi với một quả bóng mây. Quả bóng mây đó chắc là lúc cô ngủ, Hàng Xa dùng cỏ mây còn lại làm cho nó. Lam Bích chơi một lúc, nhẹ nhàng nhảy vào lòng Thiên Vân, kêu một tiếng không rõ ràng lắm, đói ngã. Thiên Vân xoa đầu nó, lấy bát của nó ra cho nó ăn. Hàng Xa đang nhắm mắt bỗng mở mắt, đuôi rắn nhẹ nhàng quấn lấy trứng rắn đặt vào lòng Thiên Vân. Thiên Vân nhẹ nhàng ôm lấy, kéo tấm da thú đắp lên. Tấm da thú cô đắp rất dày, không đắp kín mít mà chừa một khoảng trống để không khí lưu thông. Ấp trứng cần nhiệt độ thích hợp, cũng cần không khí và độ ẩm. Để Lôi Nhiên dừng lại nghỉ ngơi, ăn chút gì đó đi, cứ đà này chắc anh ta không cho dừng thì sẽ bay mãi, gần biển rồi, không cần phải vội thế. Nếu có chuyện gì xảy ra, trứng rắn được bảo vệ như vậy, tôi ra ngoài hoạt động một chút cũng không sao. Thiên Vân gật đầu, anh cũng nhận ra điều đó. Trước đây dù cô đang ngủ, khi họ đi đường cũng sẽ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi, tìm nguồn nước uống vài ngụm, ăn quả dại. Hàng Xa là người rõ nhất Lôi Nhiên đã bay bao lâu. Hơn nữa, bên cạnh còn có những con đại bàng khác hộ tống, càng không có gì phải lo lắng. Thiên Vân nói với ra cửa, Lôi Nhiên, tôi muốn đi vệ sinh. Hàng Xa, lý do này thật tuyệt. Sau đó Lôi Nhiên đáp lại, tìm một chỗ thích hợp từ từ hạ xuống. Vì Thiên Vân muốn đi vệ sinh, Lôi Nhiên không để những con đại bàng khác đến gần, chúng nghỉ ngơi ở xa xa. Thiên Thiên, ra ngoài đừng đi chân đất. Lôi Nhiên mở tấm da thú ở cửa, ân cần nhắc nhở. Ừ, Thiên Vân mỉm cười nhìn anh, nhanh chóng đi giày, quấn tấm da thú ra ngoài. Lúc này không mưa, trời không âm u lắm, Lôi Nhiên cẩn thận đỡ cô ra ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn trời, quay sang nhìn Lôi Nhiên, nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó đi, tôi muốn ra ngoài hoạt động một chút. Lôi Nhiên theo bản năng quay đầu nhìn những con đại bàng đang nghỉ ngơi ở xa. Cô hiểu ý, tôi sẽ cẩn thận. Có những con đại bàng khác ở đây, cô không tiện dùng không gian, không thể lấy nhà tre ra nghỉ ngơi. Bữa này ăn thịt nướng, cô lấy từ không gian ra một giỏ thịt đưa cho Lôi Nhiên, còn có củi và lá muối. Lam Bích ăn xong thì ở lại trông trứng rắn, tôi đi cùng Thiên Thiên. Hàng Xa nhìn quả bóng mây được Thiên Vân đắp hờ, thong thả bước ra. Trong tổ rất ấm áp và ổn định, trứng rắn không bị lạnh. Được giao nhiệm vụ, Lam Bích hào hứng đáp, ừ. Thiên Vân bất lực cười. Đại bàng trắng đi cùng cô đi vệ sinh sao? Hàng Xa biến thành đại bàng trắng, dẫn cô đi tìm chỗ. Sau khi giải quyết xong quay lại, Lôi Nhiên và những con đại bàng khác đã nhóm lửa nướng thịt. Thiên Vân phát hiện vị trí của tổ đã được di chuyển, như vậy dù cách một khoảng Lôi Nhiên cũng có thể dễ dàng quan sát tình hình của tổ. Trong tổ, Lam Bích ngoan ngoãn nằm trong ổ, thân mình dựa vào quả bóng mây bọc trứng rắn, kiên nhẫn chờ họ quay lại. Thấy họ quay lại, chú sư tử nhỏ liền chạy ra bàn giao nhiệm vụ canh gác trứng rắn, nó vây quanh chân Thiên Vân kêu vài tiếng. Hàng Xa, đi đi. Nghe vậy, Lam Bích vui vẻ chạy về phía Lôi Nhiên. Lam Bích, chơi ở đó với Lôi Nhiên thôi, đừng chạy lung tung nhé. Thiên Vân nhắc nhở. Lam Bích, ừm. Thiên Vân bị giọng nói trẻ con của nó làm tan chảy. Nó nói từ ừm rất tốt rồi. Cô mỉm cười bước vào tổ. Hàng Xa nói, nó nói vẫn còn chậm. Bình thường những đứa nhỏ khác vừa sinh ra đã có thể a mấy tiếng đơn giản, có thể đáp lại rất tốt. Nó sinh non, nếu mẹ nó không chết, có thể mang thai thêm vài ngày nữa,
có thể sống sót đã là không dễ dàng rồi, nó vừa sinh ra đã có dấu ấn của thần linh trên đầu. Thiên Vân cảm thán. Đứa nhỏ sinh non và đủ tháng khác nhau rất nhiều, hơn nữa mẹ của Lambic lại rơi vào tay thú lang thang, không được đối xử tốt, Lambic sinh non sẽ khác với những đứa trẻ sinh non khác rất nhiều. May mà nó không bị dị tật, ham sống, ăn khỏe, có thể ăn là có thể nuôi sống. Vạch xuất phát không thể bằng những đứa trẻ khác, vậy thì ăn nhiều vận động nhiều, dần dần đuổi kịp. Hàng Sa biến thành hình dạng nửa người nửa rắn, bước vào dùng đuôi quấn lấy quả bóng mây, tiếp tục ấp trứng. Thiên Vân ngồi bên cạnh anh, lấy đồ ăn từ không gian ra. Hàng Sa lười biếng dựa vào người cô, tay ôm eo cô, tôi không muốn ăn, em ăn đi. Không ăn làm sao ấp trứng, Lôi Nhiên cầm vài miếng thịt nướng xuất hiện ở cửa, giọng điệu trầm xuống. Anh nói với Thiên Vân, chỉ cần giống được bắt đầu ấp trứng, trạng thái sẽ lười biếng không muốn ăn, tuy không chết đói nhưng sẽ gầy đi. Cứ ăn uống bình thường đi, tôi cũng sẽ ấp trứng, dùng lông ủ một chút cũng không sao. Ăn uống vệ sinh rất phiền phức, để giảm bớt hoạt động, khi ấp trứng giống được sẽ ăn ít, giảm vận động, như vậy sẽ tiêu hao ít hơn, số lần ra ngoài cũng ít hơn. Thiên Vân bước tới nhận lấy thịt nướng từ tay Lôi Nhiên, không nói gì, chỉ đưa thịt nướng cho Hàng Sa. Hàng Sa lập tức ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy thịt nướng ăn. Thấy anh ăn rồi, Lôi Nhiên mới yên tâm quay người bỏ đi, Thiên Vân bỗng đưa tay nắm lấy tay anh, nhét một quả táo vào tay anh. Lôi Nhiên giữ người, cúi đầu nhìn quả táo to đỏ trong tay, là loại quả anh chưa từng thấy bao giờ. Anh ngẩng đầu nhìn Thiên Vân đang mỉm cười dịu dàng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô đưa quả cho anh ngã. Anh cầm lên cắn một miếng, giòn ngọt, thấm vào tận đáy lòng. Ngon! Anh vừa gặm táo vừa vui vẻ bước về phía đống lửa. Họ ăn thịt nướng ở đó, cô và Hàng Sa ăn trong tổ. Đợi Hàng Sa ăn xong thịt nướng, Thiên Vân cũng đặt một quả táo vào tay anh. Cô nhẹ nhàng nói, có trái cây mới đấy, đến biển giới tôi sẽ cho hai người ăn. Dưa hấu, nho, mía đều có cả. Hàng Sa mỉm cười, ngồi đó gặm táo, ăn xong nằm đó, yên lặng nhìn Thiên Vân ăn ngô. Cái miệng nhỏ nhắn động đậy thật quyến rũ ngã. Thiên Vân đã quen với ánh mắt của anh, cúi đầu tự ăn. Cô ăn xong ngô lại ăn cá, tôm, thịt, mỗi thứ một ít, rất nhanh đã no. Bây giờ lượng thức ăn của tôi đã trở lại như lúc chưa mang thai rồi. Thiên Vân thuận miệng nói, bây giờ cô không còn thèm ăn như trước nữa. Hàng Sa thờ ơ đáp, lúc chưa mang thai em ăn cũng không nhiều, mang thai cũng không nhiều lắm, điều này có liên quan đến việc mang thai trứng rắn và số lượng trứng ít. Nếu mang thai hổ con thì lượng thức ăn của em sẽ rất khủng khiếp, hơn nữa còn rất thích ăn thịt. Như Tư Lan thích ăn chay, mang thai thỏ con em có thể sẽ thích ăn chay hơn. Những đứa con của các chủng tộc khác nhau, cảm nhận của người mẹ cũng khác nhau, đều có ảnh hưởng. Em đã sinh trứng rắn rồi, tình hình rất ổn định, sau này nếu sinh lần hai sẽ không còn hoảng sợ nữa. Lần hai cũng có thể sinh trứng đại bàng của Lôi Nhiên, trứng đại bàng lớn hơn trứng rắn của tôi, lại nhỏ hơn những đứa trẻ khác, dễ sinh. Thiên Vân, nếu Thương Di nghe thấy chắc chắn sẽ đánh nhau. Con hổ lớn đó chủ trương là cô không sinh thì thôi, sinh thì phải sinh hổ con của anh ta. Hàng Sa tránh né chuyện hổ con như vậy, Thương Di nóng tính thế kia làm sao chịu được. Giống như lần này sinh trứng rắn, Thương Di và Tư Lan không thể ngờ được rằng họ chia tay hơn một tháng mà cô đã sinh trứng. Đến lúc gặp lại chắc chắn sẽ mắng mỏ một trận. Nhưng mà sinh trứng rắn rồi sinh trứng đại bàng, từ từ nâng cao độ khó hình như cũng là một cách tốt để thích nghi nhanh với việc sinh sản. Nỗi sợ hãi của tôi đối với việc sinh nở đã giảm bớt, sinh dễ dàng như vậy cũng được. Thiên Vân nhẹ giọng nói. Sinh con của các chủng tộc khác cảm giác thế nào cô không biết, nhưng sinh trứng rắn thì cũng được, ngoài lúc đầu hơi buồn ngủ thì không có phản ứng thai nghén nào khác. Ừm, em thấy vui thì sinh, không muốn thì thôi, Hàng Sa nói. Bình thường chúng tôi chỉ nói đùa thôi, sẽ không thực sự ép em sinh con, để em mang thai trứng rắn là do tôi không chú ý, là do tôi không nhịn được. Anh nói đến câu cuối cùng thì dừng lại, sửa lời. Anh vốn định nói là lỗi của anh, để cô vô tình mang thai. Nhưng có thể có con với cô, anh rất vui, rất hạnh phúc, sai lầm tốt đẹp này anh không muốn nói ra. Không thể nói những lời như vậy để rắn con cảm thấy họ không thích nó. Thiên Vân gật đầu, như vậy cũng tốt, anh cứ ấp trứng cho tốt, như vậy tôi sẽ sớm có một con rắn nhỏ giống hệt anh. Cái đầu tròn tròn vốn đã rất dễ thương, lại thêm một cái đầu tròn nhỏ nữa, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi. Phiên bản quy sắp ra đời ngã. Hàng Sa cương triều nhìn cô, không thể phản bác. Trước đây Thiên Vân rất sợ loại rắn trơn trượt, máu lạnh, hung ác, nếu bị cắn một cái là tiêu đời.
nhưng con rắn hàng xa này cô càng nhìn càng thích. Cô không còn sợ rắn nữa, nhưng cũng chỉ không sợ con rắn này thôi. Những loài rắn khác cô vẫn sợ. Ăn no rồi ngủ một lát đi, sinh trứng rắn không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể, em lại khác với những con cái khác. Có thể ảnh hưởng đến em càng nhỏ hơn, nhưng dù sao cũng là trải qua một lần sinh sản, phải nghỉ ngơi cho tốt, nhất định không được để bị lạnh. Hàng Sa nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kéo tấm da thú đắp kín người cô. Thiên Vân cảm thấy ấm áp vô cùng, trong lòng cũng ấm áp. Hàng Sa ôm cô dựa vào lòng anh, cơ thể nhanh chóng thả lỏng, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi tổ hơi rung lắc đánh thức cô vừa mở mắt, Hàng Sa đã đưa tay xoa đầu cô, ấn cô vào lòng mình. Không sao, Lôi Nhiên đi đường rồi, Lam Bích đã quay lại tổ. Thiên Vân mơ màng ư một tiếng, tiếp tục dựa vào lòng anh ngủ. Cứ như vậy 3 ngày trôi qua, họ đến biển. Thiên Vân ngửi thấy mùi mặn trong tổ, còn có tiếng sóng biển vỗ, cô biết họ đã đến nơi. Hàng Sa, chúng ta đến biển rồi phải không? Cô lên tiếng xác nhận. Hàng Sa nhắm mắt nhẹ nhàng đáp, ừ, đến biển rồi, mưa to đấy, đừng ra ngoài. Chỉ vài ngày thôi, lại lạnh hơn một chút. Gió biển hơi to, tổ hơi rung lắc. Vì tần số rung lắc hơi cao, Lam Bích sợ hãi chui vào giữa hai người họ trốn. Thiên Vân bị vẻ nhát gan của nó chọc cười, đưa tay xoa đầu nó an ủi. Không sao, chỉ là gió hơi to thôi. Một lúc sau, Lôi Nhiên đưa họ hạ cánh. Thiên Vân tò mò ngồi dậy nhìn ra cửa, vừa nhìn đã thấy Lôi Nhiên đang mở tấm da thú ở cửa. Lôi Nhiên nói, Thiên Thiên, chúng ta đến biển rồi, hẻm núi bên kia chính là biển giới, tôi đưa các người bay qua đó. Những con đại bàng kia đã về trước rồi, xung quanh không có đại bàng nào. Thiên Vân vừa quay đầu định gọi Hàng Sa thì anh ta đã tự giác dùng tấm da thú bọc trứng rắn rồi treo lên cổ. Tấm da thú cô dùng làm chăn lúc này đã được biến thành chiếc túi nhỏ. Hàng Sa vẫn giữ tư thế nửa người nửa rắn, tiện tay bế Lam Bích vào lòng. Thiên Vân mặc xong quần áo, cùng nhau bước ra khỏi tổ. Hàng Sa liếc nhìn xung quanh, Lôi Nhiên hạ cánh xuống một khu rừng. Xung quanh toàn những cây đại thụ lá rậm rạp, che khuất hình dáng của họ rất tốt. Xung quanh không có thú nhân nào đang hoạt động. Anh ta lên tiếng. Nghe vậy, Thiên Vân không chút do dự thu nhà tre vào không gian. Không dùng nữa thì cất vào không gian, những thứ mà các nam nhân làm cho cô phải giữ gìn cẩn thận. Đã đến biển rồi, Lôi Nhiên nhìn Thiên Vân đang tò mò quan sát xung quanh, đưa tay kéo tấm da thú trên người cô lại. Anh ta cố gắng kìm nén sự vui mừng, toàn bộ hẻm núi bên kia đều thuộc về biển giới, có thể bay qua trên cao, cũng có thể đi xuyên qua hẻm núi. Tôi muốn dẫn các người đi qua hẻm núi, chỗ đó rất đẹp, muốn cho em xem. Thiên Vân nhìn thấy sự háo hức trong mắt anh, mỉm cười gật đầu, em muốn xem. Anh ta lập tức biến thành thú hình, Hàng Sa một tay bế Lam Bích một tay bế Thiên Vân, trên cổ còn treo trứng rắn, đặt họ lên lưng đại bàng. Lôi Nhiên vỗ cánh từ từ bay lên, anh ta bay qua khu rừng này, tốc độ vừa chậm vừa thoải mái, đưa họ đến gần hẻm núi lớn ở phía xa. Để đưa cô đến hang động của mình. Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Vân thấy một hẻm núi rộng lớn trải dài đến tận chân trời. Hàng Sa ôm cô, để cô ngồi trên đuôi mình, thì thầm bên tai cô, về Hải Chi Nha có một truyền thuyết kể rằng nơi đây là chốn tình yêu của thần thú và thần nữ. Có lần họ cãi nhau, thần thú tức giận đã chẻ đôi một ngọn núi, và đó là nguồn gốc của Hải Chi Nha. Sau đó họ làm lành, sinh con đẻ cái trên vách đá. Bờ biển khá lạnh, để thần nữ thoải mái sinh nở, thần thú đã xuống biển chuyển nhiều đá lửa đến vùng biển ngoài Hải Chi Nha, tạo nên một vùng nước ấm. Vì thế, Hải Chi Nha luôn ấm áp, ngay cả mùa đông cũng không quá lạnh. Thiên Vân cười tươi rói, những câu chuyện truyền thuyết này thật thú vị, chuyện đời của các vị thần cũng đáng để bàn tán. Đúng sai không quan trọng, thế giới nào chẳng có những câu chuyện truyền thuyết. Chỉ có anh suốt ngày chạy lung tung ngoài kia, nghe lén chuyện người khác thôi, cô trêu chọc. Hàng Sa vuốt ve bụng cô, khóe môi khẽ cong, nhưng chuyện của em mới là thú vị nhất. Nghe những con thú khác kể về em, khi anh về hang thì em đã ở đó rồi, có phải rất kích thích không? Thiên Vân ngượng ngùng, chuyện này khó mà đánh giá được. Chỉ có thể nói là duyên phận. Nếu là một con cái khác vô tình vào hang, anh có làm như vậy không? Cô thử thăm dò hỏi. Hàng Sa thẳng thắn đáp, không. Vì em là thánh nữ, rất thú vị. Lúc đầu định để em sinh cho anh vài đứa con, nhưng thấy em điệu đà quá nên thôi, con cái thì không cần, nhưng người yêu phải chăm sóc tốt. Anh ta vừa vì thân phận thánh nữ của cô, vừa vì con người cô, câu trả lời rất thẳng thắn. Anh mới thú vị chứ, cái đầu tròn trịa dễ thương. Thiên Vân bĩu môi đáp lại. Những ký ức đen tối ập đến, lúc đó anh ta đã trêu chọc cô một trận,
cô đã vất vả chạy trốn, leo trèo, cuối cùng bị anh ta chặn lại. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cô lại thấy nghẹt thở. Nói đến chuyện chơi đùa thì không ai chơi kham hơn con rắn trắng này. Thấy cô tức giận, Hàng Sa mềm lòng, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô để dỗ dành. Thiên Vân đáp lại nụ hôn, sau đó quay mặt đi không nói chuyện nữa. Hôn nhau trên lưng đại bàng, ít nhiều cũng không tôn trọng Lôi Nhiên. Còn Lôi Nhiên thì tự mình bay, không hề để ý đến họ. Khi đến gần hẻm núi, Lôi Nhiên hạ độ cao và bay vào trong. Hẻm núi rộng lớn và ngoạn mục, hai bên là những vách đá dựng đứng, hiểm trở vô cùng. Không khí ấm áp và dễ chịu, có lẽ do thời tiết ấm áp, những loài thực vật lạ mọc đầy trên vách đá, đủ loại hoa lá, quả dại, rau dại mọc tươi tốt. Bên dưới là những con sóng êm đềm, bước vào đó như bước vào một vùng đất thần tiên. Cảnh đẹp quá! Thiên Vân nhìn ngắm cảnh sắc hẻm núi, ánh mắt long lanh say đắm. Lôi Nhiên quay đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô thì yên tâm. Vượt qua hẻm núi rộng lớn và xinh đẹp, họ chiêm ngưỡng những chú đại bàng bay nhanh nhẹn, càng gần đến vùng ngoại vi, số lượng đại bàng càng nhiều. Đầu hẻm núi là biển cả, trên những vách đá ven biển là vô số hang động lớn nhỏ, trên vách đá còn có những bậc thang nhỏ được đẽo gọt và những hàng rào bằng dây leo. Trên bãi biển vàng ở xa, những con đại bàng bay lượn, những con cái vui đùa rất náo nhiệt. Thiên Vân cười nhìn cảnh tượng náo nhiệt và ấm áp trước mắt, nhìn về phía biển rộng lớn, sóng cuộn trào, gió cũng mang theo hơi ấm. Chỉ là bây giờ trời không đẹp, nếu không lúc hoàng hôn chắc chắn sẽ rất đẹp. Nơi này thực sự khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Lôi Nhiên kêu lên một tiếng, tiếng kêu của đại bàng vang vọng khắp Hải Chi Nha, sau đó đáp xuống một hang động. Hàng Sa thì thầm với Thiên Vân, anh ta đang báo cho thủ lĩnh biết mình đã đưa người yêu đến Hải Chi Nha để kết đôi. Thiên Vân không khỏi đỏ mặt. Hàng Sa ôm cô xuống lưng đại bàng, Lôi Nhiên biến thành hình người, vẻ mặt căng thẳng. Thiên Vân đến hang động của anh ta rồi, bàn tay run run của anh ta kéo tấm rèm cỏ ở cửa hang ra. Thiên Thiên, em xem cần làm gì, anh sẽ làm ngay. Anh ta quay lại nhìn Thiên Vân, giọng nói có chút lo lắng. Chưa kịp để Thiên Vân nói, Hàng Sa đã bước vào hang kiểm tra, viên đá lam bích trong tay anh ta cũng bị ném xuống. Viên lam bích rơi xuống hoàn hảo, tò mò chạy nhảy trong hang. Thiên Vân mỉm cười nhìn Lôi Nhiên, Lôi Nhiên nắm tay cô dẫn cô vào hang. Hàng Sa đã đi kiểm tra xung quanh rồi, anh ta đã nhóm lửa trong hang. Nhờ ánh lửa, tình hình trong hang hiện ra rõ ràng. Hang được chia làm hai phần, bên trái là đống lửa và một số củi khô, thịt khô, bên phải là một cái tổ chim khổng lồ. Và không có gì khác nữa. Môi trường sống của một con chim độc thân, một bên để ăn, một bên để ngủ, đơn giản không có gì sai. Hàng Sa ngồi trên tảng đá bên đống lửa, ôm quả trứng rắn của mình tiếp tục ấp, anh ta hoàn toàn không quan tâm Thiên Vân có hài lòng với hang động này hay không. Đây là hang động của Lôi Nhiên, nếu cô không hài lòng ở điểm nào thì cứ để Lôi Nhiên lo. Lôi Nhiên nhìn phản ứng của Thiên Vân, vẻ mặt cô bình tĩnh nên không thể biết cô có thích hay không. Thiên Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, lúc nãy em không để ý, nếu đào rộng hơn lên trên hoặc xuống dưới, có đụng vào hang của những con đại bàng khác không? Không, thủ lĩnh có quy định mỗi con đại bàng khi đào hang phải giữ khoảng cách lên xuống, nghĩa là trong không gian rộng lớn này, chúng ta có thể đào thêm một tầng ở trên và một tầng ở dưới. Lôi Nhiên trả lời, những con đại bàng độc thân không đào hang, chỉ cần một cái tổ để ngủ là đủ, chỉ khi kết đôi mới đào hang, lên xuống, hoặc cả lên và xuống đều được. Thiên Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, đào thêm một cái hang cho Hàng Sa đi, không cần quá lớn, chỉ cần đủ chỗ cho thân rắn của anh ấy cuộn tròn là được, để anh ấy có thể thoải mái ấp trứng. Ngừng một chút, cô nhìn Lôi Nhiên nhẹ nhàng hỏi, đến lúc chúng ta đến Tam Vĩ Thành, anh sẽ đi cùng chứ? Lôi Nhiên không chút do dự, anh sẽ theo em, bất kể em đi đâu, anh đều sẽ bảo vệ em. Thiên Vân mỉm cười, mặt đỏ lên gật đầu. Em đợi anh một chút, anh sẽ đào hang ngay. Anh ta kéo Thiên Vân đến bên đống lửa, để cô ngồi cạnh Hàng Sa chờ, rồi bắt đầu làm việc. Những con thú nhân, nếu có thể dùng năng lực thì sẽ dùng năng lực để tăng hiệu quả, lúc này Lôi Nhiên cũng không ngoại lệ. Sức mạnh của sấm sét thật sự rất hiệu quả, chỉ một tia sét nhỏ đã làm vỡ một phần đá, tạo ra một cái hố, anh ta dọn dẹp đá vụn rồi tiếp tục đánh, cứ thế mà đào. Rất nhanh, tầng dưới của hang động đã được đào xong. Thiên Vân bảo không cần đào quá lớn, anh ta lại đào ra một không gian rộng như trên. Để Thiên Vân và Lam Bích dễ xuống chơi, anh ta đã đẽo gọt những bậc thang trên những đoạn dốc, tiện cho việc lên xuống. Lôi Nhiên dọn dẹp một số đá vụn, lập tức đi tìm cỏ khô. Những cọng cỏ khô này được Hàng Sa dùng năng lực hỏa hệ sấy khô rồi ném xuống tầng dưới của hang động. Lam Bích,
con sư tử nhỏ lại chơi đùa với đống cỏ khô đó, hoàn toàn chơi quên mình, cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Hàng Sa và Lôi Nhiên không ai ngăn cản nó giúp đỡ mang cỏ khô xuống hang. Chỉ là nó lôi một đống cỏ khô, đi đến đâu rải rác đến đó, đến cửa hang thì chỉ còn lại vài cọng. Dù chỉ mang từng cọng một, nhưng nó cũng đang giúp đỡ. Những con đực đều hiểu được việc không nên làm giảm sự tự tin của những đứa trẻ khi giúp đỡ công việc. Thiên Vân cũng muốn giúp đỡ nhưng bị ba người đàn ông, lớn nhỏ khác nhau, ngăn lại, cô chỉ có thể ngồi bên đống lửa nhìn họ làm việc. Ngồi như vậy lại thấy hơi khó chịu, cô lấy ra từ không gian một chiếc bàn nhỏ và bắt đầu từ tốn sơ chế rau củ. Lôi Nhiên, hang động này có thể có những con đại bàng khác vào không? Cô thuận miệng hỏi. Lôi Nhiên đáp, không, trừ khi những con đại bàng nhỏ chơi đùa mà vô tình rơi xuống, nhưng chúng chỉ rơi ở cửa hang thôi, không thể vào trong được. Nếu rơi ở cửa hang, em đừng sợ, chúng sẽ bay đi ngay. Thiên Vân đáp lại, như vậy cô lấy đồ từ không gian ra cũng yên tâm hơn. Cô tiếp tục làm việc của mình, họ thì làm việc của họ. Cho đến khi hang động phía dưới được chất đầy cỏ khô đủ dùng, Hàng Sa xuống làm tổ, Lôi Nhiên cũng dọn sạch tổ chim phía trên, làm lại một cái tổ mới. Trong hang không có nhiều gia thú, Lôi Nhiên cũng không ngờ mình chỉ đi dạo một vòng với những con đại bàng khác là đã có vợ. Chỉ có những con thú độc thân chuẩn bị kết đôi hoặc có con cái mình thích muốn theo đuổi mới đi thu thập nhiều gia thú đẹp. Lúc này, đồ đạc trong hang chỉ đủ để nấu ăn, ngủ nghỉ và tránh rét. Thời tiết này không thuận lợi để xử lý gia thú, có gia thú cũng không dễ thuộc ra, Lôi Nhiên liền tìm những sợi dây leo to nhỏ khác nhau để tết thành rèm. Anh ta treo một vài tấm rèm ở cạnh tổ cỏ để che chắn. Như vậy, cho dù những con đại bàng nhỏ khi bay lượn vô tình rơi xuống cửa hang, dù có nhìn vào cũng không thấy được tổ cỏ. Không chỉ vị trí tổ cỏ được che chắn bằng rèm dây leo, mà cạnh đống lửa cũng được treo một vài tấm, tiện cho Thiên Vân chế biến nguyên liệu ở phía sau, có thể yên tâm sử dụng không gian hơn. Hang động vốn ban đầu nhìn vào là thấy hết mọi thứ, giờ lại bị những tấm rèm che khuất tầm nhìn, khiến Thiên Vân cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Làm xong những việc đó, Lôi Nhiên nhìn quanh một lượt, kiểm tra lần cuối, rồi nói, đào thêm một tầng ở trên nữa nhé, để em tắm. Thiên Vân nở nụ cười. Anh ta nhìn thấy nụ cười của cô là biết cô thích. Không cần cô trả lời, anh ta nhanh chóng đi đến phía bên trái để đào. Lối vào hang tầng dưới ở bên phải, lối vào tầng trên anh ta định đào ở bên trái. Chỉ để tắm cho Thiên Vân, nên không gian mà Lôi Nhiên đào không lớn lắm, anh ta tập trung mài giũa những bậc thang đi lên. Bậc thang rộng và bằng phẳng. Hoàn thành xong, Thiên Vân lên kiểm tra. Không gian tầng trên đối với cô không nhỏ, có thể chia nhỏ ra, một bên để tắm, một bên làm nhà vệ sinh. Hang động này không có lỗ thông gió, chỉ có đống lửa bên cạnh để chiếu sáng. Lôi Nhiên chủ động giải thích, đôi khi sẽ có một số côn trùng, nên anh không khoét lỗ nhỏ ở đây, gió biển thổi vào từ dưới lên cũng đủ rồi. Anh đã trồng một số loại cây ở vị trí đó, loại cây này có thể hút nước và tỏa nhiệt, sẽ làm khô hơi nước đã hút vào. Anh ta chỉ vào một số cây màu đỏ sẫm, trông giống như cây mọng nước ở góc hang. Vị trí trồng những cây hút nước này khá thấp, nước tắm sẽ chảy xuống vị trí thấp hơn, chảy hết vào những cây đó. Thiên Vân ngạc nhiên, thật thần kỳ vậy sao? Chúng luôn tỏa nhiệt. Lôi Nhiên, lượng nước hút vào càng nhiều thì nhiệt độ tỏa ra càng cao. Ở ven biển, Hải Chi Nha có rất nhiều loại cây này, đừng lo, sẽ không bị nóng. Có những cây này, em tắm sẽ không bị lạnh, mùa mưa và mùa đông dùng sẽ rất phù hợp. Nếu em không thích thì anh đổi loại khác. Thích, cô vội vàng đáp lại. Lôi Nhiên cúi đầu, khóe môi khẽ cong, Thiên Vân mỉm cười nói, có những cây này thì nước tắm dễ xử lý hơn, nếu không có chỗ thoát nước thì phải đổ nước tắm ra ngoài, khá phiền phức. Trong nhà tre có chậu gỗ để tắm, không gian ở đây cũng đủ để đặt chậu gỗ, em muốn tắm bồn hay tắm vòi sen đều được. Xử lý nước tắm quá tiện lợi. Lôi Nhiên, anh vất vả rồi. Anh rất vui. Giọng nói mềm mại đó cứ như đang gãi vào lòng anh, Lôi Nhiên không tự chủ được mà tiến lại gần cô. Thiên Vân thấy thân hình cao lớn bất ngờ đến gần, hơi e dè cúi đầu xuống. Lôi Nhiên chỉ giang tay ôm cô. Chỉ ôm cô, dịu dàng che chở cô trong lòng mình, chứa đựng tình yêu thương dành cho cô. Thật vui, cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, anh thì thầm nói với vẻ vui mừng. Cuối cùng anh cũng đưa cô đến hang động của mình. Thiên Vân khẽ cười, vui đến mức nào vậy? Lôi Nhiên, rất vui. Em cũng rất vui, nơi này thật đẹp. Khi nào trời tốt hơn, anh sẽ dẫn em đi chơi. Được ngã, bên dưới, Lam Bích lại rón rén gọi ở gần bậc thang. Trước đó,
nó làm phiền hai người họ bị Lôi Nhiên đuổi ra ngoài, nên vẫn còn sợ hãi. Nó không cố tình làm phiền, chỉ là đói, nó oán giận gọi. Lôi Nhiên sắc mặt trầm xuống. Thiên Vân không nhịn được cười, kéo anh xuống. Được rồi, em sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con, cô dịu dàng nói với Lam Bích. Ầu ư, con sư tử nhỏ vui vẻ ngoáy đuôi theo chân cô, cùng đi đến đống lửa. Thiên Vân đặt bàn nhỏ cạnh đống lửa, trên đó có nguyên liệu cô đã sơ chế một nửa. Hai cái nồi đá, một cái hầm thịt, một cái hấp bí ngô. Hàng Xa đã xuống hang dưới cuộn tròn ấp trứng, Lôi Nhiên ở bên cạnh Thiên Vân phụ giúp. Sau khi ăn những món ăn ngon đó, Lam Bích cai sữa thành công, mấy ngày nay nó chỉ ăn thức ăn, cả sức khỏe lẫn vấn đề bài tiết đều rất ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Điều này có nghĩa là nó có thể ăn thức ăn hoàn toàn được rồi. Dần dần có thể tăng thêm các loại thức ăn. Chủ yếu là hiện tại nó chưa mọc răng, nếu không sẽ ăn được nhiều thứ hơn. Những ống tre chứa cơm nếp trắng trong không gian đã bị Lam Bích ăn hết, không có sẵn thì phải làm ngay. Cơm nếp trắng trộn với bí ngô và một ít thịt được hấp cho Lam Bích một bát. Bí ngô thái mỏng nên nhanh chín, chín rồi Thiên Vân dùng muỗng dằm nát cho Lam Bích ăn. Con nhỏ ngồi xổm trước bát ăn của mình, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy đói bụng, nhưng nó cũng biết nếu vội vàng sẽ bị bỏng lưỡi. Thức ăn của Lam Bích xong rồi, Thiên Vân làm thức ăn cho họ. Món thịt hầm là cho Hằng Sa và Lôi Nhiên, thêm cải thảo hầm cùng. Cô ăn bí ngô hấp và vài miếng thịt nướng thú dữ. Cũng có cả thịt và rau, đủ chất dinh dưỡng. Thức ăn xong, Thiên Vân đến gần cửa hang gọi xuống dưới. Hằng Sa, thịt chín rồi, anh lên ăn hay em mang xuống cho? Sao không nhóm lửa cho sáng? Ngay sau đó, ngọn lửa nhỏ trên đầu mút đuôi rắn lóe lên, giúp cô ngay lập tức định vị vị trí của con rắn trắng. Hằng Sa biến thành rắn trắng, cuộn tròn lại, thân thể như một bức tường ấm áp và vững chắc bảo vệ quả trứng rắn. Trong hang không lạnh, anh thậm chí không cần dùng năng lực để giữ ấm cho trứng rắn, thân nhiệt của anh đủ rồi, nhóm lửa sẽ làm tăng nhiệt độ ở đây. Hằng Sa đáp lại. Nếu em muốn xuống dưới thì anh dùng lửa để chiếu sáng cho em. Thiên Vân cười nói, vậy thì lên đây cùng ăn nhé. Mang trứng rắn lên đây để em sờ. Hằng Sa biến thành người, ôm quả cầu dây leo lên cho Thiên Vân. Thiên Vân cẩn thận ôm quả cầu dây leo ngồi trên tảng đá, nhẹ nhàng mở dây leo ra, đưa tay sờ vào quả trứng rắn ấm áp. Cảm giác trơn trượt và ấm áp khiến trái tim cô dâng lên một cảm giác khó tả, một sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên trong đó, cảm giác này còn khiến cô háo hức hơn cả khi mang thai trứng rắn. Không biết trứng rắn có trong suốt không, vài ngày nữa có thể thấy con rắn nhỏ bên trong không? Thiên Vân tò mò hỏi. Ở đây không có đèn pin, nếu không thì đến khi ấp được một nửa thì dùng đèn soi vào, có thể thấy sự chuyển động của bào thai. Câu hỏi này khiến hai con được biết ấp trứng bên cạnh đều im lặng. Hằng Sa khẽ cười, tiểu Thiên Thiên nhà anh thích chú ý những chuyện kỳ lạ này. Trứng rắn không trong suốt, vỏ trứng đại bàng còn dày hơn, cũng không trong suốt, đừng chú ý đến những chuyện này. Thiên Vân bất lực, được rồi. Lôi Nhiên nói, rắn con sẽ sớm nở ra, đừng vội. So với việc nhìn thấy con non còn yếu ớt bên trong quả trứng trong thời gian ấp trứng, thì việc nhìn thấy chúng đáng yêu hơn sau khi nở ra không tốt hơn sao? Thiên Vân sờ trứng rắn một lúc rồi rút tay ra, sắp xếp lại da thú và dây leo bên ngoài, rồi đưa cho Hằng Sa ôm. Tầng này của hang động vì cửa hang mở nên có gió lùa vào, nhiệt độ có chút thay đổi, hơn nữa thân nhiệt của cô và Hằng Sa khác nhau, cô không dám ôm trứng rắn quá lâu. Hằng Sa rất trân trọng ôm trứng rắn vào lòng, một tay ôm trứng rắn, tay kia cầm thức ăn ăn. Vừa ăn vừa chăm sóc Thiên Vân ăn. Ăn xong anh ta lại xuống dưới tiếp tục cuộn tròn, chăm sóc quả trứng rắn duy nhất của họ. Đây là hang động trên vách đá, bên ngoài thời tiết không tốt, Thiên Vân sẽ không chạy lung tung ra ngoài, Lôi Nhiên ở bên cạnh cô, anh ta yên tâm. Như vậy có thể toàn tâm toàn ý ấp trứng. Hằng Sa đang ấp trứng, nên mọi việc của Thiên Vân đều do Lôi Nhiên lo. Lôi Nhiên rất cẩn thận, sau khi cô ăn xong, anh ta lại lo chuẩn bị nước tắm, nước uống, còn nhặt được vài con ốc biển đẹp ở đá ngầm dưới hang cho cô chơi. Thiên Vân tò mò hỏi, có độc không? Lôi Nhiên, không độc, có độc anh sẽ không lấy cho em. Ngã, rồi cô ngồi đó chơi mấy con ốc biển. Chỉ khi Lôi Nhiên không để ý một lúc, thì phát hiện ra cô đã cho ốc biển vào nồi luộc chín. Anh ta mặt không biểu cảm đứng bên cạnh cô. Ăn cũng được, chỉ là vị của loại ốc này bình thường thôi, những con cái khác khi được ốc biển thì chỉ chơi. Lấy thịt ốc ra rồi để lại vỏ ốc trong hang để trang trí. Thiên Vân đặt những con ốc biển nóng lên bàn để nguội. Cô nhận thấy vẻ mặt hơi khác lạ của Lôi Nhiên. Cô lo lắng hỏi, loại ốc này không ăn được sao? Vỏ ốc rất đẹp,
em nghĩ thịt ốc to như vậy không nên bỏ phí. Lôi Nhiên lập tức nói, ăn được, chỉ là so với một số loại ốc khác thì vị không ngon lắm, cũng có con cái thích ăn, anh không biết em có thích ăn không. Một số con cái ăn đồ biển sẽ bị nổi mẩn đỏ, thầy phù thủy nói nếu có tình trạng đó thì không được ăn nữa, nếu em cũng bị như vậy thì nói anh biết, anh sẽ đi tìm thầy phù thủy. Thiên Vân gật đầu hiểu rồi. Là dị ứng hải sản đấy mà. Thời hiện đại cô không kén ăn gì, trừ những món cô không thích ra thì không có món nào bị dị ứng cả. Đến thế giới thú nhân này, cô đã ăn rất nhiều cá và tôm nước ngọt, cá và tôm biển cũng phải thử xem sao. Các thế giới khác nhau, các loài cá khác nhau, hải sản cũng khác nhau, cô không chắc chắn lắm. Đợi ốc biển nguội bớt, Thiên Vân lấy thịt ốc ra, thái nhỏ. Lôi Nhiên nghĩ đến điều gì đó, bay ra ngoài một lúc rồi mang về một số cá, tôm, cua, rồi cho trực tiếp vào nồi đá luộc. Thiên Vân mỉm cười nhìn, hải sản thập cẩm đây mà. Cô cầm một miếng thịt ốc nếm thử, vị rất tươi và dai, vị không gọi là ngon lắm, cũng không đến nỗi khó ăn. Loại này khó mà đánh giá được. Cô ăn vài miếng thì không muốn ăn nữa, cất đi để bữa sau xào với ớt. Những món hải sản trong nồi đá chín rồi, Lôi Nhiên múc ra đặt lên bàn. Sau đó lấy ra một vài cái đĩa, cá thì riêng, tôm thì riêng. Ăn nào ngã lam bích thèm ăn nhảy nhót bên chân Thiên Vân, cứ như muốn dùng đôi chân ngắn của mình nhảy lên. Thiên Vân cười ôm nó lên khúc gỗ bên cạnh, gắp cho nó một ít thịt cá, cô cũng tiện tay nếm thử một miếng. Vị ngon tuyệt. Cá biển và cá nước ngọt khác nhau một trời một vực, Thiên Vân không nhịn được cảm thán. Vẻ mặt vui vẻ của cô khiến Lôi Nhiên rất hạnh phúc. Không phải tất cả con cái đều thích sống bên biển, một số không thích vị mặn của biển, không thích ăn những món có mùi tanh, đương nhiên cũng không muốn tìm thú nhân sống bên biển làm bạn đời. Cho dù là ăn uống hay ở chỗ nào, chỉ cần Thiên Vân thích hơn một chút, quen hơn một chút, thì cô ấy sẽ sống thoải mái hơn ở Hải Chi Nha. Ngày mai anh sẽ bay ra biển khơi bắt cá lớn, những con này là bắt ở dưới, hơi nhỏ, ngày mai anh sẽ bắt những con to hơn. Lôi Nhiên vừa bóc cua vừa nói. Trời đã tối, đã ăn no rồi, chơi thêm một lúc nữa là phải đi ngủ, không ăn nhiều được. Bay ra biển khơi bắt cá rồi quay lại cần thời gian, nên anh không bay xa. Thiên Vân đưa một đĩa cá cho Lam Bích, mỉm cười nói với Lôi Nhiên, đã đủ lớn rồi, quá lớn em lại sợ. Dù sao thì thời hiện đại cô cũng chưa ăn hải sản to đến thế. Chẳng hạn như, con cua có mai to bằng đầu người. Cô đã từng thấy những con cá nước ngọt dài cả mét, sinh vật biển thì chỉ to hơn chứ không nhỏ hơn. Những con cá tôm mà anh ta bắt được đối với cô đã là rất lớn rồi, nhưng trong mắt những con khác thì lại nhỏ. Anh ta đã nhớ lời cô nói, cá tôm quá lớn sẽ khiến cô sợ, anh ta sẽ để ý. Ừm, anh ta đáp lại, nhanh chóng đặt một bát thịt cua trước mặt cô, rồi bắt đầu bóc tôm. Thiên Vân cầm một nắm thịt cua cho vào miệng, thơm ngon, thịt cua quá mềm. Ngon, cô nhận xét. Chỉ cần đồ ăn ngon, phải nói to lên, như vậy thú nhân mới có cảm giác tự hào, mới tự tin hơn. Nghe lời cô nói, ánh mắt Lôi Nhiên long lanh, nhanh chóng bóc tôm, bóc cho cô một bát đầy tôm. Bữa ăn đêm hải sản sớm này khiến Thiên Vân ăn no căng bụng. Sau đó nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân rồi ngủ. Thiên Vân tự dọn dẹp rồi vào tổ chim lớn, trải ra thú, đặt gối, nằm xuống là ngủ. Cô mới sinh được vài ngày, cô và Lôi Nhiên tạm thời không thể làm gì, nên cứ ngủ đi, nếu không cứ nhìn nhau thì thật ngại ngùng. Lam Bích lại ngoan ngoãn xuống dưới nằm lên người Hằng Sa, nằm sấp trên người rắn ngủ ngon lành. Thiên Vân nghe tiếng sóng biển êm dịu bên ngoài, chìm vào giấc ngủ say. Lôi Nhiên định vào tổ nằm cạnh cô, thì nghe thấy tiếng kêu nhẹ của đại bàng bên ngoài, một con đại bàng từ ngoài hang bay vụt qua, để lại một gói đồ. Lôi Nhiên đi lấy đồ vào, tiện thể kéo rèm che chắn cửa hang. Là thủ lĩnh và bạn đời của anh ta nhờ những con đại bàng khác mang đến cho Thiên Vân. Có lẽ thấy hai người họ đến Hải Chi Nha tay không, trong cái bao da thú lớn là những tấm da thú đẹp và dày, cùng với hai viên đá tinh thể. Lôi Nhiên xếp những tấm da thú đó cạnh tổ cỏ, đợi Thiên Vân thức dậy để cô chọn, anh ta sẽ may quần áo cho cô. Lôi Nhiên nhẹ nhàng nằm cạnh Thiên Vân, cô nghiêng người về phía anh, chân hơi co lại, khuôn mặt xinh đẹp ngủ say sưa. Nơi mới, hang động của anh, cô ngủ rất ngon giấc, không hề lo lắng. Sự thích nghi của cô trong mắt anh chính là sự tin tưởng của cô dành cho anh. Lôi Nhiên nhìn Thiên Vân chăm chú, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chỉ cần chạm vào làn da mềm mại ấy, anh liền nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của cô và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thiên Vân tỉnh dậy giữa mùi thơm nồng nàn của cá, mở mắt ra liền thấy Lôi Nhiên đang tất bật bên đống lửa. Một nồi cá đã gần như chín, anh ngồi bên bàn nhỏ nhẹ nhàng bóc vỏ cua lấy thịt cho cô.
Khuôn mặt nam tính, lạnh lùng thường ngày giờ đây lại tràn đầy sự chăm chú. Đẹp trai đến mức khiến lòng cô xao xuyến. Thiên Vân ôm tấm da thú, lặng lẽ nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên. Lôi Nhiên ở đằng xa không khỏi cứng đờ người, anh rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn của cô đang đổ dồn về phía mình, ánh nhìn của cô luôn khiến trái tim anh vừa vui sướng vừa hồi hộp. Thông qua Ngã Thiên Vân nhẹ nhàng nói bằng giọng ngọt ngào. Giọng nói của cô lập tức xua tan sự căng thẳng của Lôi Nhiên, anh quay đầu nhìn cô, giây lát sau liền đứng dậy bế cô đến ngồi cạnh đống lửa. Cơ thể thấy thế nào rồi? Lôi Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, hỏi. Thiên Vân hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, cô nói, cơ thể em không khó chịu gì cả. Lôi Nhiên gật đầu. Em ngủ say quá, nếu em không dậy thì anh đã đi tìm thầy phù thủy rồi. Nghe vậy, Thiên Vân nở nụ cười. Cơ thể không khó chịu, có lẽ vì lần đầu tiên ngủ trong cái tổ chim lớn ấy, lại mềm mại và thoải mái nên ngủ say quá thôi. Rồi cô nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng nói, em không rõ lắm tình trạng sau khi sinh con, tức là em không biết sẽ ra máu bao nhiêu ngày. Theo hiểu biết của cô, huyết hậu sản sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 tuần, không có thời gian cụ thể, tùy thuộc vào từng người sẽ có sự chênh lệch. Nhưng tình trạng hiện tại của cô gần giống như khi hành kinh, hai ngày nay lượng máu rất ít. Cô nghĩ mình nên đi khám thầy phù thủy. Cô đột nhiên nhớ đến chú thỏ thầy phù thủy của mình. Câu hỏi về việc con cái ra máu bao nhiêu ngày sau khi sinh khiến Lôi Nhiên bối rối. Đây không phải là điều mà bất cứ con cái nào trong bộ lạc sinh được vài đứa con cũng có thể tùy tiện hỏi. Những con thú khác sẽ không cố ý tìm hiểu chuyện này. Trong truyền thống của tộc Đại Bàng họ, chỉ có một câu đơn giản, máu ngừng, cơ thể con cái hồi phục, có thể bắt đầu chuẩn bị cho lần sinh nở tiếp theo. Anh nghiêm nghị đặt Thiên Vân xuống, lấy thịt cua đã chuẩn bị sẵn cho cô ăn. Em ăn trước đi, anh đi tìm thầy phù thủy, lát nữa quay lại. Chưa kịp để Thiên Vân nói gì, anh đã sải bước ra ngoài, biến thành Đại Bàng và bay đi. Thiên Vân thở dài bất lực. Rồi cô nghe thấy tiếng động phía sau, con rắn trắng nghe thấy lời cô nói liền bò ra. Lam Bích cũng theo sau. Hàng Sa đến gần Thiên Vân, ngửi mùi trên người cô ngại ngùng giơ tay đẩy đầu rắn của anh ra. Làm gì vậy? Không có mùi bệnh, Hàng Sa khẳng định sau khi ngửi mùi trên người cô. Thiên Vân không biết mùi bệnh là như thế nào, cơ thể cô không khó chịu, không hề bị bệnh. Anh thấy, việc em ra máu sau khi đẻ trứng rắn có khác gì so với việc ra máu trước đó không? Tình trạng khác nhau thì chắc chắn sẽ có sự khác biệt chứ nhỉ? Cô thử thăm dò hỏi. Hàng Sa thản nhiên hỏi lại, có khác sao? Thiên Vân, vậy trong nhận thức của con rắn trắng thì đó là một chuyện. Tiếng động ở cửa hang, Lôi Nhiên dẫn thầy phù thủy đến. Thiên Vân ngạc nhiên trước tốc độ này. Hai bóng người bước vào hang, một là Lôi Nhiên, một là một con đực khá lớn tuổi. Cô nhận thấy trong các bộ lạc, những thầy phù thủy lớn tuổi thường có y thuật tinh thông nhất và dễ bị phiền phức nhất. Những thầy phù thủy trẻ như Tư Lan không phải là đội ngũ khám chữa bệnh hàng đầu của bộ lạc. Cô vô thức vỗ nhẹ vào cổ tay phải, hy vọng thầy phù thủy này khi khám cho cô sẽ không bị hút năng lượng. Thầy phù thủy đến trong tâm trạng lo lắng, nhìn thấy tình trạng của Thiên Vân thì lập tức yên tâm hơn. Ông mỉm cười nói, ta thấy tình trạng của cô rất tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu, cô đừng lo lắng nhé, để ta xem nào. Ông đến ngồi xổm bên cạnh cô, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, tỏa ra ánh sáng xanh để kiểm tra cơ thể cô. Thiên Vân hơi lo lắng quan sát biểu cảm của thầy phù thủy. Biểu cảm của ông rất nghiêm túc và tập trung, cho đến khi ông buông tay, biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Thầy phù thủy đứng dậy nhìn Thiên Vân, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý. Họ đều cảm thấy khó hiểu trước nụ cười của ông. Thiên Vân không biết Lôi Nhiên đã nói gì với ông ta đến cũng không hỏi gì, trực tiếp bắt mạch. Vậy là thế nào? Cô trông có vẻ yếu đuối, nhưng cơ thể hồi phục khá nhanh. Tất nhiên trứng rắn của con rắn trắng đầu tròn nhỏ lắm, bất kể loại trứng nào, càng nhỏ thì càng ít gây tổn thương cho cơ thể con cái. Cơ thể cô đã hồi phục, khi nào máu ngừng thì có thể bắt đầu chuẩn bị cho lần sinh nở tiếp theo. Thiên Vân giật giật khóe môi. Cô mới sinh trứng rắn được mấy ngày chứ, đếm trên đầu ngón tay thôi. À, đúng 5 ngày. Hệ thống thật sự lợi hại khi giúp cơ thể cô hồi phục nhanh như vậy. Lời của thầy phù thủy khiến Hàng Sa và Lôi Nhiên đều yên tâm. Hàng Sa hỏi, việc con cái ra máu sau khi sinh con có giống với việc ra máu bình thường không? Thiên Vân khẽ nhớn mày, câu hỏi hay đấy. Thầy phù thủy nói, không khác nhau nhiều lắm, chỉ là cơ thể sẽ yếu hơn bình thường. Hải Chi Nha ấm áp, sẽ không làm cô ấy bị lạnh. Không có vấn đề gì khác nữa. Nhiều con cái sinh nở vào mùa mưa và mùa đông,
vì không giữ ấm đủ nên bị cảm lạnh và mắc bệnh, nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Vân khẽ mím môi, lời thầy phù thủy nói dường như đã giải thích, nhưng cũng dường như chưa giải thích. Có khác một chút, nhưng không có gì đáng chú ý, coi như là quá trình phục hồi cơ thể sau khi sinh. Thiên Vân cũng không muốn bận tâm nữa, cô là người, cơ thể được hệ thống tăng cường, lại còn có thêm sức mạnh của thần nữ. Bất cứ điều gì vượt quá nhận thức của cô xảy ra, cô cũng thấy không cần phải quá ngạc nhiên. Dù sao, cô cũng đã đẻ trứng rắn rồi. Cơ thể Thiên Vân không sao, thầy phù thủy dặn dò vài câu rồi rời đi, ông dừng lại ở cửa hang, quay đầu nhìn Lôi Nhiên. Lôi Nhiên sững sờ, rồi đứng dậy đi theo. Họ biến thành đại bàng và bay đi. Thiên Vân không hài lòng nói, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt chúng ta. Hàng Sa tùy tiện đáp, còn có thể nói gì nữa, chẳng phải là bảo Lôi Nhiên phải chiều chuộng cô, sớm kết đôi và đẻ trứng đại bàng thôi. Thiên Vân liếc anh một cái. Sao anh biết rõ vậy? Chờ Lôi Nhiên về em hỏi anh ấy là biết. Hàng Sa dừng lại rồi nói, hai người khi nào kết đôi? Thiên Vân hơi bất lực. Cơ thể em vẫn chưa sạch sẽ, em nào có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó. Hàng Sa đến gần, dùng lưỡi rắn liếm mặt cô tiện tay cho anh ta một miếng thịt cua. Anh ta dừng lại, hình ảnh hiện ra là anh ta đang ngậm một miếng thịt rồi thè lưỡi ra. Ngốc nghếch dễ thương. Thiên Vân không nhịn được cười ha hả. Hàng Sa bất lực, nhìn cô với vẻ cương chiều, rồi ăn miếng thịt cua cô cho. Anh đã ăn no rồi, anh ra ngoài đi tiểu, tiện thể nghe xem họ nói gì. Anh hôn lên mặt cô, lấy cớ đi tiểu để đi nghe lén ngã. Con rắn trắng thong thả đi ra ngoài. Mỗi hang động đều có một bậc thang nhỏ nối với bậc thang chính bên dưới, cho dù không thể bay cũng có thể đi bộ xuống. Lam Bích muốn đi theo nhưng bị Thiên Vân kéo lại, ôm vào lòng và cho nó một miếng thịt cua. Con nhỏ vừa có đồ ăn là mắt sáng lên, lập tức quên đi ý định đi theo, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ăn. Họ ăn một lúc, con rắn trắng đi nghe lén trở về. Sao về nhanh vậy? Thiên Vân hơi ngạc nhiên. Lôi Nhiên chưa về có nghĩa là anh ta và thầy phù thủy vẫn đang nói chuyện hoặc đang làm gì đó, Hàng Sa không cần phải nghe lén nữa. Hoặc là, có lẽ anh ta thực sự đi tiểu. Vị trí không tốt, họ nói chuyện ở bậc thang bên dưới, anh không có chỗ nào để trốn nghe lén. Vậy là thực sự đi tiểu, rồi ung dung trở về. Anh ta đến bên cạnh Thiên Vân, thì thầm, anh nghe thấy họ nói chuyện, thầy phù thủy hỏi Lôi Nhiên khi nào kết đôi với em, hai người chưa kết đôi, họ chắc chắn sẽ hỏi chuyện này. Lôi Nhiên không phải là kết đôi với em ngoài kia rồi mới đưa em về, hình như trước đây có con đại bàng đưa con cái về, con cái ở không vui, lại chưa kết đôi, nên bỏ đi theo con được khác. Môi trường ở Hải Chi Nha rất tốt, rất thích hợp để ấp trứng và dạy những con đại bàng nhỏ bay. Cô có thể coi đó là sự thúc giục của bộ lạc, mỗi bộ lạc, chỉ cần con được độc thân đưa con cái về, đều sẽ bị thúc giục kết đôi sinh con đẻ cái. Lôi Nhiên tỏ ra khá thờ ơ, bị thầy phù thủy mắng. Thiên Vân, mỗi bộ lạc đều như vậy, thúc giục kết đôi sinh con là chuyện bình thường. Phải cảm thán một câu, một số bậc trưởng lão trong bộ lạc thúc giục những con được độc thân theo đuổi con cái để sinh con đẻ cái vì sự phát triển của bộ lạc, quả thực là rất vất vả. Con đại bàng Lôi Nhiên ấy, nói sao nhỉ? Hàng Sa suy nghĩ một lúc rồi không biết nói gì nữa. Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy để kết đôi với Thiên Vân, nhưng khi hai người ở riêng với nhau, anh ta lại không trân trọng. Thiên Vân dường như biết con rắn trắng muốn nói gì, cười nói, Lôi Nhiên rất tốt. Lời vừa dứt, Lôi Nhiên đã trở về, anh ta dừng lại ở cửa hang, rõ ràng là đã nghe thấy lời cô nói. Thiên Vân hơi ngượng ngùng đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu ăn một miếng thịt cua. Hàng Sa trêu chọc nhìn cô, rồi bò xuống hang dưới. Anh đi ấp trứng đây. Lôi Nhiên chậm rãi bước vào, anh không nói gì, chỉ ngồi cạnh cô, nhìn bát thịt cua gần hết của cô, rồi bắt đầu bóc tôm cho cô. Không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào, chỉ có sự chăm sóc yên tĩnh như vậy. Bầu không khí yên bình và ấm áp này khiến Thiên Vân không còn thấy ngại ngùng nữa. Thầy phù thủy nói gì vậy? Có phải cơ thể em có vấn đề gì không? Ăn một lúc, Thiên Vân nhẹ nhàng hỏi. Lôi Nhiên nói, cơ thể em không có vấn đề gì, thầy phù thủy nói khả năng sinh sản của em rất mạnh, cơ thể hồi phục nhanh. Chỉ cần chăm sóc tốt, rất dễ sinh con đẻ cái, tức là em rất dễ sinh, bảo anh phải chăm sóc em thật tốt. Ông ta còn nói Thiên Vân lần sau sinh trứng đại bàng, đợi trứng nở ra, đại bàng con lớn lên. Đến khi đại bàng con lớn lên, biết bay, mùa đông cũng qua rồi, lúc đó kỹ năng bay đã thuần thục, có thể rời khỏi Hải Chi Nha đi ra ngoài rèn luyện. Lúc đó, mùa xuân đã đến, thích hợp cho đại bàng con hoạt động, giảm thiểu ảnh hưởng của thời tiết đến hoạt động của đại bàng con. Những lời này Lôi Nhiên không muốn nói,
Anh không muốn cô sinh cho anh một ổ trứng đại bàng rồi lại đi Tam Vĩ Thành, để anh ở Hải Chi Nha một mình ấp trứng. Anh thà không cần trứng đại bàng. Thầy phù thủy là thú nhân được bộ lạc đặc biệt chăm sóc, họ sẽ bảo vệ những con cái trong bộ lạc, trong chuyện sinh sản cũng sẽ thúc giục một chút. Ông ta thúc giục ông ta, chúng ta cứ nghe cho vui thôi. Lôi Nhiên thờ ơ nói. Thiên Vân hiểu ý của Hàng Sa khi nói anh ta tỏ ra thờ ơ bị thầy phù thủy mắng. Hoàn toàn là ông ta thúc giục ông ta, anh ta nghe anh ta, quay người lại là quên sạch. Lôi Nhiên đã hiểu rõ tính cách của Thiên Vân. Những con cái khác sinh con đẻ cái thì nhìn con đực, còn Thiên Vân thì hoàn toàn tùy thuộc vào cô ấy có muốn hay không. Anh ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt sụp đổ của cô khi mới mang thai trứng rắn. Sinh con thì tùy thôi, có tâm trạng thì sinh, không có tâm trạng thì thôi. Đã đẻ một quả trứng rắn rồi, cũng sẽ không có con thú nào khác chế giễu cô không biết đẻ. Trứng đại bàng một lứa mấy quả vậy? Thiên Vân thuận miệng hỏi. Lôi Nhiên nói, thông thường từ 3 đến 8 quả, thỉnh thoảng cũng có lứa không có trứng, một hoặc hai quả thì rất hiếm. Nếu chỉ có một hoặc hai quả trứng trong một lứa, số lượng càng ít thì con non càng có tố chất tốt, bộ lạc sẽ đặc biệt bồi dưỡng, thậm chí việc ấp trứng cũng sẽ có những con đực có khả năng ấp trứng giỏi giúp đỡ. Cô bĩu môi trêu chọc, nếu em đẻ trứng đại bàng thì có lẽ cũng chỉ một hoặc hai quả là cùng lắm rồi. Con người sinh sản chủ yếu là sinh một con, tức là một lứa một con. Sinh đôi cũng có, sinh ba thì càng hiếm. Cô tự biết mình, không thể sinh được một lứa nhiều con. Đôi khi sinh đôi hay sinh ba còn phụ thuộc vào gen của gia đình, những người có gen đó thì xác suất sinh đôi hay sinh ba cao hơn một chút. Nhưng chỉ là cao hơn một chút thôi, không phải là tuyệt đối. Lôi Nhiên nghe thấy lời cô nói, trong lòng như bị lông vũ nhẹ nhàng cào nhẹ. Qua lời nói này có vẻ cô không phản đối việc sinh trứng đại bàng cho anh. Anh nói, con non không cần nhiều, một hoặc hai con dễ chăm sóc hơn, tố chất cũng tốt hơn. Chỉ là khi ấp trứng sẽ áp lực hơn một chút, một khi xảy ra vấn đề gì, trứng chết thì cả lứa đều hỏng. Số lượng trứng trong một lứa ít, tố chất tốt, quá trình ấp trứng ít khi xảy ra hiện tượng trứng chết, nhưng cũng không phải là không có. Chương này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc. Chỉ là khả năng một lứa chỉ có một hoặc hai quả trứng đại bàng rất nhỏ, cộng thêm Hải Chi Nha ấm áp, trừ phi phôi thai không tốt, nếu không thì yếu tố bên ngoài dẫn đến trứng chết rất ít. Thiên Vân gật đầu hiểu rồi. Cô cũng đã bình tĩnh lại, cô sinh con thì cứ hướng đến cấu hình cao nhất, cũng không đến mức một lứa nhiều con. Con non không cần nhiều, chỉ cần chất lượng tốt. Họ tùy ý trò chuyện, vừa ăn vừa nói. Thiên Vân ăn cua xong thì ăn tôm, sau đó lại được Lôi Nhiên cho ăn một bát cá. Thấy cô ăn no rồi không muốn ăn nữa, anh ta đặt trước mặt cô một đĩa ốc biển và một bát canh rau dại, rồi tự mình ăn. Ốc biển lớn nhỏ, nhiều loại khác nhau, không cần tăm, Thiên Vân chỉ cần kéo nhẹ là lấy được hết thịt ra. Cô nếm thử tất cả các loại ốc biển. Phải thừa nhận là vị ngon hơn mấy con ốc biển cô chơi hôm qua nhiều. Cô ăn một ít, lại uống một chút canh rau dại, rồi ngồi nghỉ ngơi. Hàng Sa ăn chưa? Cô hỏi. Lôi Nhiên đáp. Anh ấy nói không đói, đói sẽ nói. Anh ấy luôn ở trong hang ấp trứng, không hoạt động ngoài trời săn bắt, tiêu hao ít, ăn no một bữa thì rất lâu mới đói. Nghe vậy, Thiên Vân không nói gì nữa. Lượng thức ăn vẫn như bình thường, nhưng lượng vận động không đủ, nên tiêu hao ít, không dễ đói. Thiên Vân suy nghĩ một lúc, cúi đầu nhìn Lam Bích bên cạnh cũng ăn gần xong, cho nó một quả dâu tây, nó vui vẻ ăn xong, cô lại cho nó một quả táo. Lam Bích biết mình không có răng nên không ăn được táo, nó không đến gần gặm, mà nhìn Thiên Vân với vẻ tò mò. Con đưa quả táo này cho Hằng Sa nhé. Cô đặc biệt chọn quả táo có cuống dài. Ừ, Lam Bích đáp lại, đáng yêu cắn vào cuống táo và đi đưa táo. Ở cửa hang đằng xa, một cái đầu rắn lặng lẽ thò ra, kiên nhẫn chờ Lam Bích đưa táo đến. Chỉ là cái miệng nhỏ nhắn không răng ấy có lực cắn hạn chế, quả táo lại to và nặng, khiến nó đi được vài bước thì táo lại rơi xuống, nhưng nó không hề bực bội, lại nhặt lên và tiếp tục đi. Cứ đi vài bước lại rơi, cứ thế mà nó đã đưa quả táo đến trước mặt Hàng Sa. Cũng may là con nhỏ bé nhỏ, táo rơi xuống đất cũng không bị hỏng. Hàng Sa nhận lấy quả táo, ánh mắt trìu mến nhìn Thiên Vân, mang táo về hang từ từ thưởng thức. Hoàn thành nhiệm vụ, Lam Bích vui vẻ trở lại bên Thiên Vân, báo cáo đã đưa táo đến, cô liền thưởng cho nó vài quả dâu tây. Lôi Nhiên, hoa quả trên bàn em đều ăn được nhé, anh cứ tự nhiên lấy ăn, trong không gian của em có rất nhiều, cô nói với Lôi Nhiên. Lôi Nhiên gật đầu, anh biết rồi, anh sẽ ăn trong hang, không để họ nhìn thấy. Thiên Vân cười dịu dàng. Anh ấy rất cẩn thận, không muốn trái ý cô mà để những con thú khác biết cô là thành nữ.
Dù việc xuyên không không phải do cô tự nguyện, nhưng may mắn là mấy con đực bên cạnh cô đều rất bảo vệ cô. Từ những con thú cô tiếp xúc, cô đã hiểu rõ tâm lý của những con đực. Tín ngưỡng là gì chứ? Tất cả tín ngưỡng chỉ khiến những con đực yêu thương con cái hơn, sinh con đẻ cái để làm cho giống loài mạnh mẽ hơn. Tóm lại là yêu thương con cái. Chỉ là tình yêu của thú nhân rất đơn thuần và cũng rất cực đoan, có thể vì con cái mình yêu mà làm bất cứ điều gì. Cũng như họ vì bảo vệ cô mà giấu kín thân phận thánh nữ của cô với mọi người. Nói nghiêm túc ra, hành động giấu giếm này chính là phản bội lại bộ lạc, thậm chí là toàn bộ giống loài thú nhân. Thánh nữ có thể sinh ra những đứa con ưu tú hơn, có những đứa con ưu tú thì giống loài mới phát triển tốt hơn. Giấu giếm thánh nữ chính là ngăn cản sự phát triển của giống loài. Đó là hành động phản nghịch không thể tha thứ. Cả Tư Lan lẫn Lôi Nhiên hiện tại đều chọn cách che giấu cho cô. Nói rộng ra, sự tồn tại của thánh nữ có lợi cho sự phát triển của giống loài. Nói nhỏ lại, cô chỉ là bạn đời của họ, không liên quan đến thân phận. Họ chỉ bảo vệ cô, thiên vị cô. Mấy con đực này lại không có tham vọng gì, mỗi ngày chỉ muốn quấn quýt bên cô, thì làm sao mà nói chuyện đại nghĩa giống loài với họ được. Dám nói một câu là bị rớt ngay lập tức. Hành động bảo vệ cô bằng cả tính mạng của những con đực này thực sự khiến người ta cảm động. Lôi Nhiên, anh có thể chào hỏi những con đại bàng khác không? Thương Di và Tư Lan chắc cũng sắp đến biển rồi, họ thích gọi em là Tiểu Thiên. Thiên Vân nhớ đến chuyện này liền nói. Lôi Nhiên thích gọi cô là Thiên Thiên, những con đại bàng ở Hải Chi Nha rất có thể đều biết cô tên Thiên Thiên rồi. Lôi Nhiên, anh đã nói với họ rồi, những con đại bàng đi ra ngoài nếu gặp bạn đời của em đang đến gần Hải Chi Nha thì sẽ đưa họ đến. Một con hổ trắng, một con thỏ lông xanh, nếu đại bàng gặp được sẽ hỏi xem có phải là bạn đời của cô không. Những việc đó anh ấy đã sắp xếp xong xuôi. Thiên Vân cảm thấy ấm áp trong lòng. Đến Tam Vĩ Thành không vội, Lam Bích còn nhỏ, dù đến Tam Vĩ Thành cũng không thể tham gia huấn luyện của những con nhỏ ở đó. Chờ hai bạn đời của em đến, có thể ở lại Hải Chi Nha, đợi đến khi Lam Bích đến tuổi tham gia huấn luyện thì hãy đến Tam Vĩ Thành. Lôi Nhiên nghĩ đến chuyện này, đưa ra ý kiến của mình. Chờ bạn đời của em đến rồi hãy quyết định nhé, Tam Vĩ Thành tuy cũng ở bên biển, nhưng không cùng khu vực với Hải Chi Nha, khá xa. Nếu đi thì đợi mùa mưa kết thúc rồi hãy đi. Sau mùa mưa đến trước khi vào đông sẽ có một khoảng thời gian yên bình, lúc đó đi đường sẽ thoải mái hơn. Đến lúc đó trứng rắn cũng nở rồi. Thiên Vân gật đầu, em biết rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc. Hiện tại cô quan tâm nhất là Thương Di và Tư Lan khi nào đến. Đợi Lôi Nhiên ăn xong, anh chỉ cho Thiên Vân xem những tấm da thú cạnh tổ cỏ, cô tỉnh dậy không để ý đến chúng. Những tấm da thú này là bạn đời của thủ lĩnh tặng cho em, rất nhiều da thú, còn có hai viên tinh thạch. Em chọn xem có thích tấm nào không, anh sẽ may quần áo cho em. Thiên Vân mới để ý đến những tấm da thú đó, đứng dậy đi chọn, Lôi Nhiên cũng đứng dậy lấy cái túi da thú nhỏ treo trên tường xuống. Bên trong là kim xương cá và đủ loại chỉ với nhiều màu sắc và độ dày khác nhau. Lúc độc thân thì không cần dùng, nhưng không có nghĩa là không biết làm, một số thứ cần chuẩn bị thì sẽ chuẩn bị trước. Ai mà biết ngày mai có bạn đời hay không? Thiên Vân chọn vài tấm da thú mềm mại, ngẩng đầu lên liền thấy Lôi Nhiên đang ngồi xổm bên cạnh cô, lấy kim chỉ từ trong túi nhỏ ra. Cô không nhịn được cười, có con đực nào không biết may vá không? Lôi Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu là con đực lớn lên trong bộ lạc thì đều biết may vá. Trong quá trình lớn lên, những con đực lớn tuổi trong bộ lạc sẽ dạy những con đực nhỏ cách làm công cụ, cách may vá. Một số thú nhân lang thang từ nhỏ sống một mình, khi rời khỏi cha thì không học được những điều này, rất có thể sẽ may không tốt. May vá không có chuyện tuyệt đối không biết may, chỉ là may tốt hay không tốt thôi. Khi nói đến thú nhân lang thang, giọng anh ta hơi do dự, có lẽ cũng đang nghĩ đến hàng xa ở hang dưới. Thiên Vân không để ý, cô cười nói, em thật hạnh phúc, con rắn lang thang em gặp rất tốt, quần áo anh ấy may cho em rất đẹp ngã. Lời nói ấm áp này khiến con rắn trắng ở dưới nghe thấy mà lòng ấm áp, đuôi không tự chủ được mà bùng lên ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ rực rỡ như tình yêu của anh dành cho cô vậy. Lôi Nhiên gật đầu đồng ý, lần đầu gặp cô đang mặc áo da rắn, may rất tinh xảo. Anh ta cầm lấy một tấm da thú cô đã chọn, hỏi, Thiên Thiên, em muốn váy dài hay váy ngắn? Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Những con cái ở Hải Chi Nha từ khi bắt đầu mùa mưa đến khi kết thúc mùa đông sẽ không ra ngoài chơi. Trong phạm vi Hải Chi Nha rất ấm áp, mặc váy ngắn không sao, nếu thấy lạnh thì cứ quấn thêm tấm da thú là được. Anh ta nói xong rồi chờ Thiên Vân trả lời. Thiên Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, anh may cho em thành quần nhé, tức là quần lót dài hơn.
Cô bắt đầu chỉ vẽ cho anh ta, thế này thế kia, vẽ ra hình dáng cơ bản thì Lôi Nhiên cũng hiểu. Trong không gian của em có khá nhiều gân thú, có thể khâu một vòng ở gấu quần để thành kiểu quần bó, sẽ không bị gió lùa vào, như vậy sẽ ấm hơn. Vùng eo cũng dùng gân thú, độ co giãn dễ điều chỉnh hơn. Có thể thử làm như vậy được không? Thiên Vân nhìn Lôi Nhiên với ánh mắt đầy mong đợi. Ánh mắt mong đợi và quyến rũ như vậy, Lôi Nhiên hoàn toàn không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Anh ta nhìn tấm da thú trong tay, suy nghĩ một lúc. Một tấm da thú không lớn lắm, nếu làm áo quây và váy ngắn thì đủ, nhưng làm quần dài thì không đủ, làm quần thì không làm được áo. Thiên Vân liền đưa cho anh ta một tấm da thú khác. Tấm này màu trắng pha chút xám làm áo, tấm màu xám làm quần, hai màu này phối với nhau được. Cô tự mình sắp xếp luôn cả bộ đồ. Lôi Nhiên cười khẽ, lập tức bắt đầu cắt may. Hai người ngồi cạnh tổ cỏ, mỗi người làm việc của mình. Thiên Vân lấy gân thú ra, chọn gân thú để may áo. Nhìn đống gân thú lớn ấy, Lôi Nhiên khẽ giật giật khóe môi. Có không gian thì tốt thật, đồ đạc gì cũng có thể cất đi, cần dùng thì lấy ra. Thông thường cũng không có thú nhân nào tích trữ nhiều gân thú như vậy. Anh ta cảm thấy trong không gian của Thiên Vân cất rất nhiều thứ anh ta không ngờ tới. Gân thú dùng để làm dây thun ở eo có thể to hơn một chút, vì là rỗng nên có thể chia đôi ra, sẽ phẳng hơn. Gân thú dùng ở gấu quần thì dùng loại nhỏ hơn một chút. Trong đống gân thú lớn ấy, to nhỏ tùy cô chọn. Tấm da thú làm quần không dày lắm, không phải loại có lông tơ, nhưng tấm da thú làm áo lại có lông tơ ngắn, Lôi Nhiên hơi khó chịu khi may. Thực ra, có thể chọn những tấm da thú dày tương đương nhau để làm áo, anh ta nhẹ nhàng nói. Thiên Vân im lặng vài giây, tò mò hỏi, một dày một mỏng làm thành một bộ quần áo khiến anh khó chịu à? Anh có bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không? Lôi Nhiên ngơ ngác, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là gì? Thiên Vân, tức là, giống như bây giờ, loại quần áo không cùng chất liệu, không phải là một bộ, màu sắc khác nhau, dày mỏng khác nhau, anh nhìn thấy trong lòng khó chịu. Đôi khi một vật dụng đặt không đúng chỗ quen thuộc, anh sẽ khó chịu, nhất định phải đặt lại đúng chỗ, nếu không trong lòng cứ mãi lo lắng. Gần giống như vậy. Lôi Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, những chuyện này thì anh thấy ổn, không có ám ảnh cưỡng chế gì nhiều, chuyện quần áo chỉ là tò mò thôi. Rồi anh ta lại nói thêm một câu, có lẽ anh bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi, thích nhìn em, muốn ở bên em, nếu không ở bên em thì trong lòng anh khó chịu vô cùng. Anh ta bất ngờ thổ lộ, Thiên Vân mặt đỏ lên. Cô cúi đầu khẽ cười. Nhìn triệu chứng thì có vẻ khá giống. Đây là loại cảm xúc mà những con đực sẽ có khi yêu thích một con cái, cực đoan, trung thủy, bảo vệ tuyệt đối. Vậy thì cứ ở bên nhau thôi ngã. Lôi Nhiên hít một hơi, rồi khóe môi khẽ cong lên, gật đầu mạnh mẽ. Được. Lời nói ngọt ngào như vậy khiến Lôi Nhiên vô cùng kích động, hiệu suất may vá cũng rất tốt, nhanh chóng may xong một bộ quần áo cho Thiên Vân. Theo số đo của cô mà thêm dây thun có độ dài phù hợp. Thiên Vân thử mặc quần, nhẹ nhàng kéo dây thun co giãn ở eo, độ co giãn vừa phải, không bị bó eo, gấu quần cũng vậy. Kiểu dáng quần rất đơn giản và rộng rãi, mặc rất thoải mái. Cô đi lại trong tổ cỏ một vòng, rất hài lòng. Lôi Nhiên để ý đến vẻ mặt của cô, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất rạng rỡ, cô hài lòng là được. Lôi Nhiên, may thêm vài cái quần như vậy nhé. Em muốn thay đổi mặc. Thiên Vân cười nói với Lôi Nhiên. Anh ta ngẩng đầu nhìn những tấm da thú bên cạnh, cô hiểu ý, liền chọn hai tấm da thú không quá dày. Lôi Nhiên nhận lấy da thú và bắt đầu may. Thiên Vân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn, khi anh ta cần gân thú thì cô giúp lấy. Áo vẫn là kiểu áo quây, lạnh thì quấn thêm da thú là được, nhưng chân thì vẫn lạnh. Cho dù là váy dài, gió vẫn lùa vào, quần thì khác, kiểu quần bó sẽ ấm hơn. Vì nghĩ đến trời quá lạnh cô cũng sẽ không đi ra ngoài chịu lạnh, trong hang thì không lạnh, nên chất liệu quần không cần quá dày. Độ dày đó trong mắt Thiên Vân giống như đồ thu đông hơi dày một chút của thời hiện đại. Có kinh nghiệm may quần lần đầu, khi may những chiếc quần tiếp theo, tốc độ của Lôi Nhiên rất nhanh, tất cả đều theo kích thước của chiếc quần đầu tiên. Quần rộng rãi, eo có dây thun, dù có mập hơn cũng vẫn mặc được. Ba chiếc quần, một chiếc áo hoàn thành ngã. Thiên Vân nhớ đến điều gì đó, lấy ra từ không gian vài tấm da thú cô thường hay khoác lên cho Lôi Nhiên sửa lại một chút. Ban đầu chỉ là áo choàng, phần tay áo chỉ cần khâu thêm đường chỉ là đã có hình dáng tay áo. Cổ áo thêm hai dây buộc, như vậy sẽ dễ mặc hơn. Hai chiếc áo choàng, một đen một trắng, Lôi Nhiên đều sửa lại theo ý cô. Thiên Vân cho những tấm da thú còn lại trong tổ cỏ vào túi, cầm hai viên tinh thạch lên, suy nghĩ một lúc.
Nói thật, cô đã rất lâu rồi không ăn tinh thạch. Hiện tại, cơ thể đã hoàn toàn thích nghi với thế giới này, sau khi đẻ trứng rắn cũng không có cảm giác yếu ớt. Ăn hay không ăn tinh thạch cũng không khác nhau nhiều, dù sao thì phần lớn đều bị không gian hấp thụ. Nhưng nghĩ lại cơ thể đã trải qua quá trình sinh nở, bổ sung một chút cũng tốt. Cô đang cầm hai viên tinh thạch trong tay, chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy dấu ấn thánh nữ trên cổ tay hơi nóng lên. Cô lập tức tỉnh táo lại, ngạc nhiên phát hiện hai viên tinh thạch trong tay đang mềm ra. Cô giật mình. Lôi Nhiên, tinh thạch tan chảy rồi. Lôi Nhiên nhìn thấy tình trạng trong lòng bàn tay cô, một tay giữ cằm cô, một tay nắm tay cô, giơ tay cho cô ăn tinh thạch. Không sao, em có sức mạnh của dấu ấn, nó có thể làm tan chảy tinh thạch. Thiên Vân nuốt nước bọt. Cô trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Lôi Nhiên. Cô đã nuốt hai viên tinh thạch. Lôi Nhiên nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô, ánh mắt dịu dàng, an ủi cô. Đừng căng thẳng như vậy, em nuốt tinh thạch rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, để cơ thể hấp thụ hoàn toàn năng lượng của tinh thạch. Rất ít con cái có thể hấp thụ cùng lúc hai viên tinh thạch, em khác với họ, nếu có khó chịu gì thì anh sẽ đi tìm thầy phù thủy. Việc hấp thụ tinh thạch cần thời gian, nên con cái khi hấp thụ năng lượng tinh thạch sẽ không hấp thụ cùng lúc hai viên. Những con cái khác không làm được không có nghĩa là cô không làm được. Thiên Vân đã cảm nhận được một luồng ấm áp đang dâng trào trong cơ thể, cảm giác đó gần giống với cảm giác khi hấp thụ năng lượng tinh thạch trước đây. Cô không nhịn được mà mắng một câu dấu ấn thật sự quá đáng. Để có được năng lượng tinh thạch mà nó lại làm như vậy. Cô đã rút kinh nghiệm rồi, sau này tuyệt đối không cầm tinh thạch trong lòng bàn tay quá lâu, nếu không chắc chắn sẽ lại xảy ra tình huống như hôm nay. Cô hơi lo lắng mở không gian ra xem những viên tinh thạch cất ở trong, không thiếu viên nào. Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm, dấu ấn thánh nữ dù có đáng ghét đến mấy cũng không thể trực tiếp hấp thụ tinh thạch từ không gian. Hai viên tinh thạch vừa rồi là bạn đời của thủ lĩnh tặng cho cô để bổ sung sau khi sinh nở. Dấu ấn đúng là biết chọn thời điểm. Hấp thụ thì hấp thụ, cô cũng định hấp thụ một viên. Cho dù là một viên hay hai viên tinh thạch, đối với cơ thể cô mà nói, lượng năng lượng hấp thụ được có hạn, cuối cùng năng lượng còn lại vẫn vào không gian. Thứ vô tâm, hấp thụ từng viên cũng không được. Vốn dĩ đã ăn no rồi, lúc này năng lượng tinh thạch lan tỏa trong cơ thể, cảm giác ấm áp khiến Thiên Vân bắt đầu buồn ngủ. Cô nheo mắt lại nói, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ. Lôi Nhiên vuốt ve đầu cô, đỡ cô nằm xuống, cùng lúc đó Hằng Sa thò đầu ra từ hang dưới để xem xét. Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Hằng Sa nhìn Thiên Vân ngủ say sưa, thở đều đặn, nói, ngủ một giấc là được, đến mai năng lượng tinh thạch cũng hấp thụ gần hết rồi. Cơ thể cô ấy chỉ hấp thụ được một chút năng lượng còn lại sẽ bị không gian hấp thụ hết. Nghe vậy, Lôi Nhiên ngạc nhiên. Không gian quá mạnh nên có thể chứa nhiều đồ hơn, không giúp ích nhiều cho cơ thể Thiên Thiên, không có cách nào khác để ngăn không gian hấp thụ năng lượng trong cơ thể cô ấy sao? Hằng Sa lười biếng nhìn anh ta, hỏi lại, ai nói không gian của cô ấy chỉ để chứa đồ? Lôi Nhiên sững sờ. Hằng Sa khẽ cười, trở về hang tiếp tục ấp trứng. Lôi Nhiên phản ứng lại, nói, anh không định nói cho anh biết. Tiếng nói lạnh nhạt của Hằng Sa vọng lên từ dưới hang, không được, tự anh đi hỏi Thiên Thiên. Lôi Nhiên. Nhưng cô ấy không nói thì anh ta không dám hỏi nhiều. Con rắn trắng đã chắc chắn anh ta không dám hỏi, cố tình như vậy. Lôi Nhiên lặng lẽ nhìn Thiên Vân đang ngủ say, vẻ mặt buồn rầu. Anh ta luôn ở bên cạnh Thiên Vân, khi cô ngủ, anh ta đã nghĩ đến tất cả những năng lực không gian mà mình biết. Không gian ngoài việc chứa đồ còn có năng lực gì khác? Chẳng lẽ không gian của thánh nữ khác với không gian mà những con đực khác thức tỉnh? Toàn bộ đầu óc con đại bàng đều rối tung lên. Cho đến khi Thiên Vân ngủ ngon giấc đến chiều tối mới tỉnh dậy, cô duỗi người, cơ thể vô cùng thoải mái. Cơ thể nhẹ nhàng tràn đầy năng lượng, ấm áp dễ chịu. Khi duỗi người, chân cô vô tình chạm vào Lôi Nhiên đang canh giữ bên cạnh, anh ta thuận thế nắm lấy chân cô, ôm vào lòng. Thiên Vân sững sờ, rồi ngại ngùng cười. Ngủ ngon quá, cô từ từ ngồi dậy, đến gần anh, giang tay ôm anh. Bụng đói quá. Cái ôm mềm mại, giọng nói như đang nũng nịu khiến Lôi Nhiên trong nháy mắt say đắm. Anh khẽ động cổ họng, cố gắng kìm nén cảm xúc, thì thầm, lát nữa cá hầm chín rồi, ăn được rồi. Ừm, nhận được câu trả lời của cô, anh bế cô đến chiếc bàn nhỏ, đặt cô ngồi trên khúc gỗ cạnh bàn. Anh nhanh chóng múc cho cô một bát cá lớn. Nghe thấy tiếng động ở trên, Lam Bích ở hang dưới liền vui vẻ chạy lên xin ăn. Lôi Nhiên cũng múc cho nó một bát cá, giống như bát cá của Thiên Vân, cẩn thận gỡ hết xương cá. Cá biển thật sự rất ngon,
Thiên Vân cũng không biết đó là loại cá gì, nhìn kích thước miếng cá thì con cá được hầm rất lớn. Một nồi cá lớn vậy mà cô không thấy đầu và đuôi cá. Chỉ hầm phần thân cá thôi. Con nhỏ uống canh đầu cá sẽ thông minh hơn, Thiên Vân nói. Lam Bích đang chăm chú ăn cá, nghe thấy câu nói đó thì mắt sáng lên, nó vội vàng gọi Lôi Nhiên, ăn. Lôi Nhiên giật giật khóe môi, nói, được, sau này sẽ hầm riêng một nồi canh đầu cá cho con. Lam Bích mới vui vẻ tiếp tục cúi đầu ăn. Thiên Vân bật cười, con nhỏ này biết nghe lời. Ăn no rồi, Thiên Vân bắt đầu trổ tài nấu nướng, xào thịt ốc đã để dành từ hôm qua. Thêm ớt để tăng hương vị, món ăn lập tức ngon hơn hẳn. Thiên Vân nếm thử một miếng, cay cay thơm thơm, vẫn giữ được vị ngọt của ốc. Quả nhiên thịt ốc lớn ấy thêm gia vị, làm theo kiểu đậm đà sẽ ngon hơn. Cô xào hết thịt ốc, khá nhiều, cô chia đôi cho Lôi Nhiên và Hàng Sa. Lam Bích hiện tại chưa thích hợp ăn đồ cay và dai như vậy, nên không chuẩn bị cho nó. Con nhỏ hiện tại chưa thích đồ cay lắm. Thiên Vân mang thức ăn đến cho Hàng Sa, ngoài thịt ốc xào cay còn có vài miếng thịt nướng, một giỏ hoa quả. Lên đến nơi liền thấy Lôi Nhiên đang từ tốn thưởng thức thịt ốc xào cay. Thịt ốc nhạt nhẽo bỗng trở nên ngon hơn. Ngon hơn rất nhiều. Vị cay cay này ăn rất đã miệng và ngon. Ngon không? Thiên Vân ngồi cạnh anh, cười hỏi. Lôi Nhiên không chút do dự gật đầu, ngon. Nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn. Ăn cay là có thể luyện được, ăn nhiều vào là quen thôi. Hiện tại chỉ là cay nhẹ thôi. Trên mảnh đất đen đã mọc lên khá nhiều cây ớt. Ớt nhỏ thu hoạch được đã chất thành đống, chỉ với lượng tiêu thụ ít ỏi mỗi bữa ăn của họ thì không thể ăn hết. Quan trọng hơn là, thỉnh thoảng mảnh đất đen lại mọc thêm vài cây ớt. Ăn không hết, hoàn toàn ăn không hết. Cả Lôi Nhiên lẫn Hàng Sa, họ đều không cố ý bảo Thiên Vân nấu nướng. Nhưng cô có hứng thú muốn trổ tài nấu nướng thì họ cũng không phản đối. Vì thực sự rất ngon. Lôi Nhiên cũng đã bình tĩnh lại, anh nấu nướng nuôi cô làm những món ngon để chơi, anh còn có thể học hỏi thêm. Phương pháp và bước làm thì rõ ràng rồi, nhưng một số gia vị thì không tìm thấy ở bên ngoài. Ví dụ như ớt nhỏ. Ngoài tự nhiên có những loại cây cay, nhưng không có loại nào giống hệt với ớt nhỏ cô lấy ra. Anh ta cũng không biết có thể tìm được loại cây cay nào thay thế không. Lôi Nhiên do dự một lúc rồi thôi không nghĩ nữa, chuyên tâm thưởng thức món ngon do cô làm. Anh không khuyên Thiên Vân mới sinh nở vài ngày mà vất vả đứng bên bếp nấu nướng. Nhưng cũng không phản đối, cũng không thể phản đối. Cô muốn nấu nướng thì anh ta sẽ tham gia, không để cô quá mệt mỏi. Mấy ngày sau, anh ta sẽ tìm tất cả những loại thực phẩm có thể ăn được ở ven biển và trong biển để cho cô. Cho dù cô có ăn hay không, có cho vào nồi xào hay không, anh ta đều sẽ mang những thức ăn đó cho cô xem, nói cho cô biết những loại thực phẩm nào có thể tìm thấy và ăn được trong vùng biển. Trước đây cũng có những con thú nhân không hiểu rõ những loại thực phẩm có thể ăn được trong vùng biển, dẫn đến ăn phải đồ độc và bị ngộ độc. Thiên Vân với rất nhiều thứ trong thế giới này đều xa lạ, là những thứ cô chưa từng tiếp xúc ở thế giới loài người. Thực phẩm có thể ăn được trên đất liền còn chưa hiểu rõ, huống chi là vùng biển sâu khó khám phá này. Trong mắt cô, tất cả cá đều là cá, tất cả tôm đều là tôm, tất cả rau dại đều là rau dại, không có tên gọi chi tiết hơn. Tất cả đều là tên gọi chung. Thú nhân chế biến thức ăn rất đơn giản, thú nhân sống ven biển sẽ dùng nước biển để nấu ăn hoặc thêm muối biển, thức ăn sẽ có vị mặn. Trên cơ sở đó thêm gia vị và rau củ khác sẽ làm cho thức ăn ngon hơn. Mấy ngày nay Lôi Nhiên rất thấm thía, ban đầu anh ta nhìn Thiên Vân cho đủ loại rau củ phức tạp vào nồi với tâm trạng vô cùng phức tạp, rồi dần dần quen và bình tĩnh lại. Quả nhiên món ăn ngon cần có rau củ khác để hỗ trợ. Anh ta đã thấm thía điều đó. Cứ như vậy, ngày ngày ăn uống và nghiên cứu ẩm thực, Thiên Vân cũng hiểu biết thêm về một số nguyên liệu ở vùng biển. Khi những cơn mưa kéo dài ngừng lại, ánh nắng mặt trời lâu ngày mới xuất hiện, cơ thể Thiên Vân thấy nhẹ nhàng hơn. Lượng máu như khi hành kinh đã sạch sẽ. Cơ thể cô đã hoàn toàn hồi phục. Mặt trời ló dạng, thế giới sáng sủa hơn, không còn u ám nữa. Thiên Vân vui vẻ đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài. Ánh nắng bao phủ biển cả, sóng gợn lăn tăn ánh lên ánh vàng, đẹp tuyệt vời. Trên bãi biển xa xa, thú nhân đã ra ngoài chơi đùa, trên biển đâu đâu cũng thấy đại bàng. Chúng oai vệ và đẹp trai, rất bắt mắt ngã. Em muốn ra ngoài chơi, Hàng Sa, anh ra ngoài tắm nắng không? Thiên Vân cười gọi xuống hang. Vài giây sau, Hàng Sa ôm quả cầu dây leo từ hang dưới lên. Ừm, tắm nắng một chút, anh ta nói rồi nhẹ nhàng duỗi người. Mỗi ngày cuộn tròn trong hang ấp trứng, cơ thể đều trở nên chậm chạp. Đi đi đi,
Lam Bích hào hứng chạy vòng quanh chân Thiên Vân, chỉ cần cô nhấc chân lên là nó sẽ lao xuống bậc thang. Lôi Nhiên đến bên cô, biến thành đại bàng, cúi đầu áp sát khuôn mặt cô và âu yếm cô. Để Hằng Sa mang trứng rắn và Lam Bích đi tắm nắng, anh sẽ dẫn em đi dạo quanh đây. Thiên Vân háo hức gật đầu. Rồi cô quay đầu nhìn Hằng Sa, dường như đang xem phản ứng của anh ta. Hằng Sa không phản đối, khi hai người phát triển tình cảm, anh ta chưa bao giờ can thiệp, lúc này thấy Thiên Vân dường như đang hỏi ý kiến anh ta, khiến anh ta rất vui vẻ. Ừm, đi đi. Trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ. Thiên Vân đáp lại, quay người leo lên lưng đại bàng, Lôi Nhiên vỗ cánh bay lên, đưa cô đi ngắm cảnh biển. Hằng Sa cúi người bế Lam Bích xuống bậc thang hơi nguy hiểm đối với con nhỏ. Đường không tốt, con dễ bị ngã xuống biển lắm, anh ôm trứng rắn không tiện cứu con. Vì vậy, ngoan ngoãn một chút, đừng lại gần biển, cứ chơi trên bãi biển thôi. Chờ họ về rồi con muốn xuống biển chơi thì anh không quản nữa, bị chết đuối thì bảo Lôi Nhiên cứu con. Lam Bích khó chịu kêu lên một tiếng. Con rắn trắng này không nói được lời nào hay ho cả. Rồi nó cẩn thận nhìn xuống vách đá cao chót vót bên dưới, bàn chân nhỏ không tự chủ được mà ôm chặt lấy cánh tay Hằng Sa. Họ chơi của họ, Thiên Vân và Lôi Nhiên chơi của họ. Thiên Vân ngồi xếp bằng trên lưng đại bàng, Lôi Nhiên trước tiên bay vài vòng trong vùng nước ấm cạnh Hải Chi Nha để cô làm quen với cảm giác bay trên biển. Đại bàng của tộc họ khi bay sẽ sử dụng năng lực tạo ra một lớp kết giới phòng hộ vô hình. Lớp kết giới đó không mạnh, cũng không thể chống lại sự tấn công của thú dữ, chỉ có thể chống lại lực cản khi bay. Lực cản của gió đối với đại bàng không ảnh hưởng nhiều, nhưng đối với con cái ngồi trên lưng đại bàng thì rất khó chịu, lực cản quá lớn thậm chí có thể hất họ xuống khỏi lưng đại bàng. Vì có lớp kết giới phòng hộ này nên Thiên Vân mới cảm thấy dù tốc độ bay rất nhanh nhưng gió không mạnh. Dù Lôi Nhiên bay nhanh đến đâu, Thiên Vân vẫn chỉ cảm nhận được làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, cảm giác thật thoải mái. Màu xanh của biển và trời hòa quyện vào nhau, ánh nắng mặt trời chiếu xuống rát vàng trên mặt biển, đẹp đẽ và quyến rũ. Thiên Vân nhớ đến điều gì đó, cười nói với Lôi Nhiên, bay vài vòng trên biển xong anh có thể đưa em đến nơi có núi và thác nước không, bay thấp xuống một chút. Lôi Nhiên đáp lại. Anh ta đưa cô bay thấp trên mặt biển, thỉnh thoảng móng vuốt quạt lên một đợt nước biển bắn tung tóe. Từ biển bay đến rừng ven biển, hẻm núi, vách đá, gió mát, nước trong, bay thấp. Thiên Vân cả đời chưa từng trải nghiệm bay kiếm, lúc này trải nghiệm bay đại bàng cũng là điều quý giá nhất trong đời cô. Không chỉ vậy, cô còn cưỡi hổ, thỏ, rắn nữa ngã. Lúc này, cảm giác bay lượn thấp sát vách đá và dòng nước thật kích thích và thú vị. Lôi Nhiên đưa cô bay quanh đây một lúc lâu, khiến cô vô cùng vui vẻ. Quả nhiên có một bạn đời giỏi bay rất quan trọng. Thiên Vân nằm sấp trên lưng đại bàng, thì thầm. Lời này truyền đến tai Lôi Nhiên, anh ta khẽ hỏi, Thiên Thiên, chúng ta khi nào kết đôi? Cô đã không còn mùi máu, cơ thể đã hồi phục, có thể sắp xếp chuyện kết đôi rồi. Thiên Vân mặt đỏ lên, nhỏ giọng đáp, tối nay được không? Được, nhận được câu trả lời rõ ràng, Lôi Nhiên vui vẻ tăng tốc. Rừng cây cổ thụ, biển cả hoang vu, vùng đất cổ đại bí ẩn, tràn đầy điều chưa biết và kích thích. Thiên Vân hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui bay lượn lúc này. Đột nhiên, một tiếng kêu của đại bàng vang lên từ xa, tiếng kêu vang vọng trời đất. Lôi Nhiên lập tức bay về phía Hải Chi Nha. Thiên Thiên, bạn đời của em đến rồi. Thiên Vân sững sờ, rồi khuôn mặt rạng rỡ, vội vàng nói, Lôi Nhiên, nhanh lên. Thương Di và Tư Lan đến rồi. Cô nhớ họ quá. Cô vui vẻ trở về. Từ xa, cô nhìn thấy con hổ lớn mà cô luôn nhớ nhung trên bãi biển. Hằng Sa biến thành rắn trắng cuộn tròn tắm nắng ở đó, họ đã gặp nhau rồi. Lôi Nhiên đưa cô đáp xuống, vừa đáp xuống cô đã thấy Thương Di tức giận phóng ra gió xanh tấn công Hằng Sa. Cơn gió mạnh mẽ quật mạnh vào người Hằng Sa. Hằng Sa không hề phản kháng, chỉ thu nhỏ thân thể lại, cẩn thận bảo vệ trứng rắn bên dưới, anh ta đã chuẩn bị tư thế phòng thủ. Hằng Sa không sử dụng bất kỳ năng lực phòng thủ nào, lập tức bị gió xanh làm chảy xước. Thiên Vân tái mặt, vội vàng chạy đến. Thương Di, trứng của em. Con hổ lớn không chấp nhận trứng rắn của cô và Hằng Sa sao? Thương Di đột ngột thu hồi gió xanh đang tấn công Hằng Sa, quay đầu hỏi cô, trứng gì? Thiên Vân chạy đến trước mặt anh, ôm anh, cúi đầu áp sát vào đầu lớn của anh, đỏ hoe mắt nói, trứng rắn của em và Hằng Sa, em đã đẻ trứng rắn, Hằng Sa đang ấp. Cô nhỏ giọng nói, em chỉ có một quả trứng rắn thôi, hãy để anh ấy lại nhé. Em cầu xin anh. Đôi mắt tím đầy ngạc nhiên, Thương Di quay đầu nhìn con rắn trắng đang cuộn tròn chỉ phòng thủ mà không phản công,
lập tức hiểu ra anh ta đang bảo vệ trứng rắn. Nếu sử dụng năng lực để chiến đấu, nhiệt độ cao sẽ làm hỏng trứng rắn. Thương Di nghiến răng, cơn giận dữ trong lòng nhìn Thiên Vân đang cầu xin tha cho trứng rắn, cơn giận trong lòng anh càng dữ dội hơn. Anh lùi lại vài bước tránh xa cô, chạy sang một bên tức giận gầm lên vài tiếng để xả giận. Anh quay đầu nhìn Thiên Vân, đau lòng nói, em lại không tin anh. Sao em lại nghĩ anh sẽ làm hại con của em, dù là trứng rắn hay bất cứ con non nào. Chỉ cần là do em sinh ra đều là con của em cũng là con của anh, là con của chúng ta. Nếu anh biết Hàng Sa đang ấp trứng thì lúc nãy anh sẽ không tấn công anh ta, anh sẽ không làm vậy. Anh không biết anh ta đang ấp trứng. Anh rất tức giận, suốt đường đi tìm em anh tức muốn chết. Anh bảo Hàng Sa đến tìm em, đưa em đến Tam Vĩ Thành, chúng ta gặp nhau ở Tam Vĩ Thành, nhưng anh ta lại đưa em đến Hải Chi Nhà. Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không, anh ta? Thương Di nhìn Thiên Vân, mắt cũng đỏ lên vì tức giận. Anh ta thực sự quá đáng. Cơn giận không thể xả ra, một cảm giác bất lực bao trùm toàn thân, Thương Di rất ghét cảm giác này. Hiện tại con rắn trắng đang ấp trứng, đánh cũng không được, trong lòng anh ta rất khó chịu. Điều khiến anh ta càng buồn hơn là sự nghi ngờ của Thiên Vân dành cho anh. Trái tim Thiên Vân tan vỡ, khóc chạy đến chỗ Thương Di, anh biến thành người ôm cô, ôm chặt cô vào lòng. Sự dịu dàng lâu ngày mới có này nhanh chóng xoa dịu sự đau khổ và lo lắng trong lòng cô, cảm xúc của anh dần dần bình tĩnh lại. Thôi được rồi, không tính toán với anh nữa, con cái sinh con xong đều rất bảo vệ con, nhất là lần đầu tiên. Thương Di hừ lạnh một tiếng, tự mình tìm cách để kết thúc chuyện này. Thiên Vân vốn đang thấy áy náy và buồn bã vì hiểu lầm anh, nghe thấy lời anh nói thì lại càng đau lòng. Hàng Sa tìm em thì nói là đã hẹn gặp nhau ở biển, em không biết hai người đi Tam Vĩ Thành, có lẽ anh ấy cảm nhận được em mang thai trứng rắn. Muốn sống riêng với em một thời gian, biển là điểm đến chúng ta đã quyết định trước đó, anh ấy không đưa em đến nơi khác, cũng không đuổi Lôi Nhiên đi. Thương Di xin lỗi, em quá lo lắng, chỉ có một quả trứng thôi, em rất sợ, em không biết anh đánh Hàng Sa là vì chuyện đó. Dù lý do gì đi nữa thì em cũng đã trách lầm anh, lỗi của em xin lỗi anh. Thương Di thực sự khiến cô khóc, anh nói anh biết Hàng Sa đang ấp trứng nên sẽ không tấn công, anh ấy chấp nhận con của cô. Thương Di nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt trìu mến nhìn cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh cũng sai rồi, suýt nữa thì làm hại đến trứng rắn. Được rồi, đừng khóc nữa, thấy em mập lên nhiều rồi anh yên tâm rồi. Cuối cùng lại nói câu này, Thiên Vân suýt nữa thì bật cười. Cô dịu dàng nhìn anh, con hổ lớn của cô gầy đi khá nhiều. Đây là lần thứ hai rồi, lần đầu tiên cô rơi xuống nước, anh cũng đã vượt đường xa đến tìm cô, cả con hổ đều gầy đi. Gặp được người rồi, Thương Di yên tâm, hôn cô vài cái. Rồi quay đầu nhìn con rắn trắng đang nhìn mình với ánh mắt u ám, lại nổi giận đùng đùng. Anh nắm tay Thiên Vân đi đến đó. Thiên Vân lo lắng nhìn những vết thương trên người Hàng Sa, vài vảy rắn đã rụng, máu đã ngừng chảy, chỉ là những vết thương ngoài da. Hàng Sa nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy sự quan tâm của cô dành cho mình, anh khẽ cúi mắt xuống, nỗi sợ hãi trong lòng tan biến. Anh không hề biện minh. Bởi vì đúng như vậy, đúng như Thương Di nói, anh cố ý đưa cô đến biển để canh giữ cô và để cô đẻ trứng rắn. Chỉ là anh cũng có lý do của mình. Thương Di nhìn thân rắn đang cuộn tròn lại, nhớn mày nói, nhanh di chuyển một chút, để ta xem trứng rắn. Trứng rắn không sao. Hàng Sa đáp lại, câu này là nói cho Thiên Vân nghe. Anh ta cử động thân thể, để lộ trứng rắn đang được bảo vệ bên dưới cho họ xem. Thương Di nhìn thấy bên dưới là một quả cầu dây leo thì cau mày. Thiên Vân nói, trước đó trên đường đi, vì sợ nhiệt độ không ổn định nên đã cất trứng rắn trong quả cầu dây leo. Thương Di, cảm giác như đây không phải là cách giữ ấm mà con rắn này có thể nghĩ ra. Anh ta cũng không nói gì, chỉ cần trứng rắn không sao là được, nếu không anh ta cũng không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Hôm nay trời đẹp, lại có rất nhiều thú nhân đang chơi đùa trên bãi biển, việc họ làm ầm ĩ lên khiến mọi người đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Thiên Vân hơi ngại ngùng, vẫy tay với Hàng Sa, con rắn trắng lập tức ôm trứng rắn trở về hang. Ta còn tưởng bạn đời của Lôi Nhiên và Thiên Thiên đánh nhau. Một con đại bàng oai vệ đáp xuống bãi biển, trêu chọc Thương Di. Lôi Nhiên lên tiếng giới thiệu, đây là thủ lĩnh thái lịch của Hải Chi Nha. Thiên Vân khẽ gật đầu chào thủ lĩnh, ngay sau đó liền nghe thấy Thương Di mắng Lôi Nhiên. Chuyện này không liên quan đến thủ lĩnh của các người, tại sao ngươi lại bất tài như vậy? Chúng ta giao Tiểu Thiên cho ngươi, đã cho ngươi cơ hội rồi, hai người đã ở riêng với nhau, đến giờ vẫn chưa kết đôi, ta cũng không biết phải nói gì với ngươi nữa.
Lôi Nhiên nhẹ nhàng giải thích, cô ấy đang mang thai. Thương Di nhớn mày, mang thai thì không thể kết đôi sao? Lôi Nhiên không nói nên lời, mặt không biểu cảm chịu đựng sự chê bai của con hổ lớn. Thiên Vân vô cùng xấu hổ, làm sao có thể nói như vậy trước mặt nhiều người như thế được. Xấu hổ chết mất. Thủ lĩnh Thái Lịch nhìn Lôi Nhiên với ánh mắt đầy ẩn ý, thở dài tiếc nuối. Thiên Vân nói, là em nói muốn đến Hải Chi Nha kết đôi, Lôi Nhiên rất tốt với em, luôn quan tâm đến cảm xúc của em mới đẻ trứng rắn xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục. Lời này vừa nói ra cũng đã giải tỏa nghi ngờ của những con thú đang xem náo nhiệt xung quanh, biết rằng không phải Lôi Nhiên không chinh phục được cô, mà là họ đã hẹn trước. Việc cô bênh vực Lôi Nhiên khiến Thái Lịch cười khẽ. Bà ta nói với Thiên Vân, ta yên tâm rồi, mong lần sau con đẻ trứng đại bàng. Con hổ lớn không vui, đừng mong chờ, lần sau nhất định là của ta. Thái Lịch cười nói, vậy thì xem ai để Thiên Thiên mang thai trước, Lôi Nhiên phải không? Lôi Nhiên đành gượng gạo gật đầu. Bề ngoài thì đồng ý, nhưng trong lòng đã phản bác lại lời thủ lĩnh. Làm sao được chứ? Chuyện này không phải là xem ai là Lôi Nhiên hay Thương Di nhanh chóng để Thiên Vân mang thai, mà là xem lần sau cô muốn sinh con gì. Quan trọng không phải là hai người họ, mà là cô ấy. Lôi Nhiên hơi bất lực nhìn Thiên Vân, cô đang mỉm cười nhìn họ nói chuyện, ánh mắt dịu dàng hơn. Tình hình là hai bạn đời của Thiên Vân xảy ra chút mâu thuẫn, không liên quan đến Lôi Nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc họ kết đôi. Thái Lịch yên tâm rời đi, những con thú đang xem náo nhiệt cũng tiếp tục chơi đùa. Chuyện náo nhiệt này đã kết thúc. Chuyện lần sau cứ để đó đã, Tư Lan thế nào rồi? Thiên Vân thấy con hổ lớn rất hứng thú muốn nói tiếp, liền chủ động chuyển chủ đề. Trứng rắn đã đẻ rồi, lần sau sinh con hổ thì Thương Di chắc chắn sẽ rất kiên trì. Nếu thực sự quyết định lần sau sinh con hổ, thì Tư Lan và Lôi Nhiên sẽ không tranh giành. Nhưng chuyện đó dù cẩn thận đến mấy cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, giống như việc cô mang thai trứng rắn vậy. Chuyện lần sau cứ từ từ tính. Thương Di hơi thất vọng hừ một tiếng, nắm tay Thiên Vân đi dạo trên bãi biển. Anh ta nói, Tư Lan không sao rồi, lúc đó tình hình khá hỗn loạn, chúng ta bị dịch chuyển đến nơi khác rồi lại gặp phải bầy thú dữ. Ở đó có thú nhân đang đánh nhau với chúng ta lại bắt đầu trận chiến thứ hai. Trong rừng có một số loại cây độc tỏa ra rất nhiều khí độc, Tư Lan luôn giúp chúng ta chống đỡ. Tốc độ của anh ta em cũng biết rồi đấy, vốn tốc độ không nhanh, lại còn phải bảo vệ chúng ta, bị thương một chút, cũng bị trúng độc. Không sao, đối với con đực mà nói, không chết là không có vấn đề. Lúc Tư Lan bị tấn công nguy hiểm nhất thì Hằng Sa đã giúp anh ta đỡ một đòn, nếu không thì khó nói. Tư Lan là thầy phù thủy, năng lực hệ mộc của anh ta có thể từ từ loại bỏ độc tố trong cơ thể, chỉ là tốc độ hơi chậm. Sau đó anh ta bị sốt và hôn mê, ta hơi lo lắng. Ta liền đưa anh ta cùng thú nhân Tam Vĩ Thành đến Tam Vĩ Thành, bộ lạc họ có thuốc thảo dược có thể chữa trị tình trạng của Tư Lan, Hằng Sa đến đón em. Ta muốn tự mình đến đón em, nhưng lại sợ Hằng Sa không dịu dàng với Tư Lan, con rắn trắng đó chỉ dịu dàng với em thôi. Tình trạng của Tư Lan không ổn định, nếu Hằng Sa không cẩn thận chăm sóc sẽ rất nguy hiểm. Cân nhắc kỹ lưỡng. Hằng Sa đến đón cô, anh ta đưa Tư Lan đến Tam Vĩ Thành. Trên đường đi chúng ta đi qua các bộ lạc khác, ở đó có thuốc giải độc, thầy phù thủy đã nấu thuốc cho Tư Lan uống, tình trạng của anh ta đã khá hơn. Ta cảm nhận được càng đến gần Tam Vĩ Thành thì em càng xa chúng ta lo em gặp nguy hiểm. Cũng sợ có phải con rắn trắng đó đã đưa em đến nơi khác không, nên để Tư Lan đến Tam Vĩ Thành trước, ta đến tìm em. Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Ta tức muốn chết khi chạy đến đây, lại thấy anh ta đang ung dung tắm nắng trên bãi biển, ta làm sao không tức giận được. Dù anh ta muốn sống riêng với em một thời gian cũng không thể lúc này, thú dữ ngoài trời nhiều như vậy, nếu xảy ra nguy hiểm thì sao? Đây là lý do anh ta ra tay với Hằng Sa, biết Hằng Sa đang ấp trứng thì anh ta lập tức không còn giận nữa. Nghe xong lời anh ta nói, Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, cô yên tâm rồi. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, anh đừng giận nữa. Đợi Hằng Sa ấp trứng rắn xong, em sẽ đánh anh ta một trận. Thực ra, anh ta không phải muốn giấu em, không phải muốn cướp em khỏi bên cạnh các anh. Trong kế hoạch sau này chúng ta cũng sẽ đến Tam Vĩ Thành. Thương Di mặt không biểu cảm không nói gì. Anh ta nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Lam Bích ngoan ngoãn đi theo bên chân cô, không hiểu hỏi, sao Hải Chi Nha lại có con non của Tam Vĩ Thủy Sư? Lam Bích ngẩng đầu lên chào hỏi đáng yêu, ẩu ư ngã. Thiên Vân liền kể lại chuyện của Lam Bích cho anh ta nghe. Thương Di giật giật khóe môi, cô ấy thực sự đi nhặt con non ở ngoài kia. Anh ta không nhịn được nhìn thêm vài lần, con nhỏ rất ngoan, mắt sáng và tinh thần tốt, lông mọc rất đẹp, có thể thấy được nó được chăm sóc rất tốt.
Cô nói, Hàng Sa nói, ở Hải Chi Nha ấp trứng, rồi đợi Lam Bích lớn hơn một chút thì đến Tam Vĩ Thành để nó tham gia huấn luyện của những con non ở đó. Thương Di cười lạnh, Tam Vĩ Thành được coi là bộ lạc có sức mạnh đoàn kết mạnh nhất trong những bộ lạc lớn, tất cả con non đều được huấn luyện thống nhất. Những buổi huấn luyện đó không nhất thiết phải tham gia, hoàn toàn có thể không đến Tam Vĩ Thành, tìm một con sư tử dạy cũng được. Vậy ra, Hàng Sa đã lợi dụng sự tồn tại của Lam Bích để đưa cô đến Tam Vĩ Thành một cách đương nhiên. Điểm đến cuối cùng là Tam Vĩ Thành, chỉ là giữa đường ghé qua Hải Chi Nha. Kế hoạch không bằng sự thay đổi, ban đầu điểm đến của họ là vùng biển, chuẩn bị đến vùng biển để tránh rét. Sau đó trên đường đi bị bầy thú dữ tấn công và bị tách ra. Thương Di và những người khác quyết định đến Tam Vĩ Thành. Còn lý do khiến con rắn trắng thay đổi kế hoạch của họ là vì cô mang thai. Lôi Nhiên, người luôn lặng lẽ đi theo phía sau, thản nhiên nói, Hàng Sa thay đổi kế hoạch không đưa Thiên Thiên đến Tam Vĩ Thành là lỗi của anh ta. Ta không muốn biện hộ cho anh ta, đây không phải là vấn đề đúng sai, nhìn vào mục đích của anh ta thì không có ác ý. Nếu là ta, có lẽ cũng sẽ đưa Thiên Thiên đến Hải Chi Nha. Từ vị trí lúc đó của chúng ta đến Tam Vĩ Thành quá xa, hoàn toàn không thể đến đó trước khi Thiên Thiên đẻ trứng rắn. Mà ấp trứng ở ngoài trời trong mùa mưa rất nguy hiểm, Thiên Thiên chỉ đẻ một quả trứng thôi. Tất cả trọng tâm chỉ vì cô ấy đẻ một quả trứng. Để đảm bảo trứng rắn nở thành công, nhiệt độ ở Hải Chi Nha là phù hợp nhất, cũng là nơi gần nhất với họ lúc đó. Thương Di nhìn chằm chằm vào không khí phía trước mà không lên tiếng. Đáng chết, ta lại không thấy Tiểu Thiên đẻ trứng. Cơn giận của anh ta chuyển hướng. Thiên Vân bất lực, đẻ trứng có gì mà xem, chỉ cần ục một cái là xong, rất nhanh, họ đều không thấy. Ục một cái, Thương Di ngạc nhiên. Thiên Vân gật đầu, không đau chút nào, chỉ hơi căng căng thôi, rất nhanh là đẻ xong. Chỉ là lúc đầu thèm ăn và buồn ngủ hơn, tâm trạng không tốt còn khóc vài bữa, còn lại thì ổn. Không thể nói là rất dễ dàng, nhưng cũng không khó chịu. Ít nhất sẽ không để lại bóng ma trong lòng khiến cô sợ hãi. Vậy là tốt rồi, Thương Di thở phào nhẹ nhõm. Bất kể chuyện gì, chỉ cần không làm cô đau khổ khó chịu là tốt nhất. Cứ dưỡng sức cho tốt, chuyện lần sau cứ từ từ tính, nếu em muốn sinh thì sinh, không muốn thì thôi, chúng ta sẽ để ý. Anh ôm Thiên Vân vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Vân xúc động. Cô tưởng anh ta sẽ thúc giục cô sinh hổ con cho anh ta, nhưng anh ta không làm vậy. Cô phát hiện con hổ lớn này làm việc quá bất ngờ, bình thường miệng rất độc, nhưng khi nghiêm túc, anh ta luôn làm những việc nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cúi đầu dựa vào lòng anh, mũi hơi cay cay. Anh ta thực sự đang kiềm chế, không còn sự bá đạo và kiêu ngạo ban đầu, bây giờ anh ta chỉ là bạn đời của cô, luôn bảo vệ cô. Thương Di, anh không phát hiện ra Hàng Sa đang ấp trứng, làm em sợ, lỗi tại anh. Bất kể nguyên nhân là gì, việc làm em sợ và khiến em nghĩ anh ta muốn làm hại trứng rắn của em là sự thật. Lúc nãy anh ta quá tức giận. Bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Thiên Vân chỉ có thể thầm mắng một câu, thông tin sai lệch chết người. Được rồi, đừng khóc nữa. Cũng tại anh không biết ấp trứng, nếu không anh muốn cùng giúp ấp trứng. Thương Di hơi buồn bã. Thiên Vân bật cười, cô nhớ đến điều gì đó, nhỏ giọng nói, anh có lòng là được rồi, rảnh thì dạy Lam Bích nhé. Nó và Tư Lan cùng thân phận, sau này sẽ bảo vệ con của chúng ta. Lúc đầu Thương Di không phản ứng lại, vài giây sau thì đột nhiên hiểu ra. Anh ta cúi người bế Lam Bích lên, vuốt ve bộ lông của nó, cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh anh ta phát hiện ra dấu ấn nhạt màu trên đầu nó. Thương Di không để lộ gì, vuốt ve bộ lông của Lam Bích, cứ như anh ta chỉ tùy tiện kiểm tra tình trạng cơ thể của con nhỏ. Rất tốt, rất khỏe mạnh, sau này anh sẽ dạy dỗ, hổ và sư tử không khác nhau nhiều lắm. Anh dạy chắc chắn sẽ phù hợp hơn con rắn trắng kia. Thiên Vân mỉm cười, trong số những con đực ở nhà thì anh ta là người phù hợp nhất để dạy dỗ. Cả sư tử và hổ đều có bốn chân, cách săn mồi cũng tương tự, con rắn trắng Hàng Sa không phù hợp để dạy. Tư Lan quá hiền lành, anh ta cũng không phù hợp, không thể kích thích bản năng thú tính của Lam Bích. Lôi Nhiên là đại bàng, cũng giống như Hàng Sa, không phù hợp để dạy Lam Bích. Đương nhiên trong cuộc sống, họ có thể chăm sóc Lam Bích, và họ cũng chăm sóc rất tốt. Cuộc sống là cuộc sống, sự sống còn là sự sống còn, các giống loài khác nhau có những cách tự vệ khác nhau. Đây cũng là lý do nhất định phải đến Tam Vĩ Thành, dù Thương Di dạy dỗ tốt đến mấy cũng không bằng sư tử Tam Vĩ Thủy Sư dạy dỗ. Lam Bích là con non duy nhất sống sót trong cả lứa, dù sinh non, nó vẫn cố gắng ăn uống để sống sót. Chỉ cần sự kiên cường và may mắn này, cộng thêm dấu ấn của thần linh, thì tài năng của nó sẽ không làm cô thất vọng. Điều kiện cơ bản đã có,
chỉ cần xem cách bồi dưỡng sau này, nếu bồi dưỡng không tốt, dù có tố chất tốt cũng vô ích. Vì vậy, việc đến Tam Vĩ Thành là rất cần thiết. Họ trở về hang động của Lôi Nhiên. Thiên Vân ngẩng đầu lên liền thấy con rắn trắng đang thò đầu ra ở cửa hang đằng xa. Hàng xa nhìn cô chằm chằm, nhìn vài lần rồi từ từ rút đầu vào hang dưới. Trái tim cô thắt lại. Thương Di nhìn quanh hang một lượt, rồi đến chiếc bàn nhỏ, lấy táo trong giỏ hoa quả ra ăn. Vị giòn ngọt lâu ngày mới có, anh vẫn thích nhất loại quả này. Thiên Vân đến đống lửa, lấy thịt từ không gian ra nướng. Thương Di chỉ vào thịt cá còn lại trong nồi đá nói, anh cũng có thể ăn cá, anh không ngại ăn đồ thừa của em. Thiên Vân mỉm cười, cá cũng ăn được, vẫn còn ấm, em nướng thêm thịt cho anh. Con hổ lớn của em gầy đi rồi, em thương lắm. Nghe cô nói, Thương Di không nhịn được mà vẫy đuôi, vẻ mặt vui vẻ. Anh ta gặm táo ngồi trên tảng đá bên cạnh, chờ cô nướng thịt cho anh ta, để cô chăm sóc anh ta. Lôi Nhiên yên lặng chơi đùa với Lam Bích bên cạnh, không khí trong hang vô cùng hài hòa. Thịt nướng xong, Thương Di bắt đầu ăn, Thiên Vân mới chậm rãi đi đến cửa hang, xuống dưới tìm Hàng Sa. Thương Di hừ một tiếng không để ý, tự mình cúi đầu ăn thịt. Ngay khi Thiên Vân đến cửa hang, một ngọn lửa nhỏ yếu ớt bùng lên trong bóng tối bên dưới, lặng lẽ dẫn đường cho cô. Cô nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trên đuôi Hàng Sa, nhưng bậc thang xuống dưới không rộng và bằng phẳng như bậc thang lên phòng tắm. Cô cẩn thận đi xuống, đi rất chậm, chưa đi được mấy bước thì đầu rắn lớn của Hàng Sa đã đến gần, cô đưa tay ôm anh ta, được anh ta dẫn vào tổ cỏ. Hàng Sa biến thành hình dạng nửa người nửa rắn, ôm cô vào lòng. Thiên Vân dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói, Hàng Sa, em muốn nghe anh nói. Mục đích của anh ta cô đều đoán được, nhưng anh ta lại không hề biện minh. Hàng Sa cúi đầu im lặng vài giây, rồi khẽ mở miệng nói ba chữ, xin lỗi. Chương này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc. Thiên Vân không nói gì, chờ anh ta nói tiếp. Không khí yên tĩnh một lúc, anh ta mới từ từ giải thích. Anh không muốn cướp em khỏi bên cạnh họ, cũng không muốn giấu em để họ không tìm thấy em. Trên người em có dấu ấn của họ, em đi đâu họ cũng tìm được. Nếu anh thực sự có ý đó, anh sẽ trực tiếp tìm cơ hội giết họ. Anh cảm nhận được trong bụng em chỉ có một quả trứng rắn, anh đột nhiên muốn đưa em đến vùng biển, Tam Vĩ Thành quá xa, trên đường đi sẽ ảnh hưởng đến việc anh ấp trứng. Chỉ một quả trứng, anh không dám mạo hiểm. Vùng biển Hải Chi Nha ấm áp, thích hợp để ấp trứng. Anh biết một khi họ phát hiện ra điều gì đó không ổn sẽ tìm đến, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khi họ đến và đưa em đi. Nếu Thương Di định đưa em đến Tam Vĩ Thành, anh cũng phải ở lại Hải Chi Nha, đợi trứng rắn nở rồi mới đến tìm em. Chỉ có một quả trứng, hoàn toàn không thể đánh đổi. Đó là đứa con đầu lòng của Thiên Vân, nếu trứng rắn không nở được, rất có thể sau này cô sẽ không muốn sinh nở nữa, cô sẽ thất vọng, buồn bã và không thích trứng. Anh ta không muốn điều đó xảy ra. Anh ta chỉ có thể hết sức mình biến tình huống hiện tại thành tình huống có lợi cho mình. Hải Chi Nha là lựa chọn tốt nhất của anh ta. Cô đẻ trứng rắn được vài ngày thì họ đã đến Hải Chi Nha, thời gian rất vừa vặn. Anh chưa bao giờ có sự khao khát mạnh mẽ như vậy với trứng rắn, đó là con của chúng ta, chỉ có một quả duy nhất, anh nhất định phải ấp cho nở, không cho phép xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh không muốn em thất vọng, không muốn để lại tiếc nuối. Lúc đó em đang không ổn định về mặt cảm xúc, anh biết em biết chuyện này sẽ lo lắng, nên không nói cho em biết. Em tức giận cũng được, đánh anh mắng anh cũng được, anh đáng bị như vậy. Mắt Thiên Vân cay cay. Nếu thế giới này có điện thoại, chắc chắn Hàng Sa sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Thương Di, báo cho họ biết hãy đến Hải Chi Nha ấp trứng trước. Thế giới này rộng lớn như vậy, chỉ cần tách nhau ra một chút là đã mất vài tháng. Em đoán rồi, Tam Vĩ Thành cách chúng ta xa như vậy, đến Hải Chi Nha trước là lựa chọn tốt nhất. Nếu em không mang thai thì anh đã trực tiếp đưa em đến Tam Vĩ Thành rồi, cô nhẹ nhàng nói. Em đoán rồi. Thương Di đánh anh một trận cũng đúng thôi, anh ấy không nhằm vào anh, nếu đổi lại là Lôi Nhiên đưa em đến nơi khác. Anh ấy cũng sẽ đánh Lôi Nhiên, anh ấy tức giận vì chuyện này. Cả Thương Di lẫn Tư Lan đều không biết em mang thai, nếu họ biết em mang thai thì cũng sẽ không do dự mà thay đổi kế hoạch đến Hải Chi Nha, họ không biết nên Thương Di mới tức giận như vậy. Không phải vấn đề đúng sai, mà là giữa họ không có cơ hội giao tiếp nên mới xảy ra hiểu lầm nhỏ. Kế hoạch không bằng sự thay đổi, họ chăm sóc cô, bất kể chuyện gì xảy ra đều sẽ giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Hàng Sa không sai, Thương Di đánh anh ta cũng không sai. Cả hai đều là bạn đời của cô, đều vì cô. Hàng Sa gật đầu, anh biết rồi, anh ấy muốn đánh thì cứ đánh. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh,
nghiêm túc nói, sau này có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc nhé. Lúc đó anh nói với em rồi, em cũng sẽ không do dự mà đến Hải Chi Nha ấp trứng trước, ở đây chờ Thương Di và Tư Lan đến, hoặc tìm đại bàng bay nhanh báo tin cho họ. Đó là chuyện của chúng ta, không nên để anh một mình đối mặt. Nếu em đẻ nhiều trứng hơn thì anh cũng sẽ không bị áp lực như vậy. Áp lực của Hằng Sa không phải là một chút, mà là hoàn toàn đè nặng lên anh ta không có đường lui nào cả, chỉ có một quả trứng rắn. Dù có sức mạnh của thần nữ che chở, cũng không thể xóa tan sự lo lắng trong lòng anh ta. Thần nữ chỉ có thể bảo vệ trứng rắn có sức sống, không phải trứng rỗng, không thể đảm bảo quá trình ấp trứng thành công tuyệt đối. Hằng Sa liên tục lắc đầu, dù áp lực lớn đến mấy anh ta cũng không dễ dàng nói ra. Anh ta là bạn đời của cô, là chỗ dựa của cô, những áp lực này là điều anh ta phải gánh chịu. Nói rõ ràng ra, hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi. Thiên Vân nhớ đến lời Thương Di nói trước đó thì vô cùng xúc động, Tư Lan bị tấn công nguy hiểm nhất thì Hằng Sa đã giúp anh ta đỡ một đòn. Cãi nhau thì cứ cãi nhau, nhưng con rắn trắng vẫn âm thầm bảo vệ gia đình này và bảo vệ bạn đời của cô khi cần thiết. Anh ta là thú nhân lang thang, nhưng giờ không còn nữa, anh ta có gia đình, anh ta là của cô. Anh ta đã thu lại tính cách tàn bạo và khát máu, trở nên kín đáo và ngoan ngoãn. Thái độ của Thương Di đối với Hằng Sa cũng khá phức tạp. Nói Thương Di không tin tưởng Hằng Sa thì lại bảo Hằng Sa đến đón cô. Nói tin tưởng thì lại đánh anh ta một trận, sợ Hằng Sa đưa cô bỏ trốn. Thương Di tức giận là vì sợ Hằng Sa đưa cô đi trên đường gặp phải thú dữ nguy hiểm. Nếu Thương Di và Tư Lan biết cô mang thai, thì có thể ngay lập tức đoán được mục đích Hằng Sa thay đổi hướng đi đưa cô đến Hải Chi Nha là để ấp trứng, cũng sẽ không vội vàng như vậy. Thiên Vân suy nghĩ kỹ lại, ở thời kỳ nguyên thủy này muốn cải thiện tình trạng thông tin không lưu thông thì cô bất lực. Chẳng lẽ còn hy vọng hệ thống sẽ gửi vài trạm phát sóng và điện thoại đến? Mơ giữa ban ngày. Cứ ấp trứng cho tốt, đợi con non nở ra rồi chúng ta cùng đến Tam Vĩ Thành, Thiên Vân nói. Chỉ là hơi có lỗi với Tư Lan, con thỏ lớn ấy, phải luôn lo lắng cho họ. Hằng Sa nghe thấy lời cô nói thì sững sờ, rồi ánh mắt long lanh, cúi đầu áp sát vào cổ cô. Anh ta đã nghĩ đến tất cả kết quả tốt và xấu, kết quả khiến anh ta rất xúc động. Cô hiểu, cô thông cảm, cô đang đứng giữa họ. Thiên Vân còn gọi lớn về phía cửa hang, Thương Di, chúng ta đợi trứng rắn nở rồi cùng đến Tam Vĩ Thành nhé. Cô không biết con hổ lớn đang nghĩ gì, cô muốn đợi trứng rắn nở, nếu con hổ lớn nhất quyết muốn đưa cô đi trước thì cô phải bàn bạc kỹ với anh ta. Thương Di khẽ cười, chứ sao nữa, không thấy trứng rắn nở thì ta không yên tâm. Nhớ Hằng Sa lại đưa trứng rắn bỏ trốn thì em lại khóc lóc, không thể cho anh ta cơ hội. Thiên Vân không nhịn được cười, con hổ lớn lại nói bậy rồi. Nhưng ý của anh ta rất rõ ràng, phải đợi trứng rắn nở rồi mới cùng nhau đến Tam Vĩ Thành. Sắp xong rồi, chưa đầy nửa tháng nữa. Ở trên, Thương Di ăn no rồi, thấy Thiên Vân không sao, tâm trạng thoải mái hẳn. Anh ta đứng dậy nói, anh ăn no rồi, đi săn đây. Lôi Nhiên, ở Hải Chi Nha có đại bàng nào bay nhanh, có thể giúp đỡ đến Tam Vĩ Thành báo tin cho Tư Lan không? Nghe vậy, Thiên Vân vuốt ve đầu Hằng Sa bảo anh ngoan ngoãn, rồi đứng dậy đi lên. Lôi Nhiên nói, có, anh đi sắp xếp. Thương Di, đến Tam Vĩ Thành tìm Tư Lan, thỏ lông xanh tai cụp. Lúc tách nhau ra ta đã nói với anh ta rồi, đến Tam Vĩ Thành thì ở lại chờ chúng ta, anh ta sẽ báo cho thú nhân canh giữ thành, đại bàng đến thì có thể hỏi họ. Có lẽ Tư Lan đang rảnh rỗi chờ ở cửa thành. Lôi Nhiên gật đầu. Biết tên, giống loài, ở đâu, thì rất dễ tìm. Thương Di để ý thấy Thiên Vân đi ra, bước đến chỗ cô. Lúc này anh đi săn làm gì, ăn no rồi ngủ một giấc đi. Thiên Vân ôm anh, lo lắng nói. Thương Di cưng chiều xoa đầu cô, nói, Hằng Sa đang ấp trứng, anh đi săn nướng thịt cho anh ta không ăn thịt anh nướng thì anh khó chịu, cứ cảm thấy sau này trứng rắn sẽ không thân với anh. Ngay sau đó, tiếng nói lạnh lùng của Hằng Sa vang lên từ hang dưới, ăn thịt anh nướng thì anh càng khó chịu. Không phải anh sinh ra thì đương nhiên không thân. Ý là, trứng rắn chỉ thân với Thiên Vân. Thương Di mặt tối sầm lại. Thiên Vân nhìn hai người họ cãi nhau thì không nhịn được cười. Cô nói với Thương Di, Lam Bích đi cùng có được không? Lam Bích đang nằm dưới đất định ngủ, nghe thấy lời cô nói thì lập tức mở mắt, giơ mông lên vui vẻ chạy đến chỗ Thương Di. Ầu ư, nó muốn đi. Thương Di, nó đi cùng, là chuẩn bị làm thức ăn cho thú dữ à? Thiên Vân. Đúng là vậy, con nhỏ bé nhỏ như vậy nếu gặp phải thú dữ to lớn thì sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Khi cô đang định từ bỏ ý định cho Lambic đi săn cùng Thương Di thì Thương Di đột nhiên biến thành thú hình, cúi đầu cắn Lambic rồi dùng đầu hất nó lên lưng mình. Con nhỏ lập tức xoay tròn 360 độ trên không rồi rơi xuống lưng hổ, còn nhảy lên một cái rất đàn hồi. Thái độ đó khiến Thiên Vân sợ hãi, rồi Lambic vui vẻ kêu lên, ngoan ngoãn ngồi xổm trên lưng hổ. Con hổ lớn thấy không sao, con sư tử nhỏ cũng thấy không sao, cô có thể có vấn đề gì chứ? Thôi vậy, con nhỏ không thể nuôi quá kỹ càng. Con được dẫn con non đi, đơn giản thô bạo, sống sót là được, cũng có thể giúp con non thích nghi tốt hơn với sự nguy hiểm bên ngoài. Con hổ lớn nhìn Thiên Vân không nói gì, cúi đầu rụi rụi vào lòng cô, rồi dẫn Lambic đi. Cẩn thận, bảo vệ tốt hai người. Thiên Vân đứng ở cửa hang nhìn bóng lưng họ xuống dưới, nói. Không phải bảo vệ Lambic, mà là bảo vệ cả hai người. Điều này khiến con hổ lớn rất vui vẻ. Nó quay đầu nhìn cô một cái, vẫy đuôi đáp lại. Cho đến khi bóng dáng của hai người họ biến mất sau khu rừng trên bãi biển, Thiên Vân mới thu lại tầm nhìn. Lôi Nhiên đến bên cô nói, anh đi tìm đại bàng đến Tam Vĩ Thành. Cô gật đầu, tiễn anh biến thành đại bàng bay đi tìm đại bàng. Cô đứng ở cửa hang một lúc, rồi quay lại hang. Rất nhanh, Lôi Nhiên đã tìm được đại bàng bay nhanh đến Tam Vĩ Thành báo bình an cho Tư Lan. Ban đầu tìm hai con đại bàng, có thể đi cùng nhau. Sau đó một vài con đại bàng khác cũng gia nhập đội ngũ, nói là muốn đến Tam Vĩ Thành xem những con cái xinh đẹp. Rồi, một đám đại bàng độc thân bắt đầu bay đến Tam Vĩ Thành. Nhờ sự tiện lợi của việc bay lượn, phải nói những con đại bàng này rất thích đi chơi. Không có cách nào, không đi chơi thì không tìm được vợ. Lôi Nhiên sắp xếp xong xuôi thì ra biển bắt cá, lúc chiều tối mang đầy hải sản về, Thương Di và Lambic cũng mang chiến lợi phẩm đã xử lý xong về. Thương Di và Lambic đi lên bậc thang, chưa đến hang thì Thiên Vân đã nghe thấy tiếng con hổ lớn càu nhàu. Thương Di, ta đúng là ngu ngốc mới dẫn con đi, con còn chưa mọc răng mà muốn cắn con mồi kéo về, con nghĩ gì vậy? Con mồi chưa chết hẳn thì con suýt nữa đã chết rồi. Đáng chết, sao lại ngu ngốc như vậy? Ồ, Lambic không vui phản đối. Thiên Vân nghe thấy tiếng động thì lo lắng chạy đến cửa hang xem xét, họ vừa đến bên ngoài. Thương Di thay đổi thái độ nóng nảy ban đầu, bình tĩnh nói, không sao, lúc xử lý con mồi ở chỗ nước thì có con mồi chưa chết hẳn, Lambic muốn cắn, con mồi nhảy dựng lên làm nó sợ khóc. Thiên Vân. Lambic không vui lắc đầu phủ nhận, chuyện bị sợ khóc thật sự quá xấu hổ. Cô nhìn hai người họ, ngoài việc hơi ướt người thì không có vấn đề gì khác, những con mồi đã được xử lý ở chỗ nước thì Thương Di đều mang trên lưng. Lambic lý nhí nói, tự mình từ lưng hổ trượt xuống, tự giác đến đống lửa để làm khô người. Thương Di vào trong thấy hải sản mà Lôi Nhiên bắt được thì trêu chọc Thiên Vân, ở bên biển rồi, cá tôm biển có thể tích trữ được rất nhiều. Tam Vĩ Thành không sát biển, nhưng nghe nói không xa biển lắm, hải sản rất dễ mang về. Đến Tam Vĩ Thành cũng không lo thiếu hải sản. Thiên Vân nói, biết rồi, em sẽ ăn nhiều hơn, dù là cá tôm hay thịt, em đều ăn. Cá nước ngọt chất đầy trong không gian, giờ lại thêm hải sản, thịt và hoa quả rau củ mọc trên mảnh đất đen. Ăn mặc không lo ngã. Cả hải sản mà Lôi Nhiên bắt được, lẫn chiến lợi phẩm mà Thương Di bắt được, Thiên Vân đều chế biến. Canh rau củ hải sản, cá hầm đầu, cá chiên, cơm sườn, thịt kho tàu dứa và vài món rau, vài đĩa hoa quả. Hoa quả và rau củ mọc trên mảnh đất đen đều được dùng hết. Thiên Vân chỉ huy, Thương Di và Lôi Nhiên cùng làm, Lambic đứng trên bàn nhỏ chăm chú học cách làm. Có lẽ họ làm việc quá hăng say, con rắn trắng đang ấp trứng ở dưới liền tò mò thò đầu ra xem xét, nhìn họ làm ra một bàn đầy thức ăn. Ngoài ra còn có ốc biển, cá tôm. Lambic nhìn từng món ăn được bày lên bàn, khi phản ứng lại thì đã bị bao vây bởi đồ ăn, hơi nóng tỏa ra từ thức ăn khiến nó không dám động đậy. Đến khi món ăn cuối cùng được bày lên bàn, Thiên Vân nhìn con nhỏ đang xấu hổ, cười bế nó xuống. Được rồi, chúng ta ăn thôi ngã. Cô quay đầu nhìn xuống hang dưới, con rắn trắng đang quan sát ở cửa hang liền hiểu ý, biến thành người ôm quả cầu dây leo đi lên. Thiên Thiên nói tối nay kết đôi với anh, Lôi Nhiên bất ngờ nói. Thiên Vân xấu hổ giật giật khóe môi, cần gì phải nói ra như vậy chứ? Còn trước mặt con nhỏ nữa. Còn con nhỏ lúc này đang liếm canh đầu cá, hoàn toàn không để ý đến lời Lôi Nhiên nói. Nghe thấy lời anh ta nói, hàng xa mặt không biểu cảm. Thương Di hừ một tiếng nói, tùy các người, lát nữa ăn no rồi anh và Lambic xuống bãi biển chơi, anh dạy nó bơi. Ánh mắt hàng xa tối sầm lại, chuyện dạy bơi thì không phải anh ta phù hợp hơn sao? Anh ta biết mục đích chính của Thương Di là đưa Lambic ra ngoài, anh ta im lặng không nói gì. Lôi Nhiên nhắc nhở, tối nay sóng khá mạnh, Lambic còn nhỏ,
đừng đi xa khỏi bãi biển. Con hổ lớn và con sư tử nhỏ đồng thanh đáp lại. Mọi người ngồi quanh bàn nhỏ, bàn là bàn dài. Kết quả cuối cùng là Thương Di và Hằng Sa ngồi hai bên Thiên Vân, Lôi Nhiên và Lam Bích ngồi đối diện. Thiên Vân ngồi ở giữa không cần lo lắng không lấy được đồ ăn ở hai bên. Vì ngay khi cô ngồi xuống, Thương Di và Hằng Sa đều lấy đồ ăn cho cô, Lôi Nhiên cũng lặng lẽ lấy thịt cua và bóc tôm cho cô. Trước mặt cô đều là những món cô thích ăn, đĩa nào cũng chất đầy ngã. Ăn no rồi, Thương Di dẫn Lam Bích xuống chơi, con hổ lớn còn khỏe mạnh hơn cô tưởng. Hằng Sa và Lôi Nhiên dọn dẹp đồ ăn, họ không cho Thiên Vân giúp đỡ, cô không có việc gì làm thì đi đến cửa hang ngắm cảnh đêm. Sau một ngày nắng ấm, trời tối lại trở nên âm u, gió lạnh rõ rệt. Lôi Nhiên mang đồ ăn đi rửa, về còn mang nước tắm cho Thiên Vân. Hằng Sa làm nóng nước tắm xong thì lười biếng trở về hang dưới tiếp tục ấp trứng. Trên hang chỉ còn lại hai người họ. Nghỉ ngơi đủ rồi, Thiên Vân đi tắm. Khi cô dọn dẹp xong xuống dưới thì thấy Lôi Nhiên đang ngồi bên đống lửa vuốt ve mái tóc. Tóc anh ướt sũng, trên người còn ánh lên vẻ bóng mượt, anh ta cũng đi tắm rồi. Ánh mắt cô không tự chủ được mà bị cơ bắp của anh thu hút. Bụng, ngực, đường nét cơ bắp tạo nên vẻ quyến rũ, dưới ánh lửa mờ ảo, vẻ mạnh mẽ và hoang dã của con đực lại bao phủ bởi sự điềm tĩnh và tự tin. Lôi Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, không khí lập tức trở nên tế nhị. Thiên Vân mặt đỏ lên tránh ánh mắt anh, hồi hộp đi xuống. Thường ngày ăn cùng nhau, ở cùng nhau cũng không thấy ngại ngùng, cô đã quen với việc anh ta ở bên cạnh. Lôi Nhiên cũng sẽ không đột nhiên trêu chọc cô, anh ta rất điềm tĩnh, rất thẳng thắn. Giờ sắp kết đôi rồi, cô rất hồi hộp. Thương Di và Lam Bích đi chơi rồi, Hằng Sa vẫn ở dưới hang, trên hang có chút động tĩnh anh ta đều nghe thấy rõ ràng. Tuy nhiên, thật sự rất ngại ngùng. Thiên Vân đi đến cạnh tổ cỏ, đầu óc vẫn lâng lâng, cho đến khi Lôi Nhiên đến bên cạnh cô thì cô mới giật mình tỉnh lại. Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Lôi Nhiên ôm cô, dịu dàng vuốt ve đầu cô, an ủi cô vì bị anh ta đến gần mà giật mình. Thiên Thiên, đừng sợ. Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai cô. Thiên Vân, em không sợ. Cô chỉ hơi hồi hộp, hơi ngại ngùng thôi. Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói, hay là, cứ từ từ thôi nhé, em không muốn nhanh chóng mang thai lần nữa, nếu không đến Tam Vĩ Thành sẽ rất bất tiện. Được, Lôi Nhiên đáp lại. Vì là thánh nữ nên sau khi sinh nở cơ thể hồi phục rất nhanh, khả năng thụ thai cũng cao. Đẻ trứng rắn ít tổn thương, cơ thể cô đã hồi phục, cơ thể đã bước vào giai đoạn sinh sản lần hai. Cơ thể không có vấn đề không có nghĩa là tình hình hiện tại phù hợp. Chỉ cần cô không muốn, anh ta sẽ kiềm chế. Lôi Nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô, mùi hương đó quá quyến rũ, hơi thở anh trở nên nặng nề, cúi đầu hôn lên cổ trắng nõn của cô. Thiên Vân, hai tiếng khẽ thì thầm, anh gọi tên cô. Tên thật của cô. Tim Thiên Vân đập mạnh, cô quay người ôm anh, vùi đầu vào lòng anh. Hành động dựa vào nũng nịu khiến Lôi Nhiên không thể kiềm chế được nữa, anh ôm cô nằm xuống tổ cỏ, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sự mạnh mẽ này là quyết tâm và thái độ anh muốn có được cô, muốn kết đôi với cô. Trong hang ấm áp, sự nồng nàn và mãnh liệt vang vọng, tình yêu kín đáo uốn lượn, dần dần trở nên nồng nhiệt trong hơi thở không ngừng của cô. Sau một hồi mây mưa, Thiên Vân đã hoàn toàn tan chảy trong sự âu yếm của anh, ngủ say giấc. Nghe thấy trên hang không còn tiếng động gì nữa, Hằng Sa thản nhiên nói, đun nước nóng cho cô ấy lau người, thay quần áo, dọn dẹp sạch sẽ. Lôi Nhiên không chút do dự đứng dậy dọn dẹp. Anh ta dùng nồi đá sạch đun một ít nước để lau người cho Thiên Vân. Hằng Sa ở hang dưới không hề giúp đỡ, rõ ràng năng lực của anh ta làm nóng nước tiện hơn nhiều. Nhưng giờ Lôi Nhiên đã là bạn đời của cô, phải học cách tự chăm sóc cô. Thiên Vân được Lôi Nhiên chăm sóc chu đáo, thay quần áo xong, đắp da thú lên người, anh ta ngồi bên cạnh nhìn cô say đắm. Tiếng động ở bên ngoài, Thương Di dẫn Lam Bích trở về. Thương Di thấy Lôi Nhiên đi lấy nước, xác nhận họ đã xong việc, cũng tính toán thời gian để Thiên Vân được dọn dẹp xong xuôi mới dẫn Lam Bích về. Lam Bích ướt sũng được con hổ lớn bế lên, đặt cạnh đống lửa để làm khô lông. Con nhỏ cả ngày đi săn, tối lại đi chơi nước, sức lực bị thử thách nghiêm trọng, lúc này đã mệt lả, nằm sấp trên đá ngủ ngon lành. Thương Di biến thành người ngồi cạnh Lam Bích canh chừng, đề phòng nó vô tình ngã vào lửa. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Thiên Vân đang ngủ say trong tổ cỏ, vẻ mặt xinh đẹp của cô vẫn chưa tan biến, dáng vẻ đó thật sự rất quyến rũ. Lôi Nhiên ngồi cạnh tổ cỏ, ngẩng đầu nhìn Thương Di, ánh mắt tím chuyển động, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt không có chiến ý nhưng lại rất tế nhị.
Thương Di thấy Lôi Nhiên không nói gì, cau mày khó chịu, nhìn ta làm gì? Muốn đánh nhau à? Lôi Nhiên lắc đầu, trầm giọng nói, ta chỉ đang nghĩ tối nay có ngủ cùng nhau không? Chứ sao nữa? Đã kết đôi rồi mà còn muốn chiếm hữu riêng. Ta nói cho ngươi biết, không thể. Thương Di nói rồi đứng dậy, tiện tay tóm Lam Bích ném xuống hang dưới. Trong bóng tối, Hàng Sa thong thả nâng đuôi rắn lên cuốn Lam Bích lại, đặt cạnh quả cầu dây leo cùng chăm sóc. Thương Di biến thành hổ trắng, chậm rãi đi đến bên Thiên Vân, nằm cạnh cô ngủ. Lôi Nhiên cũng nằm xuống bên cạnh Thiên Vân, bên ngoài mưa rơi tí tách. Khi anh ta nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ đến, ngày mai phải mở rộng tổ cỏ ra. Ngày hôm sau, Thiên Vân trở mình nằm lên người đầy lông tơ của con hổ lớn. Cô mơ màng sờ mó vài cái, cảm giác quen thuộc khiến cô mở mắt ra. Lập tức nhìn thấy đôi mắt hổ dữ đang nhìn chằm chằm mình, cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất. Thương Di, giọng nói ngái ngủ mềm mại gọi anh. Sáng sớm làm gì mà nhìn cô chằm chằm như vậy, buồn ngủ cũng hết rồi. Cô hừ một tiếng, vùi đầu vào lòng anh. Đừng quyến rũ ta như vậy, Thương Di không nhịn được nghiến răng. Ôm anh nũng nịu như vậy, cô ấy thực sự không lo lắng gì về tình huống sắp tới sao? Thấy cô không có ý định buông tay, Thương Di trực tiếp biến thành người ôm cô, hôn lên vai cô. Cảm giác ngứa ngáy khiến Thiên Vân cười, vùng vẫy muốn chạy trốn. Thiên Vân, anh nhớ em quá. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể cô khiến cô không thể thoát ra. Nghe anh ta nói nhớ nhung một cách hơi nũng nịu, lòng Thiên Vân mềm nhũn, đưa tay ôm anh an ủi. Em cũng nhớ anh, nhớ anh, nhớ Tư Lan, cô dịu dàng nói. Gặp được anh, biết anh không sao, Tư Lan cũng không sao, em yên tâm rồi. Lòng Thương Di mềm nhũn, ôm chặt cô nói, ừm, gặp được em anh cũng yên tâm rồi. Sinh con rồi, mập lên rồi. Thiên Vân mặt tối sầm lại, anh không thể đừng nhắc đến chuyện này được không? Đã nói đến chuyện mập lên hai lần rồi. Thương Di không vui, anh chỉ là ghen tị thôi, không phải anh nuôi em mập lên. Có gì mà ghen tị chứ, sau khi sinh con thì em ăn uống như bình thường, thân hình thon thả sẽ nhanh chóng trở lại. Cô cũng bất lực. Mang thai chỉ có một tháng, dù cô có ăn nhiều đến mấy cũng không mập lên được, chỉ hơi đầy đặn một chút, cũng không gọi là mập. Thương Di sờ bụng cô, nói một câu khó chịu, mập lên một chút, mùa đông mới chống rét được. Thiên Vân bật cười, cô cúi đầu định cắn tay anh ta thì bị anh ta dễ dàng né tránh, thân thể bị anh ta kéo một cái, trực tiếp ngồi lên người anh ta. Tư thế thân mật này khiến cơ thể cô cứng đờ, hai tay nhẹ nhàng chống lên ngực anh ta để giữ thăng bằng. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng và bá đạo trong mắt Thương Di, Thiên Vân mặt đỏ bừng, cô vô thức nhìn sang một bên. Lôi Nhiên ra biển bắt cá rồi, không nhanh chóng trở về được. Thấy ý cô, Thương Di nói. Cho dù trở về thì sao? Thiên Vân không nói nên lời. Đúng vậy, dù Lôi Nhiên có trở về thì sao, đều là bạn đời của cô, thấy những chuyện này là bình thường, chỉ là cô thấy ngại ngùng thôi. Trời vẫn chưa sáng, Lam Bích sẽ không dậy sớm như vậy, Hàng Sa sẽ trông nó, chúng ta nhanh lên. Thương Di nói với vẻ vội vàng hơn. Tay anh ta đã không yên phận sờ lên chân cô. Thiên Vân khẽ thì thầm, cũng không cần vội như vậy. Làm như đang vụng trộm vậy. Nghe vậy, khóe môi Thương Di cong lên, bắt đầu sự âu yếm lâu ngày mới có giữa hai người. Thiên Vân vẫn chưa hồi phục sau sự âu yếm của Lôi Nhiên tối qua, sáng sớm lại đến một đợt nữa, cô kiệt sức nằm sấp trên người Thương Di, thì thầm ngủ thiếp đi. Có nhiều bạn đời thì cũng có cái không tốt, mệt chết người. Thương Di không nhịn được cười, ánh mắt dịu dàng, nghiêng người ôm cô vào lòng, nhìn cô chăm chú. Cho đến khi con sư tử nhỏ ở hang dưới ngủ dậy, vui vẻ chạy lên gọi đói. Thiên Vân đang ngủ, Lôi Nhiên không có ở đây, Hàng Sa đang ấp trứng không có đồ ăn, Lam Bích chỉ có thể dựa vào Thương Di. Nó nhẹ nhàng đến bên Thương Di, thì thầm bên tai anh ta, đói. Thương Di. Cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của con sư tử nhỏ, con hổ lớn luyến tiếc đứng dậy đi lấy đồ ăn cho nó. Lôi Nhiên đi ra ngoài đã hầm một nồi cá, lúc này cá đã chín mềm. Thương Di múc cho Lam Bích một bát cá, khi cho cá vào bát, anh ta đều dùng muỗng rằm nát, gỡ bỏ xương cá và xương răm. Cá biển to con, xương cá và xương răm đều rất to, rất dễ phát hiện và lấy ra. Con được cho con non ăn, cứ thế mà sắp xếp, khi một bát cá đầy ắp được đặt trước mặt Lam Bích, nó kinh ngạc nhìn đống cá cao hơn cả mình, rồi vui vẻ ăn. Thương Di ngồi bên cạnh nhìn nó, không khỏi tưởng tượng sau này nếu có hổ con thì chắc chắn cũng sẽ ăn như vậy. Lam Bích ăn no rồi, khẽ gọi về phía bàn nhỏ, trái cây hả? Thương Di quay đầu nhìn sang, ánh mắt dừng trên giỏ hoa quả, anh ta nhìn một lúc,
lấy hai quả dâu tây duy nhất trong đĩa nhỏ cạnh giỏ hoa quả cho nó ăn. Lambic không thể ăn táo và lê, chỉ có thể ăn loại này. Con nhỏ đã được Thiên Vân dạy cho thói quen ăn hoa quả sau bữa ăn. Ăn xong dâu tây, nó đánh rắm rồi trở về hang dưới tìm Hằng Sa. Thương Di nhìn nó đi như vậy thì mặt tối sầm lại. Thật là đồ không có lương tâm, không tiện dẫn nó đi chơi nữa thì quay đầu bỏ đi. Cũng phản ánh con sư tử nhỏ rất hiểu chuyện, không ở lại trên hang để ảnh hưởng đến Thương Di và Thiên Vân, không ảnh hưởng đến việc anh ta chăm sóc cô. Thương Di nhìn Thiên Vân vẫn đang ngủ, cầm xô đi lấy nước. Anh đi lấy nước đây, anh ta nói. Rồi tiếng rít của Hằng Sa vang lên từ hang dưới. Hằng Sa ở dưới ấp trứng không có nghĩa là mất hết sức chiến đấu, trên hang có chút động tĩnh gì anh ta đều cảm nhận được. Bất kể làm gì, trong nhà có một con được canh giữ là điều cần thiết. Rất nhanh, Thương Di lấy nước về, tất bật đun nước để lau người cho Thiên Vân, cô cũng mơ màng tỉnh dậy lúc này. Em muốn lên trên tắm. Con hổ lớn trực tiếp lau mặt cho cô tỉnh hẳn. Được, anh mang nước lên trên. Thương Di mang nước lên hang trên, Thiên Vân chống đỡ thân thể hơi mệt mỏi đi lên tắm. Khi tắm cô cẩn thận xem xét cơ thể mình, lại không thấy dấu ấn của Lôi Nhiên. Những chỗ có thể nhìn thấy cô đều đã xem, không thấy. Chỉ có thể là ở chỗ cô không nhìn thấy. Thương Di, dấu ấn của Lôi Nhiên có phải ở lưng em không? Thương Di đang dựa vào vách đá ở cửa hang nghe thấy tiếng cô thì đến nói cho cô biết. Anh ta giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí dưới gáy cô. Thiên Vân vô thức quay đầu, nhưng không nhìn thấy vị trí đó. Vị trí đó ở giữa cổ và xương sống, dù cô có duỗi cổ đến mấy cũng không nhìn thấy. Cô cũng không cố gắng nhìn nữa, chỉ cần biết dấu ấn của Lôi Nhiên ở vị trí đó là được. Là hình con đại bàng phải không? Thương Di, ừm, một con đại bàng đang giang cánh bay, giống như cách Lôi Nhiên bay. Thiên Vân bật cười vì lời anh ta nói, dấu ấn của Lôi Nhiên đương nhiên giống hệt anh ta, dấu ấn của mấy người họ đều giống hệt họ. Chỉ là giống loài khác nhau, dấu ấn có hình toàn thân và hình nửa thân. Cô biết ngoài Tư Lan có thân phận thánh nữ và thầy phù thủy thì dấu ấn xuất hiện ở ngực cô, còn Thương Di và những người khác thì dấu ấn xuất hiện ngẫu nhiên trên người cô. Dấu ấn của Thương Di và Hằng Sa, một ở bụng, một ở chân, vị trí khá bình thường. Dấu ấn của Lôi Nhiên ở gáy cô, ở vị trí cô không nhìn thấy, điều này khiến cô hơi khó chịu. Cô lặng lẽ thở dài. Thôi vậy, dấu ấn trên người cô không phải để cô xem, mà để những con thú khác xem, cho họ biết cô có dấu ấn của con đực, là người có bạn đời. Cô tắm xong rồi xuống dưới với Thương Di, Lôi Nhiên mang đầy chiến lợi phẩm về. Thiên Thiên, Lôi Nhiên nhìn cô gọi. Giọng nói đầy tình yêu và nồng nàn khiến Thiên Vân không khỏi đỏ mặt. Cô khẽ gật đầu, ừm. Nhận được câu trả lời của cô, Lôi Nhiên tiếp tục cúi đầu sắp xếp hải sản. Chỉ đơn giản gọi một tiếng, không có chuyện gì khác. Giống như đôi vợ chồng mới cưới, rất tình cảm. Còn Thương Di và Hằng Sa, vợ chồng già, thì khá bình tĩnh, một người đến cửa hang xem xét thời tiết. Tính toán có nên đi săn không, một người từ hang dưới lên, vẻ mặt bình tĩnh ngồi cạnh Thiên Vân, cùng cô ngồi bên bàn nhỏ. Thiên Vân quay đầu nhìn con hổ lớn đang đứng ở cửa hang, nói, Thương Di, ngoài trời mưa thì đừng đi săn nữa, đồ ăn đủ rồi, dù có bão lớn không ra khỏi hang được thì đồ ăn dự trữ trước đó cũng đủ ăn rất lâu. Trời mưa thì đừng ra ngoài, ở trong hang giúp em bóc lúa nhé. Trời mưa không ảnh hưởng đến quyết tâm đi săn của con đực, thời tiết ảnh hưởng đến kết quả săn bắn. Trời mưa thì con mồi cũng tìm chỗ trú mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi dấu vết của con mồi, khó tìm con mồi. Được, không đi nữa. Thương Di không chút do dự đáp lại, quay người vào trong. Không phải vấn đề trời có mưa hay không nữa, cô muốn bóc lúa, trời sập xuống thì việc của cô vẫn quan trọng nhất. Thiên Vân nhìn hải sản mà Lôi Nhiên vừa mang về, vỗ tay một cái. Được rồi, nghĩ xem sáng mai ăn gì nào. Thương Di, thịt xào cay. Hằng Sa, cải thảo hầm sườn. Lôi Nhiên, gì cũng được. Lambic, trái cây ngã. Thiên Vân nghe họ lần lượt nói ra món ăn mình muốn ăn thì nở nụ cười rạng rỡ. Vậy thì, bắt đầu làm thôi. Nhưng vẫn như trước đây, cô bị mấy con đực sắp xếp ngồi bên bàn nhỏ xử lý nguyên liệu, công việc cần dùng thìa và làm việc vất vả thì do con đực đảm nhiệm. Dù cô đã sinh con xong, cơ thể đã hồi phục, họ vẫn không muốn để cô làm việc quá vất vả. Cách tốt nhất là cô nói, họ làm. Thiên Vân không chống lại được sự mạnh mẽ của các bạn đời, chỉ có thể ngồi bên cạnh xử lý nguyên liệu và phối hợp, rồi chỉ huy họ làm. Trừ lần đầu tiên làm họ không nắm chắc cách làm, chỉ cần làm một lần, xem một lần là họ biết cách làm. Một số món xào, cơ bản đều là cách xào như vậy, học một biết 10, chỉ cần nguyên liệu sẵn sàng,
Thương Di và Hằng Sa dễ dàng bắt tay vào làm. Lôi Nhiên thì không quen thuộc như vậy, anh ta sau này mới biết Thiên Vân có không gian, số lượng món ăn anh ta làm theo hướng dẫn của Thiên Vân có hạn. Anh ta vốn giỏi làm hải sản hơn. Gần đây anh ta cũng cải tiến phương pháp làm món ăn mình giỏi theo sở thích của Thiên Vân, hoàn toàn dựa theo sở thích của cô. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Thiên Vân ngồi đó cho Lam Bích ăn hoa quả, cho ăn một lúc thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Cô cảm thấy ngực hơi căng và nóng, vô thức cúi đầu, kéo áo lên xem xét. Phát hiện ra mình đã có sữa. Cô hoàn toàn ngơ ngác và bối rối. Ngay sau đó liền nghe thấy Hằng Sa thản nhiên nói, con cái sau khi sinh sẽ có sữa, trứng rắn không cần bú sữa. Con cái đẻ trứng rắn thì có thể không có sữa, một số thì có sữa muộn hơn, có sữa vài ngày là hết. Thương Di ánh mắt lóe lên, có sữa rồi à? Vậy thì tốt, Lam Bích uống vài ngụm. Không phải con ruột cũng không sao, dù sao cũng đã bú sữa rồi. Thiên Vân vô cùng xấu hổ, cô cúi đầu nhìn con sư tử nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình. Nó có lẽ cũng đang khó hiểu, nó đã cai sữa rồi mà sao lại phải uống sữa của cô. Lôi Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, anh đi tìm thầy phù thủy, có thuốc cai sữa, uống vài lần là hết, rồi nhanh chóng đi tìm thầy phù thủy. Thiên Vân ngại ngùng. Lần đầu tiên sinh con nên không có kinh nghiệm, nhiều chuyện đều không biết, tình trạng của cô đặc biệt, cô cũng quên mất chuyện sau khi sinh sẽ nhanh chóng có sữa. Trứng rắn không cần bú sữa, cơ thể không bị kích thích nên sữa cũng rất ít. Cô do dự một lúc rồi hỏi, đến lúc trứng rắn nở ra thì ăn gì? Có nên vắt sữa ra để dành cho nó uống không? Dù sao thì điều kiện trong không gian cũng đủ để bảo quản sữa. Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Ánh mắt cô nhìn về phía Hằng Sa, con của anh ta, tình huống như thế nào thì anh ta rõ nhất. Ánh mắt Hằng Sa nhìn cô đột nhiên trở nên sâu lắng, anh ta nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy thì, cứ chữ một ít thôi. Trứng rắn có thể ăn thịt. Thiên Vân mặt đỏ lên gật đầu, chạy lên phòng tắm muốn vắt sữa, nhưng thử vài lần thì cô muốn khóc. Hoàn toàn không vắt được, còn làm mình đau nữa. Mắt cô không nhịn được đỏ lên, phải làm sao đây? Một lúc sau không thấy cô xuống dưới, Hằng Sa lên xem xét, thấy cô ngồi đó lau nước mắt, vẻ mặt buồn bã thì lòng anh ta thắt lại. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn anh, nói với vẻ oan ức và bất lực, em vắt không được, đau quá. Hằng Sa ngồi xổm trước mặt cô, giang tay ôm cô, vậy thì thôi, trứng rắn không cần bú sữa, vừa nở ra là có thể ăn thịt, ăn côn trùng, không cần phải quá cương chiều. Đừng làm đau mình. Trứng rắn hay trứng đại bàng, chỉ cần là trứng, cần phải ấp thì những con non vừa nở ra đều không cần bú sữa. Vì quá trình ấp trứng không ngắn, cơ thể con cái không thể tiết sữa liên tục, không giống như hổ con hay thỏ con vừa sinh ra là phải bú sữa, sẽ kích thích cơ thể con cái liên tục tiết sữa. Giống loài khác nhau thì cách nuôi dưỡng cũng khác nhau, không sao đâu, con em sinh ra, nó sẽ không vì không bú sữa của em mà không thân với em. Em tốt như vậy, nó sẽ rất thích em. Anh ta vuốt ve đầu cô, dịu dàng an ủi cô. Thiên Vân gật đầu, cô không có kỹ thuật để chữ sữa, chỉ có thể rưng rưng nước mắt từ bỏ ý định chữ sữa. Thương Di lo lắng cho cô nên đến xem xét, anh ta dựa vào cửa hang, nhớn mày hỏi, Hằng Sa, anh có phải đang lén uống không? Hằng Sa liếc anh ta một cái đầy ẩn ý. Thiên Vân bực bội trừng mắt nhìn con hổ lớn nhiều lời, anh có muốn uống thử một ngụm không? Thương Di không chút do dự đi đến, tư thế của anh ta khiến cô giật mình, cô vội vàng ôm chặt Hằng Sa. Thương Di cười gian xảo, quay người đi ra ngoài. Được rồi, không trêu em nữa, lại đây ăn đi. Những lời họ nói lúc nãy anh ta đều nghe thấy, biết rõ tình hình thế nào rồi. Thiên Vân khẽ hừ một tiếng, vùi đầu vào lòng Hằng Sa thở phào nhẹ nhõm. Hằng Sa lại an ủi cô vài câu, kéo cô xuống ăn. Rồi Lôi Nhiên mang thuốc về, anh ta vào trong liền tìm một cái nồi đá nhỏ để sắc thuốc. Hằng Sa và Thương Di ngồi hai bên Thiên Vân chăm sóc cô ăn uống. Đợi ăn no rồi thì cho cô uống một bát thuốc cai sữa theo lời thú nhân nói. Không có vị đắng của thuốc đông y hiện đại, một số loại hoa lá không rõ tên được nấu chung lại. Vị không đến nỗi tệ, giống như rau dại không gia vị, mang theo mùi vị đặc trưng của thực vật, nhạt nhẽo vô vị. Thiên Vân gần như cau mày, uống hết bát thuốc đó. Sau đó cô kéo mọi người cùng bóc lúa, xử lý một số hoa quả rau củ trong không gian. Dọn dẹp một chút, đến khi cần ăn thì lấy ra sẽ tiện hơn. Lúc giữa trưa thì mưa bão ập đến, gió cũng mạnh lên, Lôi Nhiên trực tiếp bịt kín cửa hang, mọi người cùng nhau ở trong hang dọn dẹp hoa quả rau củ. Thiên Vân không phải là người làm việc chính, cô là người ra lệnh, muốn làm gì thì nói một tiếng, những con đực khác trong nhà đều có thể làm tốt. Buổi chiều cô ngủ trưa,
tỉnh dậy thì không thể tin được cảm giác căng tức đã biến mất, thuốc cai sữa này rất hiệu quả. Cứ như vậy, mỗi ngày một bát, uống liên tục 3 ngày. 3 ngày sau, cô thấy người nhẹ nhõm. Có lẽ mùa mưa đã đến đỉnh điểm, đợt mưa này kéo dài hơn 10 ngày không ngừng, khiến Thiên Vân cũng thấy chán nản. Lôi Nhiên và Thương Di sẽ tranh thủ lúc mưa nhỏ hơn một chút để ra ngoài hoạt động. Lôi Nhiên mỗi lần về đều bắt được một ít hải sản, còn Thương Di thì không chắc. Nhưng con hổ lớn ra ngoài không phải để kiếm thức ăn, mà là để vận động, may mắn gặp được con mồi thì mang về. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lam Bích cũng không biết từ lúc nào đã khỏe mạnh hơn một vòng, lông sư tử màu xanh lam trở nên dày và đẹp hơn. Khi lông sư tử của Lam Bích dần dài ra, Thiên Vân đột nhiên phát hiện ra bộ lông sư tử đã xuất hiện, bộ lông xoăn đặc trưng của Tam Vĩ Thủy Sư đã xuất hiện. Phát hiện ra điều đó, cô liền bế con nhỏ lại, cẩn thận nâng đầu nó lên xem xét. Lam Bích dù không biết cô đang xem gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cô để cô xem. Con sư tử nhỏ đã mọc bờm nhanh như vậy sao? Thiên Vân tò mò hỏi. Cô vuốt ve bộ lông quanh đầu Lam Bích dài hơn lông trên người một chút, những sợi lông này đều có độ xoăn đều đặn. Lôi Nhiên nói, chỉ là con non của Tam Vĩ Thủy Sư mọc bờm sớm hơn, cũng mọc thưa hơn, dần dần sẽ dày lên thôi. Bờm của Tam Vĩ Thủy Sư rất đẹp, là kiểu xoăn, giống như một cái đĩa hoa vậy. Thiên Vân bật cười, cô đã nhìn thấy sự phát triển của bờm Lam Bích rồi. Bờm của những con sư tử khác thì mạnh mẽ và hoang dã, còn bờm của Tam Vĩ Thủy Sư thì tinh tế và uốn lượn. Quả nhiên là con của mẹ, đẹp trai thật. Thiên Vân vuốt ve đầu Lam Bích, không nỡ rời tay mà khen ngợi. Lam Bích nheo mắt cười vui vẻ, cái đuôi cũng vui vẻ vẫy vài cái. Lông ở đầu đuôi cũng rất dày rồi, mỗi đầu đuôi đều có một ít lông nhỏ rất đáng yêu. Con nhỏ từ lúc bằng bàn tay, đến bằng hai bàn tay, rồi đến kích thước hiện tại, chỉ cần ăn uống đầy đủ thì đều lớn lên rất nhanh. Ăn nhiều thì lớn nhanh, hiện tại đã là kích thước khiến Thiên Vân bế khá vất vả rồi. Khi Thiên Vân đang vui vẻ vuốt ve Lam Bích thì dấu ấn trên chân cô đột nhiên hơi nóng lên. Cảm giác nóng này rất nhẹ nhàng, mềm mại, khác với cảm giác khi cô cảm nhận được Hằng Sa trước đây. Hằng Sa, sao vậy? Cô hỏi. Sao thế nào? Hằng Sa thò đầu lên từ dưới hang, vẻ mặt ngái ngủ hỏi. Thiên Vân nói, dấu ấn của anh đang hơi nóng lên, rất nhẹ, khác với cảm giác trước đây. Lời vừa dứt, con rắn trắng vốn đang lười biếng nheo mắt liền mở mắt ra, không chút do dự trở về hang lấy quả cầu dây leo ra cho cô. Thiên Vân nhìn quả cầu dây leo trong lòng mình thì lập tức hiểu ra. Cô cẩn thận mở dây leo bên ngoài ra, mở lớp da thú và bông ra, hồi hộp nhìn vào quả trứng rắn. Tính thời gian thì cũng sắp đến rồi. Vậy ra, cảm giác nóng nhẹ nhàng lúc nãy là vì trứng rắn sắp nở. Cảm giác ấm áp như có như không vẫn đang tiếp tục, dường như đang âm thầm nhắc nhở cô. Gần đến lúc trứng rắn nở rồi, Lôi Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, anh ta và Thương Di đều đến gần Thiên Vân quan sát. Thương Di quay đầu hỏi Hằng Sa đang im lặng đứng bên cạnh, trứng rắn sắp nở thì anh phải biết chứ. Hằng Sa lắc đầu, trứng rắn không để ý đến anh, trước đó khi nó di chuyển trong trứng thì anh nói chuyện với nó không thèm để ý. Thiên Vân, chuyện này là sao đây? Cô đột nhiên nhớ đến điều gì đó, mặt tái mét, mắt cũng đỏ lên. Có phải? Không tốt không? Có phải thính giác của nó có vấn đề không? Nhưng nghĩ lại đó là trứng được thần lực che chở, không nên xảy ra vấn đề gì. Hằng Sa vội vàng an ủi cô, không sao đâu, trứng rắn rất khỏe mạnh, nó chỉ đơn giản là lười để ý đến anh thôi. Em là thánh nữ, trên người có thần lực, trứng rắn cũng sẽ thừa hưởng, lại chỉ có một quả trứng, nó sẽ ưu tú hơn trứng rắn bình thường. Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Trứng càng ưu tú thì càng kiêu ngạo. Thương Di bật cười, nó khinh thường anh. Ánh mắt sắc bén thoáng hiện lên trong mắt Hằng Sa. Ngay sau đó, tiếng động nhỏ phát ra từ vỏ trứng, dường như có thứ gì đó đang gõ vào vỏ trứng. Điều này khiến mọi người đều nín thở quan sát, ngay cả Lam Bích cũng đến gần, trợn mắt nhìn với vẻ hồi hộp. Con yêu, Thiên Vân vuốt ve trứng rắn, nhẹ nhàng gọi. Lời vừa dứt, bên trong lại có tiếng động, vỏ trứng mỏng manh lập tức xuất hiện vết nứt. Gần như trong nháy mắt cô chưa kịp phản ứng, một con rắn nhỏ màu trắng từ vết nứt nhanh chóng chui ra, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay cô, rồi. Không động đậy nữa. Nó mệt rồi. Hằng Sa sợ Thiên Vân tưởng trứng rắn đã chết nên giải thích. Nhìn cái đầu tròn nhỏ, con rắn nhỏ chỉ đủ quấn quanh ngón trỏ cô hơn hai vòng, Thiên Vân vô cùng xúc động. Nhỏ xíu, giống như một con sâu đáng yêu vậy. Vừa nở ra vảy còn mềm đến mức gần như không có, màu sắc không giống màu trắng bạc óng ánh của Hằng Sa, mà là màu trắng tinh.
trên người trứng rắn còn dính một lớp chất nhầy. Thiên Vân nghẹn ngào hỏi, có thể lau sạch cho con yêu không? Có được không? Hàng Sa không nói gì, trực tiếp dùng lớp bông bên ngoài lau sạch cho con rắn, rồi lấy những thứ dùng để ấp trứng và vỏ trứng đi. Anh đi nấu cháo thịt. Thương Di quay người đi nấu thịt. Thiên Vân nhẹ nhàng nâng tay lên, chăm chú nhìn con rắn nhỏ đang nheo mắt nghỉ ngơi. Có lẽ vì đến gần nên con rắn nhỏ mở mắt ra, dùng đôi mắt đen láy như hạt đậu nhìn cô, nhẹ nhàng thè cái lưỡi nhỏ màu hồng ra, vô cùng đáng yêu. Cô nhìn mà lòng tan chảy ngã. Con có nghe thấy mẹ nói chuyện không? Cô thử thăm dò hỏi. Con rắn nhỏ ngẩng đầu lên khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời của nó, Thiên Vân lập tức thấy thoải mái, khóe môi khẽ cong lên, ngẩng đầu trêu chọc Hàng Sa đang đứng bên cạnh với vẻ mặt không cảm xúc. Cô tin rằng chỉ đơn giản là con rắn nhỏ không thích để ý đến anh ta thôi. Cô suy nghĩ một lúc, nâng con rắn nhỏ đến gần Hàng Sa, không ngờ con rắn nhỏ lại nhảy lên váy cô, khiến cô kêu lên kinh ngạc. Con rắn nhỏ dùng động tác nhảy mạo hiểm để phản đối việc đến gần Hàng Sa, con nhỏ trực tiếp tìm một chỗ trên váy da thú của cô cuộn tròn thành một vòng nhỏ ngủ. Tuy nhiên, việc không thân thiết với Hàng Sa có vẻ hơi có vấn đề. Trứng rắn đều không thân thiết với bố như vậy sao? Thiên Vân không hiểu hỏi Hàng Sa. Hàng Sa nhẹ nhàng nói, phụ thuộc vào tính cách của trứng rắn. Rắn không giống như những loài thú khác sống theo bầy đàn, rất nhiều rắn sống đơn độc, chỉ khi tìm được bạn đời mới ở bên cạnh bạn đời. Trứng rắn nở ra được nuôi dưỡng một thời gian rồi sẽ bị bỏ lại trong tự nhiên để sống đơn độc, rất ít khi ở bên cạnh bố mẹ. Lôi Nhiên thấy Hàng Sa không giải thích nhiều nên lên tiếng giải thích cho Thiên Vân. Rắn vốn lạnh lùng, mỗi lứa trứng rắn đều thiên vị những con mạnh mẽ và có tố chất tốt, những con yếu hơn sẽ bị loại bỏ. Cách rắn nuôi dạy con non rất nghiêm khắc, nghe nói trong truyền thuyết của những con rắn đó có ký ức rằng những con yếu không đáng sống. Sự cạnh tranh giữa những con rắn trong một lứa rất khốc liệt, chúng chỉ coi bố mẹ là những con được sẽ cung cấp thức ăn cho chúng cho đến khi chúng đủ khả năng tự săn mồi. Thiên Vân đột nhiên thấy đau lòng. Sự lạnh nhạt của con rắn nhỏ đối với Hàng Sa bắt nguồn từ sự lạnh lùng bẩm sinh của loài rắn. Trước đây cô cũng biết cách rắn nuôi dạy con non rất tàn nhẫn, nhưng vấn đề là giống loài nào mà không sàng lọc ra những con non ưu tú nhất. Trứng rắn một lứa nhiều con, tỷ lệ tử vong nhìn chung cao hơn, cộng thêm bản tính của rắn, sự cạnh tranh sinh tồn của những con rắn rất khốc liệt. Nhưng Hàng Sa, chúng ta chỉ có một con non thôi mà phải không? Dù có đẻ thêm một lứa trứng rắn nữa thì rất có thể cũng chỉ có một con. Thiên Vân ngẩng đầu nhìn Hàng Sa đang bị bao phủ bởi bầu không khí u ám, trạng thái hiện tại của anh ta khiến cô rất lo lắng. Hàng Sa nhìn cô, ánh mắt khẽ lóe lên. Ừm, anh sẽ chăm sóc tốt cho nó, em đừng lo lắng. Nói không lo lắng, nhưng thực ra trong lòng anh ta rất lo lắng. Con rắn nhỏ quá ngang bướng, là một đứa con rất nổi loạn. Nếu suy nghĩ quá nhiều thì sẽ gây ra nhiều rắc rối. Con non quá ngốc cũng không tốt, quá thông minh cũng không được. Quá thông minh lại ngang bướng thì rất đau đầu. Hàng Sa nhìn con rắn nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong váy da thú của Thiên Vân với ánh mắt đầy ẩn ý. Thật muốn đánh một trận. Trứng rắn nở thành công, con rắn nhỏ đã ra đời, Thiên Vân thực sự cảm thấy may mắn. May mắn chỉ có một quả trứng rắn. Vì như vậy, bất kể cách rắn nuôi dạy con non tàn nhẫn đến đâu, họ chỉ có một con non. Hiện tượng ưu thắng khắc phục sẽ không tồn tại, con rắn nhỏ của cô có thể lớn lên an toàn và lớn mạnh trong tình yêu thương của họ. Con rắn nhỏ cứ nằm trong váy da thú của cô ngủ, Thiên Vân cũng không động đến nó, cứ để nó ngủ như vậy. Chỉ là nhìn nó nhỏ xíu như vậy, cô không nhịn được mà đưa tay chạm vào. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nhỏ của nó khẽ động đậy, rồi dựa đầu vào ngón tay cô. Cô nhìn nó dịu dàng, cẩn thận vuốt ve nó trong lòng bàn tay. Thân hình nhỏ bé và nhẹ nhàng, Thiên Vân cảm thấy nếu cô sơ ý một chút thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho nó. Con rắn nhỏ chỉ thân thiết với cô, điều này khiến cô vừa an tâm vừa bất lực. Một lúc sau, Thương Di nấu xong cháo thịt. Anh ta dùng gió sắc thái thịt đã nấu chín rồi lại hầm thêm một lúc, hoàn toàn thành cháo. Thiên Vân lấy ra từ không gian một cái đĩa nhỏ, múc cháo thịt hơi loãng vào đĩa, thổi vài hơi để cháo nguội nhanh hơn. Cô đặt con rắn nhỏ cạnh đĩa để nó ăn cháo thịt. Con nhỏ ngủ mơ màng, đôi mắt ngơ ngác nhìn cháo thịt một lúc lâu, rồi từ từ đến gần, há miệng ăn một miếng. Thiên Vân hồi hộp nhìn, cô chỉ thấy miệng nó chạm vào, không chắc nó có ăn được vào miệng không. Con yêu thích ăn cháo thịt này không? Cô đầy mong đợi hỏi. Con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Thân hình nhỏ bé của nó treo trên mép đĩa, cái miệng nhỏ xíu từng miếng ăn. Thiên Vân lập tức yên tâm. Cô cho hai muỗng cháo thịt vào đĩa nhỏ,
Khi con rắn nhỏ ăn đến khi còn lại một ít thì quay đầu rời khỏi đĩa. Lượng thức ăn rất rõ ràng. Nó bò trên váy da thú của Thiên Vân một lúc, từ chân trái bò sang chân phải, rồi đôi mắt đen láy nhìn xung quanh. Nhìn Thương Di, nhìn Lôi Nhiên, nhìn Lam Bích và cuối cùng dừng lại ở Hàng Sa đang cúi đầu chăm chú dùng cỏ dây leo nhỏ tết đồ. Hàng Sa cảm nhận được ánh nhìn của nó, mặt không biểu cảm nhìn nó một cái, rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Con rắn nhỏ cũng thu lại ánh nhìn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thiên Vân. Thiên Vân để ý đến ánh mắt giữa hai bố con họ, không chỉ là tế nhị mà còn cảm thấy rất kỳ lạ. Sự xa lánh của con rắn nhỏ đối với Hàng Sa và sự lạnh nhạt của Hàng Sa đối với con rắn nhỏ, con rắn trắng đã không còn sự kiên nhẫn và dịu dàng khi ấp trứng nữa. Cô có cảm giác rất mạnh mẽ, chỉ cần con rắn nhỏ lớn hơn một chút, không còn yếu ớt nữa thì Hàng Sa sẽ ra tay đánh nó. Nhưng con rắn nhỏ lại thân thiết với cô, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, ánh nhìn trong sáng vô hại chỉ có cô khiến lòng cô mềm nhũn. Thiên Vân cúi đầu mỉm cười nhìn con rắn nhỏ, đáp lại nó. Chương nhỏ này chưa kết thúc, mời tiếp tục đọc nội dung hấp dẫn phía sau. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nhỏ của nó nói, mẹ không quan tâm truyền thống của tộc rắn bạc đầu tròn như thế nào. Mẹ cũng không quan tâm quá trình nuôi dạy con non của tộc các người tàn nhẫn ra sao, con là con của mẹ. Mẹ sẽ cố gắng hết sức nuôi con lớn lên, khiến con trở nên mạnh mẽ và có khả năng tự lập. Đương nhiên việc nuôi dưỡng của cô chỉ là nghĩa đen, cô có thể cho nó ăn để nó không bị đói, nhưng kỹ năng săn mồi, kỹ năng sinh tồn cần Hàng Sa dạy dỗ. Hàng Sa rất quan tâm con, hai bố con hãy ngoan ngoãn nhé, đừng cãi nhau, để anh ấy dạy con trở thành một con rắn mạnh mẽ. Hàng Sa không chút do dự nói, không, anh không quan tâm chút nào, anh không có nhiều tình cảm với con cái, chỉ là con do em sinh ra, em quan tâm, anh không muốn nó xảy ra chuyện gì khiến em khóc. Thôi, Thiên Vân cau mày, anh không thể nói vài lời hay ho sao? Anh ta khẽ cười, nói lời hay ho làm gì? Đừng quá cưng chiều nó, bảo nó ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, nếu không bị chim bắt ăn thịt thì anh không cứu. Nụ cười trên mặt Thiên Vân đã biến mất. Những lời lạnh nhạt và thờ ơ của Hàng Sa khiến cô rất khó chịu. Cô không nói gì với anh ta nữa, mà ngẩng đầu nhìn Thương Di. Thương Di nhìn cô, tùy ý nhún vai. Lôi Nhiên cũng vẻ mặt bình tĩnh, dường như việc Hàng Sa và con rắn nhỏ ở chung như vậy là bình thường. Chỉ có Lam Bích đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng khi nụ cười trên mặt Thiên Vân biến mất. Thiên Vân cúi đầu, trong lòng rất khó chịu. Có lẽ nhìn thấy sự buồn bã trong mắt cô, con rắn nhỏ chui vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng thè lưỡi chạm vào lòng bàn tay cô. Cảm giác mềm mại và ngứa ngáy như thể nó đang dỗ cô vui vẻ ngã. Hành động ân cần nhỏ bé của con rắn nhỏ khiến tâm trạng không vui của Thiên Vân tan biến, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào nó. Được rồi, xong rồi. Hàng Sa hoàn thành công việc, đưa cho cô một vật hình bầu dục dẹt. Trứng rắn còn nhỏ, không thể đặt trực tiếp vào tổ cỏ, nếu không bị cỏ khô vùi lấp, chúng ta không để ý thì sẽ đẻ lên nó. Họ có thể nhận ra, nhưng Thiên Vân thì không chắc, nếu đang ngủ mà con rắn nhỏ lại bò xung quanh, cô trở mình dễ dàng đẻ lên nó. Con rắn nhỏ quấn quýt cô, khả năng bị đẻ rất cao. Thiên Vân nhìn cái rổ cỏ được đan rất tinh xảo, gật đầu hiểu rồi. Vật này không lớn, chỉ hơi lớn hơn bàn tay cô một chút. Cái này, Thiên Vân nhìn hình dạng này, cảm thấy quen quen. Thêm hai sợi dây là thành túi mây nhỏ rồi. Hàng Sa nói, nếu em muốn thêm dây thì cứ thêm, đến lúc chúng ta đến Tam Vĩ Thành, em có thể mang con rắn nhỏ bên người. Thiên Vân nở nụ cười, đúng rồi, như vậy rất tiện, thêm một lớp lót bên trong có thể giữ ấm cho con yêu. Nói rồi cô tìm kiếm trong không gian những tấm da thú có màu sắc tương tự để chuẩn bị làm. Hàng Sa cưng chiều vuốt ve đầu cô nói, em từ từ chọn, anh ra ngoài vận động một chút. Thiên Vân vô thức nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, vẻ mặt hơi do dự. Anh sẽ về ngay thôi, ấp trứng đến nỗi cả người đều tê cứng rồi. Hàng Sa nói thêm một câu. Cô không phản đối, gật đầu đồng ý. Hàng Sa biến thành rắn trắng đi ra ngoài vận động. Thiên Vân cúi đầu tập trung vào con rắn nhỏ, dùng da thú ấm áp làm lớp lót trong rổ mây nhỏ, giữa lớp lót và rổ mây lại thêm một lớp da thú chống thấm. Cô còn nhờ Thương Di cắt một tấm da thú thành từng sợi nhỏ, cô tết thành một sợi dây buộc cố định hai bên rổ mây. Con rắn nhỏ hiện tại còn nhỏ, rổ mây này hoàn toàn đủ để nó ngủ, đợi đến khi nó lớn hơn rổ mây này thì nó cũng không còn yếu ớt nữa. Con yêu, vào thử xem. Thiên Vân nói với con rắn nhỏ, vừa nhét một số mảnh da thú vụn vào trong để làm đầy, nếu không gian quá rộng sẽ khiến nó không có cảm giác an toàn. Nghe thấy lời cô nói, con rắn nhỏ ngoan ngoãn bò vào, rồi đến gần miệng rổ ngủ. Thiên Vân thấy nó vào trong rồi không chạy ra ngoài,
con bắt đầu ngủ, chắc là thích rồi. Cô cười vuốt ve đầu nó, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lôi Nhiên quay đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa hang, nói với Thiên Vân, trứng rắn vừa nở cần thời gian để thích nghi, đợi nó thích nghi rồi, xem tình hình mưa bão rồi hãy quyết định khi nào đến Tam Vĩ Thành. Thực ra, sự ấm áp của Hải Chi Nha rất thích hợp để tránh rét, nhưng Tư Lan đã đến Tam Vĩ Thành, họ đã hẹn gặp nhau ở Tam Vĩ Thành, Thiên Vân không thể ở lại Hải Chi Nha tránh rét. Việc rời khỏi Hải Chi Nha là sớm muộn gì cũng xảy ra. Trước đó là đợi trứng rắn nở rồi mới tính chuyện đến Tam Vĩ Thành, giờ trứng rắn đã nở rồi, chỉ cần Thương Di và Hằng Sa bàn bạc xong là có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Thiên Vân vô thức nhìn cơn mưa lớn bên ngoài nói, gần đây mưa lớn quá, đợi thêm vài ngày nữa đi. Tam Vĩ Thành tuy cũng ở ven biển, nhưng ở vị trí ven biển của Bắc Đại Lục, Hải Chi Nha ở vị trí ven biển của Đông Đại Lục. Đi dọc theo bờ biển không cần phải đi xuyên qua hai lục địa, nhưng quãng đường cũng không ngắn. Thương Di nói, không vội, mùa mưa sắp đến giai đoạn yên tĩnh, chúng ta có thể khởi hành lúc đó. Tức là, mùa mưa đã qua một nửa, sẽ có một khoảng thời gian trời quang mây tạnh, đó là giai đoạn yên tĩnh. Nghe xong lời giải thích, Thiên Vân hiểu rồi. Cô gật đầu, vậy thì đợi giai đoạn yên tĩnh rồi hãy đi. Thương Di, Lôi Nhiên và Lam Bích đều đồng loạt gật đầu. Sau khi trứng rắn nở, Lôi Nhiên tìm thầy phù thủy đến kiểm tra, tình hình đều tốt. Khi thầy phù thủy rời đi thì anh ta dùng ánh mắt ra hiệu gọi Lôi Nhiên ra ngoài nói chuyện riêng. Họ nói chuyện ở cửa hang, tiếng mưa quá lớn, Thiên Vân hoàn toàn không nghe rõ. Cô hơi nghiêng người cố gắng nghe xem họ nói gì, nhưng không nghe được gì cả, tiếng mưa quá ồn ào. Thương Di thấy cô muốn nghe nhưng lại không dám có hành động quá lộ liễu thì bật cười, anh ta vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô, lát nữa anh nói cho em biết. Ý là anh ta đã nghe rõ họ nói gì rồi. Rất nhanh, thầy phù thủy rời đi. Thương Di cười nói với Thiên Vân. Thầy phù thủy bảo Lôi Nhiên sinh con với em một đứa, một lứa một quả trứng đại bàng, ở Hải Chi Nha sẽ chăm sóc. Chúng ta đến Tam Vĩ Thành rồi thì trứng đại bàng sẽ ở lại Hải Chi Nha được bồi dưỡng đặc biệt. Thiên Vân. Lời thúc giục này cũng nằm trong dự đoán. Trước đó thúc giục kết đôi, giờ họ đã kết đôi rồi thì thúc giục sinh con. Quy trình thông thường. Thầy phù thủy đó là người đã khám cho cô trước đây. Ông ta biết khả năng sinh sản của cô rất tốt và cơ thể hồi phục nhanh nên đã thúc giục Lôi Nhiên nhanh chóng kết đôi và sinh con với cô. Thực ra việc cơ thể hồi phục nhanh không nói lên điều gì vì cô đẻ trứng rắn, chỉ có một quả, ục một cái là xong, tổn thương cơ thể ít nên hồi phục cũng nhanh. Thầy phù thủy không nghi ngờ nhiều về việc cơ thể cô hồi phục nhanh mà quan tâm đến khả năng sinh sản mạnh mẽ của cô. Khả năng sinh sản mạnh mẽ đến mức nào, đây là một vấn đề rất khó diễn tả. Bên ngoài cũng có rất nhiều con cái có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Nhìn phản ứng của thầy phù thủy thì ông ta không nghi ngờ gì, chỉ là bảo Lôi Nhiên nhanh chóng hành động. Thiên Vân đã sinh một lứa một quả trứng rắn. Nếu đẻ trứng đại bàng thì rất có thể số lượng sẽ không nhiều, số lượng càng ít thì trứng đại bàng càng có tố chất tốt. Hải Chi Nha rất muốn bồi dưỡng những con đại bàng có tố chất tốt. Thiên Vân có thể đẻ ra trứng đại bàng có tố chất tốt, Hải Chi Nha khá quan tâm đến cô. Nhưng vì cô không phải là con cái của Hải Chi Nha, họ cũng biết họ sẽ rời đi đến Tam Vĩ Thành, không thể giữ cô lại. Thầy phù thủy muốn Thiên Vân đẻ một lứa trứng đại bàng ở lại Hải Chi Nha trước khi rời đi, sẽ có những con đại bàng mạnh mẽ trong bộ lạc ấp và nuôi dưỡng. Rồi, Lôi Nhiên lại thờ ơ đối phó, bị thầy phù thủy mắng một trận. Anh ta vẻ mặt bình tĩnh đi vào, ngồi bên bàn nhỏ tiếp tục bóc ốc lấy thịt, đặt hết thịt vào bát để dành. Biết Thiên Vân có không gian, anh ta không còn lo lắng đồ ăn thừa mỗi ngày có bị hỏng không, cũng không lo lắng về vấn đề bảo quản thức ăn, thậm chí một số món ăn làm dở cũng có thể cất vào không gian của cô. Anh ta thỉnh thoảng lại bóc ốc, bóc tôm, lấy thịt cua. Những lời vô nghĩa của thầy phù thủy anh ta cũng không nói với Thiên Vân. Anh ta chưa từng nghĩ đến việc lần sau cô sẽ đẻ trứng đại bàng, không có nhiều hy vọng và mong chờ. Anh ta nghĩ nhiều hơn là nếu mang thai mà không được cô đồng ý thì tâm trạng cô sẽ không tốt. Đó không phải là điều anh ta muốn thấy. Được kết đôi với cô, được bảo vệ cô, anh ta đã rất vui rồi, chuyện con cái anh ta không nghĩ nhiều. Toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Lần sau đẻ hổ con, đẻ một con là đủ rồi. Thương Di đột nhiên hôn lên mặt Thiên Vân, nhỏ giọng dụ dỗ. Thiên Vân bĩu môi nhìn anh ta. Chỉ là đủ rồi, nói như thể cô có thể kiểm soát được việc đẻ một con hay hai con vậy. Nhưng nếu thực sự mang thai thì thường là một con, xác suất rất thấp là hai con, ba con thì cô không dám nghĩ đến. Thần nữ sẽ không để cô thắng về số lượng. Cô nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt hơi lo lắng. Cô nói, dù là hổ con hay thỏ con, hay trứng,
số lượng đều không nhiều. Nhưng em nghĩ em không thể tránh khỏi việc sinh con cái. Sự tồn tại của thánh nữ không chỉ để sinh ra những đứa con ưu tú hơn, sau khi nhận được thần lực của thần nữ, cơ thể cũng sẽ vô hình nâng cao xác suất sinh con gái. Cô không nghĩ rằng chỉ cần sinh con sau này thì đứa nào cũng là con trai. Con trai vốn nhỏ con, trong trường hợp số lượng bị hạn chế thì một lứa một hoặc hai con rất dễ sinh. Nhưng con gái thì có kích thước bình thường của phụ nữ loài người, làm tăng độ khó sinh nở. Thiên Vân biết mình sẽ không bị khó sinh, nhưng chỉ nghĩ đến quá trình đó thôi cũng thấy mệt mỏi. Nghe vậy, ánh mắt Thương Di sâu hơn. Rồi anh ta cười trêu chọc, đột nhiên hơi sợ, nếu sinh ra một đứa con gái y hệt em, hay khóc nhè thì sẽ làm chúng ta phát điên mất. Lần đầu tiên là trứng rắn, chỉ là trải nghiệm nhỏ, lần sau rất có thể là con gái. Vì cô ấy là thánh nữ. Nhưng Thương Di không thể nói ra những lời này, nếu không cô ấy sẽ càng lo lắng hơn. Lần sinh thứ hai còn chưa bắt đầu chuẩn bị, cô ấy đã bắt đầu lo lắng về chuyện con gái rồi. Không phải là ăn no rồi không có việc gì làm mà nghĩ lung tung, mà là chắc chắn sẽ có con gái, cô ấy sẽ dễ dàng sinh con gái hơn tất cả những con cái khác. Thiên Vân bị con hổ lớn trêu chọc đến mức mặt mày u ám. Cô không phải là con cái bản địa của thế giới thú nhân, không phải lớn lên trong môi trường này, cũng không ăn thức ăn của thế giới này từ nhỏ, cô không thích nghi được thì cũng bình thường. Con của cô đều sinh ra ở thế giới này, trong người chảy dòng máu thú nhân, lớn lên trong môi trường này, chúng có thể thích nghi rất tốt, sẽ không giống cô. Cô hiện tại cũng rất dễ nuôi rồi. Lôi Nhiên nói, con gái giống mẹ, con trai giống bố. Thiên Vân, câu này chẳng phải đang nói cô sẽ hay khóc nhè sao? Cô hừ một tiếng, nhìn con sư tử nhỏ đang nằm bên chân mình, ánh mắt không khỏi hiện lên nụ cười. Nếu cô thực sự có con gái, cô hy vọng là hổ con của Thương Di. Rồi có thể cùng Lam Bích vun đắp tình cảm, Lam Bích là con của nhà mình mà. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của cô khi ăn no rồi không có việc gì làm, mọi chuyện vẫn tùy thuộc vào ý nguyện của các con, tự do yêu đương ngã. Có con cái nào sinh đôi con gái không? Thương Di nói, ta từng nghe nói ở các bộ lạc khác có trường hợp sinh đôi con gái, nhưng tình hình không tốt. Con cái không sống sót, hai con gái chết một đứa, đứa còn lại thì rất yếu. Lôi Nhiên thấy sự chú ý của cô đổ dồn vào chuyện con gái, liền nhắc nhở, Thiên Thiên, em là thánh nữ, em muốn sinh. Dù là con gái hay con trai đều có thể như ý, thậm chí em cầu nguyện, muốn lần sau sinh con gái thì thần nữ cũng sẽ đáp ứng em. Đây là đặc quyền chỉ có em mới có. Trước đây có thánh nữ luôn cầu nguyện muốn sinh con gái, bà ta sinh 5 đứa con, 5 đứa đều là con gái. Con gái thì to con, thời gian mang thai dài, sẽ rất mệt, ta thấy với tình trạng cơ thể hiện tại của em thì đừng nghĩ đến chuyện con gái nữa. Nghe vậy, Thiên Vân vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu cô quá chú trọng đến chuyện con gái thì thần nữ hiểu lầm cô muốn sinh con gái thì sẽ rất ngại. Quá trình đẻ trứng tương đối dễ dàng, cô không muốn lần sinh thứ hai lại là con gái, quả thực là từ làng mới thăng cấp lên địa ngục luôn. Cô bĩu môi, đổi chủ đề, có trứng hai lòng đỏ không? Tức là một quả trứng nở ra hai con non. Thương Di và Lôi Nhiên nhìn cô với vẻ không thể tin được. Đầu óc em đang nghĩ gì vậy? Thương Di bất lực. Lôi Nhiên nhẹ nhàng nói, trong ký ức của ta và trong truyền thuyết của tộc ta, không có trường hợp nào một quả trứng nở ra hai con non cả. Một quả trứng một con non, không có bộ lạc nào xảy ra trường hợp như vậy. Nếu thực sự có trường hợp như vậy thì tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi. Thiên Vân nhún vai không nói nữa, là cô nghĩ nhiều quá. Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi. Biết cô luôn có những câu hỏi kỳ lạ, hai người họ cũng không nghĩ nhiều. Dù cô là thánh nữ thì cũng không thể sinh ra loại trứng hai lòng đỏ mà cô nói. Thiên Vân không nói chuyện với họ nữa, cúi đầu dịu dàng nhìn con rắn nhỏ đang ngủ ngon lành trong rổ mây. Cô nhẹ nhàng đặt rổ mây lên bàn, vừa đặt xuống thì đôi mắt đang nhắm chặt của con rắn nhỏ đột nhiên mở to, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô. Thiên Vân giật giật khóe môi, đừng tỉnh giấc như vậy, con cứ ngủ đi, mẹ nấu cháo cho con. Không biết con có thích ăn không, mẹ làm một ít, đợi con tỉnh dậy đói thì nếm thử xem. Không sao, mẹ ở đây. Nghe vậy, con rắn nhỏ thè lưỡi ra, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thiên Vân ngâm gạo, rồi bắt đầu xử lý thịt. Thịt sói con mềm hơn, cô làm 3 loại cháo. Cháo thịt sói, cháo cá biển và cháo rau củ, có cả thịt và rau, xem con rắn nhỏ thích ăn loại nào. Khi mùi thơm của cháo lan tỏa trong nồi, Lam Bích không nhịn được mà thèm ăn, vẫy đuôi đến bên chân Thiên Vân. Ăn ngã, ăn nào, chưa chín, đợi chín rồi mẹ cho con ăn, mẹ cũng làm phần của con rồi, đủ ăn. Thiên Vân cười nói. Lam Bích mới ngồi xổm xuống đất, kiên nhẫn chờ đợi. Thương Di và Lôi Nhiên đều lặng lẽ nhìn,
nấu cháo không phải là việc nặng nhọc, chỉ là tốn thời gian, cứ cho nguyên liệu vào nồi rồi hầm từ từ là được. Mùi thơm thì thực sự thơm, nhưng hai con được ăn thịt lại không mấy hứng thú với gạo giống như cơm nếp trắng, họ chỉ lặng lẽ nhìn. Họ quan tâm hơn đến việc con rắn nhỏ có thích ăn những loại cháo này không hơn là cháo này có ngon hay không. Lam Bích không kén ăn, còn con rắn nhỏ thì hiện tại chưa rõ. Trong thời gian Thiên Vân nấu cháo, con rắn nhỏ tỉnh ngủ rồi lại ngủ rồi lại tỉnh, ngủ nhiều lần, mỗi lần ngủ rất ngắn. Lần nữa con rắn nhỏ tỉnh dậy, nó chậm rãi bò ra khỏi rổ mây, bò đến bàn nhỏ, đến gần Thiên Vân đang ngồi bên cạnh. Thiên Vân để ý thấy nó đến, lập tức nở nụ cười. Cô dùng muỗng múc một ít nước ấm cho nó uống, nó chỉ uống vài ngụm rồi tránh muỗng không muốn uống nữa. Con non vừa nở ra rất quấn người, Thiên Vân đặt muỗng xuống thì đưa tay vuốt ve nó. Nó quấn quanh ngón tay cô như một chiếc nhẫn rắn độc đáo. Cô rõ ràng cảm nhận được lần này con rắn nhỏ quấn quanh ngón tay cô mạnh hơn nhiều. Con đói bụng không? Có ăn cháo không? Cô dịu dàng hỏi. Con rắn nhỏ ngẩng đầu gật đầu, rồi tự giác buông tay cô, ngoan ngoãn chờ trên bàn.